Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 33. Tần Lâm lập tức nhíu mày, đi về. Tại sao chứ? Đây là Tần Lâm đích thân giúp đỡ, đích thân dặn dò, muốn để lại hạng mục này cho nhà họ Trần. Công ty này là của Tần Lâm, chẳng nhẽ hạng mục này đưa cho ai, anh không quyết được chắc. Sắc mặt Khưu Đại Xuân có hơi khó coi, vội vàng nói. Chủ tịch Tần, chuyện này tôi cũng không biết, tôi chưa từng nghe đến chuyện này. Sau khi đi ra khỏi công ty, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu cũng chưa dặn dò tôi chuyện này. Khưu Đại Xuân cũng bị dọa sợ, vừa nãy vừa đồng ý với Tần Lâm sẽ xử lý tốt chuyện này, kết quả lúc sau đã cho hạng mục này đi, chủ tịch Tần sẽ nghĩ thế nào chứ, chẳng phải là lá mặt lá trái sao? Ông ấy vừa giữ chức tổng giám đốc chi nhánh, chẳng nhẽ không muốn làm nữa sao? Sắc mặt Tần Lâm trầm xuống, có chút không vui. Đi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Khưu Đại Xuân nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tần Lâm, chuyện hôm nay là thế nào vậy, ông ấy không dám làm gì cả, suýt nữa mất việc rồi, công việc ngon lắm đấy. Ông ấy nỗ lực lắm mới trở thành tổng giám đốc chi nhánh, nếu như xảy ra lỗi lầm gì thì hối hận cũng không kịp. Khưu Đại Xuân gọi điện cho Lễ Tân. Alo, tôi là Khưu Đại Xuân, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, kể lại chi tiết cho tôi nghe đi. Mấy phút sau, Khưu Đại Xuân cúp máy. Nói với Tần Lâm. Chủ tịch Tần, tôi đã tìm hiểu rõ rồi, cô Trần Diên đã mang hợp đồng qua, nói muốn trả cho nhà họ Sở, đồng thời muốn xin lỗi Sở thiếu gia. Tần Lâm lập tức nhíu mày, Trần Diên tự mình đem hợp đồng qua á? Chuyện đùa gì thế này? Trần Diên tốn bao nhiêu công sức mới ký được hợp đồng, sao có thể để cho người khác được? Còn xin lỗi nhà họ Sở, lý do gì mà xin lỗi nhà họ Sở chứ? Tần Lâm có hơi tức giận. Dưới tình huống như này mà cũng không thể giúp Trần Diên lấy được hạng mục, công ty của anh mà anh không quyết được à? Tần Lâm rút điện thoại ra, gọi vào số của Trần Diên. Tút tút mấy tiếng, cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo, lão Tần à, giọng của Trần Diên rất uể oải, nghe có vẻ như vừa phải chịu oan ức. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Diên thở dài một hơi, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Tần Lâm nghe. Sau khi nghe xong, Tần Lâm lập tức cạn lời. Chú ba của cô đúng là quen làm chó cho người khác rồi, quen quỷ rồi nên không đứng được nữa nhỉ. Nhà họ Sở cũng được nước lấn tới, cô đợi tôi một chút. Nói xong, Tần Lâm cúp này, gọi cho Lôi Hồng. Cậu Tần có chuyện gì cần căn dặn? Tần Lâm đột nhiên gọi thế này chắc chắn là có chuyện, Lôi Hồng không dám lề mề, vội vàng hỏi một câu. Chị có biết nhà họ Sở không? Lôi Hồng nghĩ một lúc. Nhà họ Sở chỉ là một gia tộc nhỏ, chẳng có thế lực gì, sao vậy? Nhà họ Sở trong mắt người bình thường thì có vẻ lợi hại đấy, nhưng trong mắt Lôi Hồng thì chỉ là một gia tộc nhỏ bé mà thôi. Gia chủ của nhà họ Sở đã từng gặp Lôi Hồng, cũng phải cung kính gọi cô một tiếng chị Hồng. Mỗi dịp năm mới đều phải biếu quà cho cô để kéo quan hệ với cô, tránh xảy ra việc ảnh hưởng đến bọn họ. Tần Lâm nói, gia tộc nhỏ à, vậy đối phó với bọn họ một chút, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần cho bọn họ biết làm người thì phải khiêm tốn một chút. Vâng, tôi hiểu rồi. Lôi Hồng mặc dù là con gái nhưng là chị đại giang hồ, Tần Lâm nói như vậy, cô ấy lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lôi Hồng làm gì cũng rất đáng tin, không cần Tần Lâm phải dặn làm gì. Sau khi cúp máy, Tần Lâm gọi cho người thứ hai. Anh Tần à, tôi là Hải Giao Giao đây, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Có thể nói. Hải Giao Giao cũng không quá thân thiết với Tần Lâm. Vậy nên cũng phải khách khí một chút, có điều cô ấy rất tôn trọng anh. Cô biết nhà họ Sở không? Biết, là một gia tộc nhỏ, thỉnh thoảng cũng có qua lại, anh Tần quen họ à? Có cần tôi dìu dắt bọn họ không? Nếu như người khác nói câu này thì nhất định là đang tỏ vẻ, một gia tộc là thứ mà cô có thể dìu dắt sao? Nhưng Hải Giao Giao nói ra câu này thì là chuyện bình thường. Nhà họ Hải có thế lực thế nào, là gia tộc siêu cấp ở Đông Hải, tương đương với tứ đại gia tộc ở Đông Hải. Có biết bao nhiêu gia tộc nhỏ phải dựa dẫm vào nhà họ Hải, kiếm cơm nhờ Hải Giao Giao? Chỉ là nhà họ Sở mà thôi, cho dù dìu dắt hay là chèn ép bọn họ thì cũng là chuyện dễ như ăn cháo. Tần Lâm nói, nếu nhà họ Sở đã không muốn tiến lên như vậy thì cứ để bọn họ mãi mãi làm gia tộc nhỏ đi. Hải Giao Giao sững sờ, lập tức hiểu mọi chuyện. Vâng thưa anh Tần, anh yên tâm, tôi biết rồi. Nói xong, hai người cúp máy.
Nghe thấy Tần Lâm gọi hai cuộc điện thoại, Khưu Đại Xuân hít một hơi lạnh, giỏi thật, hai nhân vật máu mặt cùng nhau ra tay, ở tỉnh lỵ này, ai đỡ nổi chứ? Chủ tịch Tần, tôi không có quan hệ huyết thống gần với Sở Dương Cương, sau này nhà bọn họ nhất định sẽ không còn quan hệ gì với tập đoàn Hiên Viên nữa, cái này cậu có thể yên tâm. Sở Dương Cương đã đắc tội với Tần Lâm rồi, Khưu Đại Xuân đương nhiên phải phủi sạch quan hệ với anh ta, đừng có bảo là cháu ngoại, cho dù có là con trai ruột thì ông ấy cũng không giúp được. Tần Lâm gật đầu, chuyện này không liên quan gì đến ông, hy vọng sau này ông sẽ biểu hiện thật tốt, tôi sẽ để ý đến ông nhiều hơn. Tần Lâm rất thông minh, chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng liên quan gì đến Khưu Đại Xuân cả, vậy nên có trách ông ấy cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng dọa một chút, sau này Khưu Đại Xuân sẽ làm việc cẩn thận hơn, không dám lơ là nữa. Sở Dương Cương cầm lấy hợp đồng về nhà, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Dương Cương, lấy được đồ về rồi à? Lấy về rồi ạ, hợp đồng đã được ký rồi, bố yên tâm đi, nhà chúng ta. Khi Sở Dương Cương đang tươi cười chuẩn bị báo cáo cho cả nhà, đột nhiên bên ngoài có mấy người chạy đến, mặt mũi tái xanh. Tổng Giám đốc Sở, xảy ra chuyện rồi, mấy cửa hàng của công ty của chúng ta đều bị người ta đập rồi. Cái gì? Bố của Sở Dương Cương, Sở Siêu kích động đến mức đứng dậy, sắc mặt trở nên khó coi. Nhà họ Sở bọn họ cũng chẳng phải gia tộc lớn gì, kinh doanh cũng không quá lớn, đa phần đều dựa vào mấy cửa hàng nhỏ lẻ ở ngoài. Mấy cửa hàng này rất quan trọng với nhà họ Sở, kết quả hiện nay nhiều cửa hàng bị người ta đập như vậy, chắc là đắc tội người khác rồi. Là ai làm, có biết không, có liên lạc được với chị Hồng không? Mặt mấy quản lý hơi khó coi. Tổng Giám đốc Sở, chúng tôi đã liên lạc với chị Hồng rồi, chị Hồng không quan tâm, liên lạc với thuộc hạ lão toàn của chị ấy, kết quả. Nhìn thấy mấy quản lý ấp a ấp úng, Sở Siêu nổi giận. Có gì thì nói đi. Mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quản lý nói, lão toàn đưa tiền trả cho chúng ta. Sở Siêu sững sờ, lão toàn đưa tiền trả cho chúng ta á? Sao có thể? Mỗi năm nhà họ Sở đều phải đưa tiền cho chị Hồng, bọn họ sao có thể trả lại tiền chứ? Sắc mặt quản lý vô cùng khó coi, nói. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Sở, lão toàn đã trả lại tiền cho chúng ta. Chỗ tiền này đều là chỗ tiền mà chúng ta biếu tặng bọn họ năm ngoái vào dịp năm mới, ông ấy còn nói. Sau này không cần phải đưa tiền nữa, bọn họ không nhận được chỗ tiền này. Sắc mặt Sở Siêu vô cùng khó coi, ông ta giờ mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, hóa ra chị Hồng không cho bọn họ tặng tiền nữa, muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Tiền này trả về, ý là sau này sẽ không bảo vệ bọn họ nữa, xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không quan tâm. Sắc mặt Sở Siêu trở nên vô cùng khó coi, vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Lôi Hồng. Tút tút tút. Sau mấy tiếng tút, đầu bên kia tiền tắt máy luôn, gọi lại mấy cuộc đều không có ai nghe, hiển nhiên là bị kéo vào danh sách đen rồi. Sắc mặt Sở Siêu trở nên vô cùng khó coi, bọn họ mỗi năm đều biếu quà cho Lôi Hồng là để khi bọn họ gặp phiền phức, thế lực của Lôi Hồng có thể ít nhiều giúp đỡ bọn họ. Nhưng bây giờ... Lôi Hồng không chỉ không nghe điện thoại mà còn trả lại toàn bộ tiền bọn họ biếu, ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt. Lôi Hồng là người như thế nào ông ta hiểu rất rõ, một khi đắc tội với Lôi Hồng, sau này rất khó sống ở tỉnh lỵ. Sở Siêu vẫn đang suy nghĩ, nhớ lại xem rốt cuộc mình đã đắc tội với chị Hồng ở điểm nào để còn tìm người đến cứu vãn chuyện này, nói chuyện với chị Hồng, hay là sau này mỗi năm đưa thêm ít tiền cũng được. Khi ông ta đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Sở Siêu vội vàng nghe máy, lo là tin tức liên quan đến Lôi Hồng. Alo, Tổng Giám đốc Sở ạ, công ty của chúng ta xảy ra chuyện rồi, hạng mục chúng ta hợp tác với nhà họ Hải đều bị thu hồi rồi. Mắt Sở Siêu lập tức tối sầm, suýt nữa ngất đi. Anh nói cái gì, sao lại thế? Là thật thưa Tổng Giám đốc Sở, chúng ta đắc tội nhà họ Hải rồi sao? Nghe nói là đích thân Hải Giao Giao ra lệnh, cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà họ Sở. Hải Giao Giao. Sở Siêu lập tức nôn ra máu, chuyện gì thế này, vừa nãy là Lôi Hồng, bây giờ là Hải Giao Giao. Chút tài nguyên của nhà họ Sở đều dựa vào nhà họ Hải, nếu như không có nhà họ Hải giúp đỡ, bọn họ sẽ nghèo đến mức không có cơm mà ăn. Vốn đang hợp tác ổn thỏa với nhà họ Hải, sao đột nhiên lại dừng lại. Sở Siêu không dám do dự. Vội vàng gọi điện thoại cho Hải Giao Giao. Tút tút mấy tiếng,
cuối cùng cũng có người bắt máy, Sở Siêu thở phào. Có thể gọi là có cơ hội để giải thích, giống như Lôi Hồng vậy, còn chẳng cho ông ta cơ hội, thực sự khó chịu. Tổng Giám đốc Hải, tôi là Sở Siêu, xin hỏi nhà họ Sở tôi đã làm sai chuyện gì, sao đột nhiên lại cắt đứt chuyện hợp tác với chúng tôi? Nếu như chúng tôi có gì đắc tội, Sở Siêu tôi xin thay mặt nhà họ Sở xin lỗi. Hải giao giao với nhà họ Sở mà nói thì chẳng khác gì chỗ dựa lớn, đắc tội Lôi Hồng, việc làm ăn không thể tiếp tục được. Nhưng đắc tội Hải giao giao thì bọn họ còn chẳng có việc làm ăn để mà tiếp tục. Hải giao giao cười khẩy một tiếng, đắc tội ai, tự ông không biết chắc. Sở Siêu vừa nghe, tim đập thình thịch, Tổng Giám đốc Hải, xin cô nói rõ, tôi thực sự không biết gì cả. Hải giao giao lạnh lùng nói, hỏi con trai yêu quý của ông xem. Nói xong liền cúp luôn máy. Sở Siêu không dám gọi lại, người ta đã nói rõ như vậy, nhất định là đắc tội người khác rồi, hơn nữa còn đắc tội rất nghiêm trọng, nếu không Hải Giao Giao và Lôi Hồng sẽ không cùng lúc ra tay với bọn họ. Sở Siêu đen mặt, gọi Sở Dương Cương ra, cho anh ta một cái bạt tai. Bốp! Cái bạt tai này khiến Sở Dương Cương sững sờ. Bố, sao bố lại đánh con? Sở Siêu chỉ vào anh ta, nghiến răng nghiến lợi hung ác nói. Sao tao lại đánh mày á? Tao chỉ ước gì có thể đánh chết mày. Mày đắc tội ai vậy? Sở Dương Cương sững sờ, con đắc tội ai đâu? Con chẳng đắc tội ai cả, hôm nay con làm mọi chuyện rất thuận lợi mà. Trần Diên còn xin lỗi con. Lúc này Sở Dương Cương mới bắt đầu nhớ lại, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng nhẽ là vì anh ta đắc tội người khác sao? Không thể nào. Sở Siêu lạnh lùng nói, vừa nãy Tổng Giám đốc Hải vừa gọi cho tao. Đích thân nói mày đắc tội người khác, mày dám nói là không không? Sở Dương Cương nhíu mày, bố, con thực sự không đắc tội người có máu mặt nào cả, nếu như mà bảo có đắc tội ai thì còn chỉ đắc tội Trần Diên nhà họ Trần thôi. Sở Siêu nhíu mày. Trần Diên. Ông ta biết Trần Diên nhà họ Trần, Sở Dương Cương vẫn luôn thích cô gái này, có điều nhà họ Trần không phải gia tộc lớn mà chỉ là một gia tộc xa sút nhỏ bé thôi. Có lúc còn cần dựa vào nhà họ Sở giúp đỡ mới kiếm được nguồn để buôn bán, đắc tội bọn họ thì làm sao chứ? Sở Siêu là chủ của gia tộc, hôm nay xảy ra chuyện kỳ dị thế này, ông ta cũng phải cẩn thận suy đoán. Sở Siêu do dự một chút, hay là, nhà họ Trần có chỗ dựa lớn? Suy đi tính lại, gần đây ngoại trừ Trần Diên ra, hình như anh ta chẳng đắc tội với ai cả. Vậy nên nhà họ Trần nhất định đã tìm chỗ dựa nên mới vậy. Sở Dương Cương nhíu mày, không thể nào, Trần Diên quen một người đàn ông họ Tần, chỉ là một thằng nhãi, chẳng có gì đặc biệt. Nhà họ Trần nếu thực sự có núi lớn để dựa thì cần gì phải nhường hạng mục cho chúng ta? Sở Siêu gật đầu, lời anh ta nói rất có lý, nếu như thực sự có chỗ dựa, nhà họ Trần cần gì sợ đến vậy? Sở Siêu thực sự không hiểu, để bố gọi cho cậu con hỏi xem sao. Thời khắc quan trọng vẫn cần nhờ vả họ hàng mới ổn. Sở Siêu vội vàng gọi cho Khưu Đại Xuân. Mấy giây sau, Khưu Đại Xuân nghe máy. Alo, Tổng Giám đốc Sở à, Khưu Đại Xuân mặc dù khách khí như vậy nhưng giọng điệu thì trở nên rất lạnh lùng, thái độ khác hoàn toàn lúc trước. Sở Siêu cũng không dám tỏ vẻ nữa, vội vàng nói. Tổng Giám đốc Khưu, chúng ta vẫn là người thân, có chuyện gì đừng giấu anh mà, nhà họ Sở bọn anh rốt cuộc đã làm gì, em nhất định phải nói rõ cho anh biết. Khưu Đại Xuân bất lực thở dài, không có gì để nói, lúc này rồi, nhà họ Sở còn không biết mình đã làm sai điều gì, còn không biết đã đắc tội ai, đúng là làm trò mà. Lão Sở, vì chúng ta là người thân nên em mới nói cho anh, nếu là người khác thì em đã không quan tâm rồi. Chủ tịch của tổng công ty của bọn em họ Tần. Những thứ khác em không nói nhiều nữa, anh tự hiểu nhé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, Khưu Đại Xuân cúp máy. Sắc mặt Sở Siêu trở nên khó coi, nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Chủ tịch tổng công ty họ Tần. Họ Tần thì sao chứ? Cũng chưa nghe nói mình đắc tội ai họ Tần. Sở Siêu nghĩ mãi, đột nhiên trong mắt co lại, lập tức nhớ ra tên họ Tần lúc nãy vừa nói. Dương Cương, vừa nãy con nói bạn trai của Trần Diên họ Tần đúng không? Sở Dương Cương gật đầu, đúng vậy. Là một tên nhãi họ Tần, sao vậy bố? Sắc mặt Sở Siêu ngày càng đen, nghĩ đến lời Khưu Đại Xuân nói lúc nãy, ông ta nói. Lần này chúng ta có lẽ đắc tội phải người có quyền rồi,
nếu như bố đoán không nhầm thì tên họ Tần kia là chủ tịch của tổng công ty của tập đoàn Hiên Viên. Sở Dương Cương sững sờ, sau đó cười phá lên. Không thể nào, tên nhãi kia chỉ là người bình thường, lái chiếc Q7, con từng gặp rồi, chẳng giống gì chủ tịch cả. Nếu như thật sự là chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên thì lúc đi ra ngoài sao không mang theo thư ký trợ lý? Sở Siêu trợn tròn mắt, tát cho Sở Dương Cương một phát. Cái thằng mắt chó khinh người này, mày nghĩ rằng ông chủ lớn sẽ nông cạn giống mày sao? Đến bây giờ mày còn không biết mình đắc tội ai, mày đúng đáng chết. Mau chuẩn bị quà cáp, đi đến nhà họ Trần cùng tao để xin lỗi. Nhìn thấy bố mình nổi giận, Sở Dương Cương không dám ho he, vội vàng mang cái mặt sưng đi chuẩn bị quà. Sau khi gọi mấy cuộc, Tần Lâm liền đi đến thẳng nhà họ Trần. Vừa vào sân nhà họ Trần, sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng kỳ dị, bọn họ nhìn Tần Lâm, tâm tình phức tạp. Lần trước khi Tần Lâm đến, ấn tượng của bọn họ với anh khá tốt. Nhưng lần này so với Sở Dương Cương, thân phận, năng lực của anh khá tầm thường. Đặc biệt là cả nhà họ Trần đều phải dựa vào nhà họ Sở để sống, trong lòng bọn họ vẫn thiên về việc gả Trần Diên cho Sở Dương Cương hơn. Tần Lâm này mặc dù ra tay trước, nhưng nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Bây giờ mọi người chỉ muốn hai người bọn họ chia tay, đương nhiên sẽ không nể nang gì Tần Lâm. Tên họ Tần kia, sao cậu lại đến? Trần Bộ Sinh nói ra câu này, mọi người đều khinh khỉnh nhìn Tần Lâm. Như anh là khách không mời mà đến vậy. Vẻ mặt của Tần Lâm rất điềm tĩnh, chẳng hề phản ứng, chẳng thèm quan tâm với thái độ lạnh lùng của mấy người này. Trần Diên đâu? Trần Bộ Sinh nói, Trần Diên á, cậu còn dám nhắc đến Trần Diên sao? Tôi nói cho cậu biết, sáng sớm hôm nay, khi đến tập đoàn Hiên Viên, có phải cậu đi cùng Trần Diên không? Có phải cậu đắc tội Sở thiếu gia không? Tôi nói cho cậu biết, nếu như không phải cậu đắc tội Sở thiếu gia, thì nhà họ Trần chúng tôi đã không phải ngồi ở đây vắt óc nghĩ cách. Cậu còn dám đến đây tìm Trần Diên, cậu đúng là không sợ phiền phức mà. Tần Lâm nhíu mày, phiền phức, tôi nghĩ mấy người nhầm rồi, hạng mục đã cho mấy người rồi mà mấy người không cần. Mấy người hèn đến vậy sao? Cậu hỗn! Trần Bộ Sinh bị Tần Lâm nói trúng tim đen, lập tức thẹn quá hóa giận. Tần Lâm, cậu sắc sửa quá rồi, cậu đang ở nhà họ Trần chúng tôi mà còn dám nói ra câu này. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, cậu với Trần Diên kết thúc rồi, sau này nhà họ Trần chúng tôi không liên quan gì đến cậu. Bây giờ cậu cút ra ngoài cho tôi. Trần Bộ Sinh đang tìm lý do để chia cắt hai người bọn họ, kết quả Tần Lâm này lại tự mình đâm đầu đến. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, Trần Bộ Sinh cũng không có lý do gì để nói. Bây giờ thì hay rồi, không nói đến cái khác, cậu đắc tội bề trên, nhân cơ hội này, Trần Bộ Sinh có thể đuổi thẳng Tần Lâm. Lời vừa dứt, Trần Diên đi ra từ trong nhà, chạy đến trước mặt Tần Lâm, kiên quyết nói. Chuyện của cháu với anh ấy, mấy người không quyết được, chú có tư cách quyết định thay cháu hả? Trần Bộ Sinh trợn mắt, giọng điệu lạnh lùng nói. Trần Diên! Cháu còn dám cãi chú. Chú là chú ba của cháu, chẳng nhẽ không có tư cách để dạy dỗ cháu sao? Trần Diên lạnh lùng cười, chú thì có tư cách gì chứ? Bố mẹ cháu đều ở đây, nếu như cháu sai, người dạy dỗ cháu sẽ là bố mẹ cháu, chú là cái thá gì chứ? Trần Diên nổi giận rồi, lúc này cô ấy đã hoàn toàn quên việc Tần Lâm với cô ấy là giả, diễn sâu quá, nghe thấy chú ba dám chia tách hai người trước mặt mọi người, Trần Diên liền thấy khó chịu. Trần Bộ Sinh nổi cơn tam bành, chỉ vào Trần Diên hung dữ nói. Phản rồi, mấy người phản rồi. Trần Diên, cháu có tin chú đuổi cháu ra ngoài nhà họ Trần không? Lời vừa dứt, ngoài cổng đột nhiên có mấy chiếc xe đỗ lại. Tiếng xe dừng lại truyền vào trong sân, mọi người đều sững sờ, đứng bên trong nhìn chiếc xe kia. Đột nhiên có người nói, đây chẳng phải là xe của nhà họ Sở sao? Trần Bộ Sinh nghe xong sắc mặt thay đổi, nhà họ Sở. Mau ra đón tiếp. Nói xong, Trần Bộ Sinh hung hăng chừng Trần Diên và Tần Lâm. Chuyện của hai người tí nữa nói sau. Nói xong, Trần Bộ Sinh chạy ra cửa. Đến cổng lớn, Trần Bộ Sinh nhìn thấy bố con nhà họ Sở xách theo một đống quà quý đi vào sân, còn có không ít người của nhà họ Sở đi theo, trông rất hoành tráng. Anh Sở, đây là... Để làm quen với bọn họ, Trần Bộ Sinh còn gọi Sở Siêu là anh Sở, hy vọng Sở Siêu có thể tha cho bọn họ. Đừng làm khó chuyện làm ăn của bọn họ. Sở Siêu nhìn thấy Trần Bộ Sinh, lập tức tươi cười. Ai ôi,
cậu Trần, lâu lắm rồi không gặp, thực sự xin lỗi, cậu về lâu như vậy mà anh chưa qua thăm, thực thất lễ quá. Trần Bộ Sinh bối rối, cũng hơi kinh ngạc xen lẫn vui mừng, không ngờ Sở Siêu lại khách khí đến vậy, rõ ràng là nhà họ Sở mạnh hơn nhà bọn họ, vậy mà lại tỏ ra khách khí như vậy. Còn đem theo cả quà đến thăm ông ta. Thế này thì khách khí quá, mời anh Sở vào. Mời người nhà họ Sở đi vào xong, Trần Bộ Sinh vội vàng tiếp đãi. Sau khi đi vào, Sở Siêu nhìn thấy Trần Diên, cũng nhìn thấy Tần Lâm đứng cạnh liền hỏi một câu. Vị này là... Sắc mặt Trần Bộ Sinh có hơi ngại ngùng, dáng vẻ của Sở Siêu như đang muốn đề nghị kết thông ra, vậy nên ông ta mới hỏi Tần Lâm, Trần Bộ Sinh không dám nói thật. Nhỡ may nói thật, nhà họ Sở tức giận liền lật mặt, như thế thì mất nhiều hơn được. Trần Bộ Sinh do dự nói. Đây là một vị khách không quan trọng của nhà họ Trần chúng em, anh không cần để ý. Sở Siêu sững sờ, vị khách không quan trọng. Sở Siêu sững sờ, chuyện gì thế này? Rõ ràng mời được Phật vào nhà lại bảo Phật không quan trọng. Ồ, Sở Siêu đột nhiên hiểu rồi, nhà họ Trần đang khiêm tốn. Nhà họ Trần tìm được một cậu con rể xuất sắc như vậy, nhưng không nói là để phiền phức, cứ để từ từ bí mật phát triển, đây mới là điều người thông minh làm. Đây là chủ tịch của tổng công ty của tập đoàn Hiên Viên, việc thành lập chi nhánh của tập đoàn Hiên Viên đã khiến những gia tộc nhỏ này điêu đứng, ngày ngày run sợ. Thực lực của tổng công ty mạnh đến đâu, cơ bản bọn họ không tưởng tượng nổi, vậy nên nhà họ Trần nhặt được của quý mới phải liều mạng khiêm tốn. Sở Siêu hiểu ra, mặt tỏ vẻ lơ đãng, dù sao cũng là con rể của nhà họ Trần, bọn họ cứ giao hảo với nhà họ Trần thì về sau nhất định sẽ được hời. Sở Dương Cương còn đang nhìn Trần Diên. Nhìn thấy người con gái mình thích ở bên người khác, trong lòng không thoải mái, có điều cũng hết cách, anh ta không động vào được người đàn ông này. Dương Cương, cầm hết hợp đồng lúc trước ra đây. Sở Dương Cương cúi đầu ủ rũ, đem hết hợp đồng trước kia đặt lên bàn. Sở Siêu nói, cậu Trần, đây là hợp đồng lúc trước của Trần Diên, cậu yên tâm, hợp đồng chưa bị hủy, vẫn còn hiệu lực. Những hạng mục trên hợp đồng, nếu như có gì không xử lý được, hoặc gặp khó khăn, cảm thấy lợi nhuận quá ít, thì có thể cho nhà họ Sở bọn anh, cậu Trần, cậu thấy thế nào? Trần Bộ Sinh được sủng mà kinh ngạc, ý anh là sao? Anh Sở, anh khách khí thế. Sở Siêu cười, ha ha ha, cậu Trần khách khí quá rồi, chúng ta là bạn cũ, sau này có chuyện gì thì bọn cậu nhớ chiếu cố anh nhé, đến lúc đó cậu đừng làm như không quen anh là được. Ha ha, anh Sở đùa hay quá, em không nhận quen ai chứ làm gì có chuyện không nhận quen anh. Đi nào, chúng ta đi nhà hàng uống mấy chén, hôm nay không say không về. Trần Bộ Sinh không thể nào ngờ, mọi chuyện lại xoay chuyển theo hướng này, bọn họ vốn đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi, kết quả thái độ của nhà họ Sở lại thay đổi lớn đến thế. Thật sự không biết Sở Siêu ăn cái gì, có điều nếu đã là chuyện tốt thì ông ta sẽ không từ chối, ông ta vội vàng mời mọi người đến nhà hàng, uống một bữa say túy lúy. Khi sắp đi, Trần Bộ Sinh nói với Tần Lâm. Cậu đừng có đi, hôm nay là yến tiệc của nhà họ Trần chúng tôi. Trần Diên nhíu mày, chú ba, chú có ý gì vậy, yến tiệc gia tộc có nhà họ Sở chẳng nhẽ không được có Tần Lâm. Đây là bạn trai cháu, chẳng nhẽ không được tính là người nhà họ Trần chắc. Trần Bộ Sinh trợn mắt, Trần Diên, bây giờ cánh cháu đủ cứng rồi đúng rồi, nhiều lần lên mặt với chú, nếu không có chú, thì nhà họ Sở sẽ dễ dàng tha thứ cho bọn cháu chắc. Nếu như không nể mặt Trần Bộ Sinh chú. Nhà họ Sở sao có thể nhiệt tình để làm hòa. Cháu tốt nhất nên quý trọng cơ hội này. Được rồi, đừng vớ vẩn nữa, cháu cũng đừng đi, hai người ở nhà tự kiểm điểm lỗi lầm đi, nơi này không phù hợp để hai người xuất hiện. Nói xong, Trần Bộ Sinh kéo theo Sở Siêu sải bước ra ngoài. Sở Siêu nhìn thấy những người khác đều đi ra nhưng Tần Lâm chưa đi ra nên hỏi. Cậu Trần, vị khách kia nhà cậu sao không đi? Trần Bộ Sinh sững sờ. Cười nói, ha ha, bọn họ không phải người quan trọng gì, chúng ta đi ăn là được. Sở Siêu sững sờ, lập tức nở nụ cười. Trần Bộ Sinh này mặc dù tuổi tác không lớn, có điều cũng là con cáo già, trong tay có tài nguyên lớn đến vậy, nhất định không muốn nói cho người khác. Chủ tịch Tần là người lợi hại, ông ta thế mà lại muốn giấu giếm quý nhân. Có điều người ta cứ muốn giấu, Sở Siêu cũng hết cách, chỉ có thể để về sau có cơ hội thì lại làm quen. Tần Lâm nghe thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thất vọng vô cùng với nhà họ Tần. Trần Diên,
anh muốn đi. Anh sao có thể bị nhà họ Trần giam lỏng ở đây, Trần Bộ Sinh là cái thá gì mà có tư cách ra lệnh cho anh. Sắc mặt Trần Diên có hơi khó coi, cô áy náy nói với Tần Lâm. Anh Tần, thật xin lỗi, đều tại em. Tần Lâm cười, xoa đầu cô ấy. Có gì mà phải xin lỗi chứ, đâu thể trách em, được rồi, anh chuẩn bị về đây. Trần Bộ Sinh nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Muốn đi thì mau đi, cậu đi rồi nhà họ Trần chúng tôi vừa hay sạch sẽ, hừ. Trần Bộ Sinh chỉ muốn Tần Lâm cút nhanh, chỉ muốn anh mau chóng cắt đứt quan hệ với Trần Diên, như vậy thì mới có thể liên hôn được với nhà họ Sở. Trần Bộ Sinh nói xong câu này, Sở Siêu cảm thấy có gì không đúng. Như này thì vô lễ quá, lúc trước cho dù có là diễn kịch thì cũng không nên có thái độ thế này. Cho dù có muốn giấu giếm, không để người khác biết thân phận của Tần Lâm, nhưng ít nhất cũng nên tôn trọng anh chứ. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của Trần Bộ Sinh, cộng thêm giọng điệu của ông ta, chẳng có chút gì tôn trọng cả. Người ta là chủ tịch của tổng công ty của tập đoàn Hiên Viên, trong tay có cả chục tỷ, đuổi người ta đi sao? Lời lẽ gì thế này? Sắc mặt Sở Siêu đầy hoài nghi, ông ta hỏi. Cậu Trần, chẳng nhẽ cậu không biết thân phận của cậu Tần sao? Trần Bộ Sinh sững sờ, mặt đầy hoài nghi. Thân phận của cậu ta thì có thân phận gì chứ? Cậu là chỉ là bác sĩ, sao vậy, anh Sở muốn khám bệnh à? Sở Siêu cạn lời, không ngờ Trần Bộ Sinh lại ngu si đần độn đến vậy, trong nhà có một chủ tịch gia tài bạc tỷ mà không biết. Trần Bộ Sinh à, Trần Bộ Sinh à, anh không biết nên nói gì với cậu bây giờ. Cậu Tần, là quý nhân của nhà mấy người đó. Nói xong, Sở Siêu không giả vờ nữa, vội vàng đến trước mặt Tần Lâm, khúm na khúm núm nói. Chủ tịch Tần, lúc trước nhà họ Sở chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đã mạo phạm cậu rồi, thực sự xin lỗi, bây giờ chúng tôi vô cùng hối hận nhưng không biết có còn kịp không, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi một lần. Thái độ của Sở Siêu vô cùng thành khẩn, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Sở Dương Cương đứng bên cũng khép nép, mặt mũi đương nhiên quan trọng nhưng kinh tế của gia tộc Hiển Hiện vẫn quan trọng nhất, bây giờ Tần Lâm đã cắt đứt toàn bộ quan hệ kinh doanh của bọn họ không dám bất kính. Tần Lâm lạnh lùng nói, thấy thái độ của mấy người cũng thành khẩn, lần này coi như bỏ qua, hy vọng mấy người tự thu xếp ổn thỏa, không làm khó Trần Diên nữa. Cậu yên tâm, sau này cô Trần sẽ là khách quý của nhà họ Sở chúng tôi không dám có bất kỳ hành vi nào không đúng mực với cô ấy. Sở Siêu như được tha tội chết, vội vàng kích động nói. Trần Bộ Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy vậy mà sững sờ. Anh Sở, anh làm gì vậy, cậu ta chẳng qua chỉ là một bác sĩ mà thôi, chưa qua lại với Trần Diên được bao lâu, anh yên tâm, có em ở đây, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội đến với nhau. Trần Diên sớm muộn gì cũng là con dâu nhà họ Sở. Sắc mặt Sở Siêu thay đổi, chỉ vào Trần Bộ Sinh mà nói. Tên họ Trần kia, mẹ kiếp. Cậu muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo tôi theo, còn về cô Trần Diên, chúng tôi không dám trèo cao, chủ tịch Tần là khách quý của chúng tôi, cậu còn nói vớ vẩn nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Sắc mặt Sở Siêu vô cùng tức giận, chỉ vào Trần Bộ Sinh mà mắng một trận, tên này ngu thế, đến giờ mà vẫn nghĩ Tần Lâm là bác sĩ bình thường. Nếu như anh là bác sĩ bình thường thì nhà họ Trần các người có thể lấy được hạng mục đó chắc. Mấy người chỉ là mấy tên khốn. Chẳng nhẽ nhà họ Sở phải tự đến hạ mình xin lỗi làm hòa với các người chắc. Đúng là mất não. Trần Bộ Sinh nhíu mày, vẫn không thể hiểu nổi, ấn tượng đầu tiên của ông ta với Tần Lâm là anh mặc dù không phải là tên nghèo rách nhưng cũng chẳng phải người thành công. Có thể là vì Tần Lâm không ra vẻ, tạo cảm giác khiêm tốn hiền hòa cho người khác nên khiến Trần Bộ Sinh sinh ra ấn tượng sai lầm, một khi đã sinh ra ấn tượng sai thì rất khó bỏ nó đi. Vậy nên cho dù tình hình vậy giờ rất rõ ràng, Trần Bộ Sinh vẫn cảm giác Tần Lâm chẳng phải người có quyền gì. Anh Sở, anh nhầm rồi, cậu ta là chủ tịch gì chứ, chắc anh nhầm rồi ấy. Nói xong, Trần Bộ Sinh quay đầu trừng mắt nhìn Tần Lâm, giọng điệu nghiêm khắc nói. Tên họ Tần, rốt cuộc cậu lừa người thế nào thì mau khai thật ra, bằng không đừng trách tôi không khách khí với cậu. Trần Bộ Sinh vừa dứt lời. Bên ngoài có tiếng còi xe và tiếng nổ máy đùng đùng truyền đến. Mấy chiếc siêu xe đỗ ở cửa, khiến cửa nhà họ Trần chật kín. Sắc mặt Trần Bộ Sinh thay đổi, vội vàng chạy ra, không biết là nhân vật lớn nào. Ra đến cửa, mấy người đi xuống từ chiếc Toyota Alphard,
đi đầu bất ngờ là tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn Hiên Viên, Khưu Đại Xuân. Trần Bộ Sinh từng gặp Khưu Đại Xuân ở buổi lễ khai trương, vừa nhìn thấy tổng giám đốc Khưu đích thân đến liền kích động vô cùng. Tổng giám đốc Khưu, sao ông lại đích thân ghé thăm vậy, nhà họ Trần chúng tôi hãnh diện quá. Trần Bộ Sinh duỗi tay ra, cúi người, chạy đến bắt tay với người ta, dáng vẻ khom lưng cúi đầu trông chẳng khác gì thái giám. Tuy nhiên Khưu Đại Xuân chẳng thèm nhìn ông ta, mà trực tiếp lách qua vai ông ta. Trần Bộ Sinh vẫn còn duỗi tay ra, lúng túng đứng đó, sắc mặt hơi khó coi. Khưu Đại Xuân coi thường ông ta, đi thẳng đến bên cạnh Tần Lâm, cung kính cúi đầu. Chào Chủ tịch Tần. Toàn bộ sân vườn của nhà họ Trần lập tức yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, mặt mày kinh ngạc. Bao gồm cả Trần Diên đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến mức mắt chữ A mồm chữ O. Chủ tịch Tần. Khưu Đại Xuân không phải là Tổng Giám đốc Khưu sao? Là người đứng đầu chi nhánh, là lãnh đạo cao cấp nhất của công ty. Ông ấy gọi Tần Lâm là Chủ tịch Tần, chẳng nhẽ chức của Tần Lâm còn cao hơn ông ấy sao? Chức còn cao hơn Tổng Giám đốc chi nhánh chẳng nhẽ là Chủ tịch của Tổng Công ty sao? Chẳng nhẽ Tần Lâm là Chủ tịch của Tổng Công ty Tập đoàn Hiên Viên sao? Sở Siêu nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở phào nhẽ nhõm, có vẻ như ông ta đoán đúng rồi. Tần Lâm này thực sự là một người có thế lực. Trẻ như vậy mà đã có gia tài tiền tỷ như thế, thực sự lợi hại quá. May mà ông ta phản ứng nhanh, xin lỗi Chủ tịch Tần ngay và nhận được sự tha thứ, nếu không nhà họ Sở chết chắc. Chủ tịch Tần, hai cô gái này hôm nay đến công ty tìm cậu, tôi đem theo bọn họ đến đây. Không biết có hơi mạo muội không? Là ai? Lời vừa dứt, có hai cô gái đi vào từ cổng. Một người rực rỡ như ánh mặt trời, một người xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy hai người này, Tần Lâm cười gượng một tiếng. Hóa ra là Lôi Hồng và Hải Giao Giao. Cậu Tần, nghe nói anh chuẩn bị rời đi, chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm để tiễn anh. Hải Giao Giao tươi cười nói. Lần này là vì Hải Giao Giao muốn kéo gần quan hệ với Tần Lâm, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp đãi Tần Lâm, không thể bỏ qua được. Tần Lâm cạn lời, lý do gì thế này? Tỉnh lỵ cách Đông Hải có 2-3 tiếng đi xe, như vậy mà cũng được gọi là tiễn là. Đây chẳng phải là bất cứ lúc nào đều có thể đến sao? Anh cũng nhận ra, Hải Giao Giao cố ý tìm lý do để ăn một bữa cơm với Tần Lâm cũng ngại từ chối, gật đầu, coi như đồng ý. Lúc này người nhà họ Trần đều đần mặt ra. Hải Giao Giao là ai thì mọi người đều biết, bọn họ cũng từng nghe danh Lôi Hồng. Hai người phụ nữ mạnh mẽ tài giỏi này đều đích thân đến đây tiễn Tần Lâm sao? Tên họ Tần này rốt cuộc là ai vậy? Trần Bộ Sinh lúc này khiếp sợ đến mức tột cùng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chủ tịch Tần, cậu là Chủ tịch Tần. Trần Bộ Sinh lúc này muốn nói gì đều khó có thể mở lời. Lúc trước ông ta có thái độ như vậy với Tần Lâm, bây giờ muốn xin lỗi người ta thì ra mặt phải dày lắm đấy. Không phải là không cho ông ta cơ hội, vừa nãy Sở Siêu đã giới thiệu chi tiết về thân phận của Tần Lâm rồi, chỉ có điều ông ta không tin mà thôi. Hải Giao Giao nhìn Trần Bộ Sinh sau đó liền hỏi Tần Lâm. Anh Tần, đây là họ hàng của anh sao? Tần Lâm lắc đầu, không quen. Nói xong, Tần Lâm liền đi ra với bọn họ. Hải Giao Giao gật đầu, còn chẳng thèm nhìn nữa, lên xe cùng đám Khưu Đại Xuân. Sở Siêu vội vàng nói. Tổng Giám đốc Hải, Chủ tịch Tần, chị Hồng, tôi mới mở một nhà hàng ẩm thực phương Bắc, hương vị khá ổn, hay là mọi người đến ăn thử nhé? Tần Lâm gật đầu, đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại cả, Sở Siêu này cũng được coi là phản ứng khá nhanh, làm việc cũng ổn. Sở Siêu có cơ hội thể hiện, mặt mày tươi cười, vội vàng nhiệt tình chào mời bọn họ. Trong nháy mặt, Hải Giao Giao, Tần Lâm, Lôi Hồng lại thêm toàn bộ người nhà họ Sở đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại người nhà họ Trần đứng trơ trọi trong sân, sắc mặt ai cũng ngượng ngùng. Đặc biệt là Trần Bộ Sinh, sắc mặt khó coi đến cùng cực. Rõ ràng là ở gần Phật kết quả lại chẳng tôn trọng người ta. Nhưng nếu thái độ của Trần Bộ Sinh với Tần Lâm tốt hơn một chút thì chắc nhà họ Trần có thể thăng tiến nhanh chóng rồi, có thể không trở thành gia tộc hạng nhất được, nhưng ít nhất cũng có thể cùng đẳng cấp với nhà họ Sở. Có Tần Lâm bao bọc, sau này không cần nhìn sắc mặt của người khác để sống nữa. Nhưng bây giờ thì xong rồi. Trần Bộ Sinh đã đắc tội Tần Lâm như vậy, sau này Tần Lâm sẽ không cho ông ta bất kỳ cái gì.
nếu như có chiếu cố nhà họ Trần thì cũng chỉ là vì nể mặt Trần Diên. Trần Diên cũng không phải doanh nhân, e rằng nhà họ Trần sau này cũng không chiếm được lợi lộc gì. Trần Bộ Sinh nhìn Trần Diên, mặt dày nói. Trần Diên, cháu cũng là một phần của nhà chúng ta, lúc này cần cháu chí công vô tư, hai đứa là bạn trai bạn gái, cháu nên thỏa mãn cậu ta một chút. Trần Diên lạnh lùng hừ một tiếng. Ha ha, vậy thì liên quan gì đến chú chứ? Nói xong, Trần Diên liền đi thẳng về phòng. Mấy chuyện xấu của nhà họ Trần, Tần Lâm cũng chẳng muốn quan tâm nữa, đúng như Trần Bộ Sinh nghĩ. Mấy việc buôn bán của nhà họ Trần chẳng liên quan gì đến Trần Diên cả. Tần Lâm lo chuyện của Trần Diên là điều đương nhiên, còn về phần Trần Bộ Sinh, không lôi kéo thêm phiền phức cho ông ta đã là tốt lắm rồi, cái loại người lúc nào cũng cho mình là đúng thì Tần Lâm đương nhiên sẽ làm như không quen. Ăn một bữa cơm với Lôi Hồng và Hải Giao Giao, Sở Siêu còn nhiệt tình hơn cả nhân viên phục vụ. Nên bữa cơm cũng khá hài hòa vui vẻ. Ăn cơm xong, Tần Lâm đi ra cổng, lên xe, chuẩn bị về Đông Hải. Vừa lên xe, đột nhiên phát hiện ra trong xe có một cô gái, phản ứng đầu tiên của Tần Lâm là muốn ra tay. Kết quả nhìn lại, hóa ra là Trần Khả Nhi. Tần Lâm cạn lời, sao em lại lên xe vậy? Nếu không phải vừa nãy Tần Lâm phản ứng nhanh thì chắc bây giờ Trần Khả Nhi đã bị Tần Lâm đâm kim bạc rồi. Trần Khả Nhi cười hi hi nói, anh rể, anh đến tỉnh lỵ mà chẳng tìm em gì cả, em làm việc ở bệnh viện khổ lắm. Lần này đến nhà họ Trần thực sự không gặp được Trần Khả Nhi, không ngờ con bé này lại làm việc chăm chỉ đến vậy, bệnh viện lại bận đến thế. Sao em tìm anh? Hi hi, em về nhà, chị em bảo anh đến đây ăn cơm. Trên đường em ngửi được mùi của anh nên đến đây. Nói xong, Trần Khả Nhi còn giả mũi chó ngửi ngửi, ngửi một lượt khắp người Tần Lâm. Tần Lâm liếc mắt, con bé này, em kỳ thật đó, nói đi, muốn đi đâu? Tần Lâm lúc trước giả làm bạn trai của Trần Diên, thực ra cũng chẳng có cảm giác gì, Trần Diên khá ấm áp, vậy nên Tần Lâm quan tâm cô ấy như bạn bè thôi, cũng chẳng thấy mệt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Trần Khả Nhi lại nhức đầu, con bé này rất tinh nghịch. Không biết một giây tiếp theo cô ấy sẽ làm gì. Trần Khả Nhi cười hi hi, em có buổi off fan, anh đi cùng em đi. Tần Lâm sững sờ, off fan? Fan gì? Off fan Vương Khôn đó. Anh đã từng nghe đến Vương Khôn chưa? Tần Lâm lắc đầu, anh chưa từng nghe qua. Trần Khả Nhi liếc mắt, cái này mà anh cũng chưa từng nghe qua à, anh quê thế. Vương Khôn là đại soái ca trong ban nhạc nam, anh có thể tra xem. Anh ấy là nam thần của lòng em. Tần Lâm bất lực lôi điện thoại ra tra tên Vương Khôn. Đánh giá trên mạng của anh ta khá tốt, là thành viên trong ban nhạc nam, trông cũng khôi ngô, trắng trẻo. Chỉ có điều Vương Khôn là ngôi sao lưu lượng, chỉ thu hút được mấy cô gái trẻ tuổi mà thôi, chứ không thể sánh bằng danh ca Tô Văn Kỳ được. Con gái mà, theo đuổi thần tượng là chuyện bình thường, cho dù Trần Khả Nhi cũng là dạng mỹ nữ thì vẫn thích theo đuổi thần tượng. Đương nhiên không phải để có cái gì đó với thần tượng, chủ yếu là vì thích có cảm giác được theo đuổi thần tượng. Fan club của bọn họ có một buổi off fan nhỏ, bảo là muốn gặp mặt nhau ngoài đời, sau đó đi tặng quà cho Vương Khôn. Fan tặng quà cho thần tượng là chuyện thường tình, bọn họ cũng đã chuẩn bị một món quà cho Vương Khôn rồi, so với việc mỗi người tặng một món quà thì góp tiền mua một món lớn quý giá vẫn hơn, cũng biểu đạt thành ý của mình. Vậy nên mới có buổi off fan ngày hôm nay. Tần Lâm cũng rất hiếu kỳ, bọn em, góp vốn, để tặng quà à, bọn em chuẩn bị tặng gì? Trần Khả Nhi lắc đầu, em cũng không biết, em thấy bọn họ hình như góp tiền chuẩn bị mua một con BMW Z4 thì phải. Tần Lâm toát mồ hôi hột, theo đuổi thần tượng mà cũng kinh vậy à, còn tặng cả ô tô. Đám fan này có tiền thật. Có điều người ta đồng ý tặng quà thì cũng chẳng liên quan gì đến Tần Lâm. Trần Khả Nhi nói, đúng vậy anh rể. Bọn họ là một nhóm nhỏ được người ta gọi là hội chị em khoe tiền, tí nữa anh đến đó thì không được cười đâu. Tần Lâm sững sờ, sao vậy, họ thích khoe tiền hả? Đúng vậy, bình thường mỗi ngày đều khoe tiền trong nhóm, chụp ảnh xe này xe nọ, đồng hồ hiệu, đi du lịch nước ngoài. Nói tóm lại là khoe hết tất cả. Vậy nên tí nữa anh gặp bọn họ thì chắc không chịu nổi mất. Tần Lâm cười, anh cũng đâu có nói gì, bọn họ thích thì khoe. Đối với hành vi khoe tiền, Tần Lâm chẳng có cảm giác gì, có người càng thiếu thứ gì thì càng thích khoe thứ đấy. Trong số những người khoe tiền chẳng có mấy người là ông chủ lớn mà đều chỉ là người dân bình thường,
chẳng qua có tiền hơn người bình thường chút, song lại cảm thấy mình rất giàu có. Tần Lâm từ nhỏ đến lớn sinh ra lớn lên trong gia đình giàu có, sau này gia tộc lụi bại, anh từ một thiếu gia nhà giàu trở thành trắng tay, vậy nên Tần Lâm đã trải qua rất nhiều, từng trải qua cảnh nghèo khó, cũng từng trải qua cảnh giàu sang, vậy nên rất hiểu mấy chuyện này. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một nhà hàng Tây, dù sao cũng là nơi tụ tập của người trẻ tuổi, nên phải chọn chỗ nào nổi một chút, nhà hàng hot, người trẻ tuổi thường đến đây ăn cơm, chụp hình. Trần Khả Nhi bĩu môi, đám này, chọn chỗ rác rưởi gì vậy, vừa đắt vừa khó ăn, được mỗi cách trang trí, mà ăn được chắc. Tần Lâm cười, nhà hàng nào cũng có đặc điểm riêng, như đặc điểm của nhà hàng này là bài trí đẹp, có người sẽ thích. Trần Khả Nhi cười khẩy, em thấy, bọn họ chỉ muốn tỏ vẻ thôi. Tần Lâm cười lớn, Trần Khả Nhi đúng là thú vị, tuổi trẻ mà tỏ ra ghét người trẻ tuổi. Thực ra Trần Khả Nhi cũng được tính là một cô tiểu thư nhà giàu. Dù cho nhà họ Trần không phải là gia tộc siêu giàu gì, nhưng cũng là một gia tộc có tiền, giàu có hơn nhưng gia đình bình thường nhiều. Lại thêm nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, Trần Khả Nhi lại là em gái trong nhà, từ nhỏ đã được yêu chiều, chiều chuộng, vậy nên cô ấy chẳng bao giờ thiếu tiền cả, có điều cô ấy không khoe của như người khác, mà luôn rất khiêm tốn. Sau khi hai người đi vào nhà hàng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Trần Khả Nhi vốn cao gầy xinh xắn, cao 1m7 cộng với thân hình hoàn mỹ, khiến cho cô ấy vô cùng bắt mắt. Lại thêm đại soái ca Tần Lâm, hai người đi vào nhà hàng với không gian đẹp đẽ thế này đúng là cảnh đẹp ý vui. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người đã đến phòng riêng được đặt trước. Trong phòng có khoảng 10 người, có nam có nữ, nhưng nữ nhiều hơn nam. Mọi người nhìn thấy Trần Khả Nhi đi vào, ánh mắt lập tức chú ý vào cô. Trần Khả Nhi. Đúng, tôi là Trần Khả Nhi, chào mọi người. Mọi người lúc trước nói chuyện với nhau trong nhóm chat, nhưng chưa từng gặp mặt ngoài đời bao giờ, cùng lắm là nhìn thấy ảnh của nhau trên vòng bạn bè thôi, cũng chỉ được coi là bạn qua mạng. Đây chính là hội chị em khoe tiền trong truyền thuyết sao. Đám con gái này ai ai cũng ăn mặc rất lộng lẫy, trên bàn bày đủ loại túi xách hàng hiệu. Nếu như không mang theo túi có giá 1 triệu chắc không dám để lên bàn. Nhìn thấy Trần Khả Nhi đi vào, mặt ai cũng đầy vẻ khinh bỉ. Ồ, đây chẳng phải là tiểu thư nhà giàu Trần Khả Nhi sao, trông cũng bình thường thôi, còn mặc Nike à? Ha ha! Mấy cô gái cười rộ lên, tiếng cười nghe rất chói tai, hình như cứ mặc đồ của Nike là sẽ bị người khác cười vậy. Trần Khả Nhi nhíu mày, cô là Vương Ngọc hở? Lúc trước bọn họ từng nói chuyện trong nhóm chat, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng nhìn dáng vẻ này liền biết đây là Vương Ngọc. Vương Ngọc gật đầu, là tôi, Trần Khả Nhi, chẳng phải cô bảo cô là tiểu thư nhà giàu sao, sao lại chẳng đeo trang sức phụ kiện gì vậy, chẳng nhẽ khinh bọn tôi nên mới không đeo à? Ha ha! Vương Ngọc nói xong, mọi người đều cười, nghe có vẻ đang đùa, nhưng từ trong từng câu chữ lại toát ra ý châm chọc. Trần Khả Nhi nhìn tay mình. Thực sự đúng là không có trang sức gì. Trên cổ cũng không có vòng cổ, trên tay không có vòng tay, đồng hồ, nhẫn. Bởi vì ngày thường Trần Khả Nhi thích mặc đồ thể thao, đồ theo phong cách thể thao, nếu như phối thêm trang sức phụ kiện thì trông rất kỳ. Hơn nữa Trần Khả Nhi không thích trang sức, không có thói quen đeo trang sức, kết quả bị Vương Ngọc khinh. Trần Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, không so được với mấy người có tiền hơn tôi nhiều. Nói xong, liền kéo Tần Lâm ngồi xuống. Vương Ngọc cười, đừng nói vớ vẩn mà, tôi cũng đâu có tiền, cô nhìn tôi xem, cũng chỉ đeo được đồ của Cartier, người có tiền thực sự phải đeo trang sức của châu báu ra hân cơ. Mọi người đều bĩu môi, Vương Ngọc này biết tỏ vẻ thật. Trang sức của Cartier rất đắt, cái nào cũng 2-30 nghìn, tốt hơn một chút thì cũng 3-40 nghìn, đâu phải thứ mà người bình thường mua được. Trên người Vương Ngọc đeo cả bộ thì càng đắt. Bộ trang sức này chắc phải hơn 100.000 tệ. Hơn nữa không chỉ trang sức mà chiếc đồng hồ Zezeli Canche của cô ta cũng có giá không rẻ, cả thân đồ hiệu, cô Vương Ngọc này đúng là tiểu thư nhà giàu, nhìn là biết có tiền. Vương Ngọc, Cartier phiên bản thất tịch này là hàng đặt làm phải không? Đẹp quá! Đúng vậy, mặc dù đồ của Cartier chỉ dùng vàng bình thường thôi, nhưng giá mắc tại thiết kế, cùng một món đồ, Cartier có thể tạo ra những thứ thật khác biệt. Không sai, bây giờ tôi cũng rất chú ý vào thiết kế, tôi rất thích trang sức của Cartier.
Có điều nếu như nói đến thiết kế thì châu báu Gia Hân vẫn làm đẹp hơn, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn. Đương nhiên rồi, châu báu Gia Hân mới là nhãn hiệu đứng đầu thế giới, Cartier đâu sánh bằng, đúng là thương hiệu nội địa tốt nhất mà. Mấy người đi nước ngoài xem, trang sức của châu báu Gia Hân mà chúng ta mua trong nước rẻ hơn nhiều, nếu như xuất khẩu, lại thêm thuế hải quan, thì giá cả nhất định tăng lên nhiều lần. Không sai, lần trước khi tôi đến Los Angeles, tôi thấy giá của châu báu Gia Hân rất đắt, cùng một sợi dây chuyền, ở nước chúng ta bán có hơn 50.000, mà chỗ họ bán hơn 80.000 lận. Cái này tôi cũng biết, lần trước tôi đi Pháp cũng vậy. Đúng như Trần Khả Nhi nói, đám mấy cô gái này thích khoe độ giàu có thật. Ba câu thì câu nào cũng dính đến mua đồ xa xỉ, không phải là trang sức thì cũng là du lịch, khoe trang sức xong lại bắt đầu khoe mình từng đi đâu. Trần Khả Nhi ngồi ở đây, chẳng chêm được câu nào, cũng chẳng muốn nói chuyện cùng bọn họ. Vương Ngọc nhìn thấy cảnh này, cười hi hi nói. Khả Nhi, đây là bạn trai cô à? Sao không bảo anh ta mua cho cô đồ trang sức, sắp đến thất tịch rồi, không định tặng gì à? Tần Lâm sững sờ, lấy điện thoại ra xem lịch, có vẻ như sắp đến thất tịch rồi. Anh vốn chẳng chú ý đến, ngày này chỉ có mấy cô gái mới quan tâm thôi. Sắc mặt Trần Khả Nhi hơi ngượng ngùng, dù sao Tần Lâm cũng không phải là bạn trai thực sự của cô ấy, chỉ là anh rể mà thôi. Anh rể có thể tặng quà thất tịch cho cô ấy chắc. Đúng là vớ vẩn mà. Vậy nên Trần Khả Nhi chẳng thể cãi lại chuyện này. Tần Lâm nói, anh quên mất, có điều vẫn còn vài ngày nữa mới là thất tịch, đến lúc đó anh chuẩn bị cũng được. Vương Ngọc cười khẩy, bây giờ mua cũng không được đâu, bây giờ mua quà ở đâu cũng phải đặt trước, đặc biệt là quà thất tịch. Anh muốn mua trang sức đắt tiền thì phải đặt trước, nếu không đến ngày đó không lấy được hàng đâu. Anh đặt luôn bây giờ đi, nhiều người như vậy đang ở đây, vừa hay chúng tôi giúp anh chọn, anh muốn xem trang sức Cartier hay là xem túi LV. Vương Ngọc nói xong, mặt còn cười cười, như kiểu nắm chắc Tần Lâm vậy. Trên thực tế cô ta không nghĩ Tần Lâm có thể mua nổi trang sức đắt tiền đến vậy, nếu anh thực sự là ông chủ lớn thì trên người Trần Khả Nhi phải đeo đầy châu báu ngọc ngà rồi. Những cô gái khác cũng không nhìn được nữa mà nói. Hay là thôi đi, đồ đắt tiền thế này người ta chưa chắc đã tặng đâu, thực ra trang sức của Châu Đại Phúc cũng rất được. Vương Ngọc cười, ha ha ha, đúng vậy, trang sức Châu Đại Phúc cũng được mà, hợp giá tiền, mà toàn là vàng thật, bạc thật, cho dù sau này không có tiền, bán đi cũng chỉ lỗ mấy trăm tệ, mặc dù đến cuối vẫn phải bán nhưng cũng được coi là từng có, coi như là tiêu mấy trăm tệ để thuê vậy. Lời Vương Ngọc rất khó nghe, Trần Khả Nhi nghe xong liền liếc mắt. Khi ở trong nhóm chat, hai người thường đối địch với nhau, ai cũng coi thường ai. Hôm nay gặp mặt, càng phải châm chọc nhau, chẳng ai phục ai cả. Trần Khả Nhi cạn lời liếc mắt, Vương Ngọc này đúng là phiền. Ý của cô là tôi không mua nổi trang sức Châu Đại Phúc chứ gì, với lại bạn trai tôi mua cho tôi cái gì, tôi cần gì phải cho cô biết. Trần Khả Nhi cũng chẳng dễ tính gì, nói năng chẳng khách khí. Vương Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, ha ha, ai bảo cô nhắn trong nhóm bảo mình là con nhà giàu, sao nào, mua trang sức còn không dám cho người khác biết à? Trần Khả Nhi nhíu mày, đám này có vấn đề à, người khác bảo bạn trai mua quà gì thì liên quan gì đến bọn họ? Có điều những người khác cũng hiếu kỳ, mặt đầy hứng thú nhìn Tần Lâm, muốn biết anh mua quà gì. Tần Lâm thấy vậy liền cười. Trang sức đúng không, châu báu Gia Hân mà mấy người bảo là công ty của Hồ Gia Hân đúng không? Vương Ngọc bĩu môi, đương nhiên, ngoại trừ của Hồ Gia Hân ra, còn có châu báu Gia Hân nào nữa chắc? Châu báu Gia Hân nổi tiếng trong giới, vì tài sản cá nhân của Hồ Gia Hân vẫn còn kém Liễu Thanh Thanh một chút, nên Hồ Gia Hân cũng không quá có tiếng. Tuy không phải người giàu nhất, nhưng Hồ Gia Hân cũng nằm trong top 10 hoa hạ, dù sao cô ấy cũng là bạn thân của Liễu Thanh Thanh. Người bình thường không thể nào so sánh được. Những người phụ nữ này đều biết đến châu báu Gia Hân, đương nhiên cũng sẽ biết Hồ Gia Hân, vị nữ chủ tịch được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Một người là Hồ Gia Hân, người còn lại là Liễu Thanh Thanh. Hai bà chủ xinh đẹp và giàu có, hơn nữa, một người kinh doanh trang sức, người còn lại kinh doanh mỹ phẩm, bọn họ đều có thể dùng những món đồ này tùy thích. Vậy nên không có người phụ nữ nào không dùng trang sức của Hồ Gia Hân cả. Bọn họ thường nói đến những món trang sức kia, đương nhiên cũng sẽ biết đến công ty của Hồ Gia Hân. Nếu như nói cái khác, có lẽ Tần Lâm sẽ không thể gửi đến ngay được,
nhưng may mắn thay lại là châu báu Gia Hân, vừa hay anh cũng có quen biết với Hồ Gia Hân. Sau đó, anh trực tiếp nhắn tin cho Hồ Gia Hân, bạn của tôi muốn trang sức bên cô, mang cho tôi một bộ đến đây đi, vị trí của tôi là. Mặc dù Tần Lâm và Hồ Gia Hân chỉ gặp nhau vài lần, nhưng hai người bọn lại cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt Hồ Gia Hân còn thường hay trêu chọc anh, nếu như không vì Tần Lâm biết chút y thuật, cộng thêm việc trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, thì có lẽ anh đã gặp phải khó khăn rồi. Đợi ở đấy, Hồ Gia Hân liền trả lời lại hai chữ này. Sau đó, Tần Lâm quay sang nói với mọi người. Xong rồi, lát nữa sẽ có người mang đến. Nhìn thấy Tần Lâm thoáng cười, Vương Ngọc cũng bật cười theo. Tôi nói anh này, anh cho rằng mình mua gì vậy? Đặt shipper à, đó là châu báu Gia Hân đấy. Cho dù chúng tôi có đến tận cửa hàng để mua thì cũng phải đặt trước, trừ khi nó là kiểu dáng ít được ưa chuộng nhất và không có ai mua, thì lúc đó mới có thể lấy ngay được. Vừa rồi anh làm gì thế? Hình như gửi tin nhắn cho ai đó, rồi sẽ có người mang tới à? Phét vừa thôi chứ. Hành động vừa rồi của Tần Lâm có phần hơi quá khoa trương, cũng quá đơn giản, chỉ lấy điện thoại ra nghịch một lúc, cho dù có đặt mua hàng online thì cũng cần phải có thao tác phức tạp hơn thế nữa. Huống chi châu báu Gia Hân có giá vài chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn, một món đồ quý giá như vậy thì cũng phải cân nhắc một lúc chứ, cho dù có mua trực tuyến thì cũng nên nói chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng mới phải. Thao tác vừa rồi của Tần Lâm chính là để phét trước mặt mọi người, chẳng lẽ chỉ cần ra lệnh là sẽ có người đi mua ngay à? Xem ra, bộ dạng của anh không hề giống phong thái đại gia chút nào. Tần Lâm liền nói, lát nữa bạn tôi sẽ mang đến, tôi cũng không thể nói rõ được là dòng nào. Châu báu Gia Hân nổi tiếng như vậy, dù là một bộ trang sức bình thường cũng vô cùng đẹp, hơn nữa Tần Lâm còn để cho Hồ Gia Hân mang đến, người ta là bà chủ, đương nhiên mắt nhìn cũng sẽ không tệ. Nhưng những gì Tần Lâm vừa nói chỉ giống như đang bốc phét với bọn Vương Ngọc mà thôi. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi được nghe đó, vừa hay lát nữa cũng có một người bạn của tôi đến đây, sẵn tiện để anh ấy giám định luôn nhé, đừng có mà mua đồ giả đấy. Tần Lâm này nói tùy ý như vậy, chắc cùng lắm sẽ mang một món đồ giả đến để khoe mẽ. Vừa dứt lời, bỗng có một người đàn ông đẩy cửa bước vào, anh ta mặc vest, đi giày da, đeo kính gọng vàng. Trông vô cùng có khí chất. Anh Cao. Hai mắt Vương Ngọc đột nhiên sáng lên, cô ta nhanh chóng đứng dậy khoác lấy cánh tay của người đàn ông, sau đó giới thiệu với mọi người. Vị này chính là Cao Tùng, Phó Tổng Giám Đốc của Châu Báu Gia Hân. Wow, xin chào Phó Tổng Giám Đốc Cao. Các cô gái đột nhiên trở nên phấn khích, đó là quản lý cấp cao của Châu Báu Gia Hân đó. Bọn họ vẫn luôn muốn được làm quen với những nhân vật như thế này. Nếu quen với người làm trong châu báu Gia Hân thì sau này mua trang sức ở đó sẽ được giá rẻ hơn, còn nếu không quen thì cho dù có tiền cũng chẳng mua được, chỉ có thể nhìn mà thôi. Cao Tùng chào hỏi mọi người một cách rất lịch lãm, sau khi vào phòng liền lấy điện thoại ra, lấy mã Zalo rồi đặt lên bàn. Mọi người có thể thêm bạn Zalo với tôi, sau này nếu muốn mua trang sức gì thì ít nhất cũng sẽ được giảm 10%. Mọi người ngay lập tức lấy điện thoại ra để thêm bạn với Cao Tùng. Phải biết rằng châu báu Gia Hân không bao giờ giảm giá, 10% thôi đã là rất nhiều rồi, nếu mua một món trang sức giá 20.000 là đã được rẻ hơn 2.000. Có mấy cô gái bắt đầu liếc mắt đưa tình với Cao Tùng, và cũng không hề né tránh Vương Ngọc. Quan hệ giữa Vương Ngọc và Cao Tùng đương nhiên bọn họ đều biết rõ, Cao Tùng bên ngoài còn có bạn gái, cho nên Vương Ngọc chỉ là tình nhân của anh ta mà thôi, chỉ là bọn họ không tiện nói ra. Vậy nên bọn họ cũng có cơ hội quyến rũ Cao Tùng. Chỉ là bây giờ không được tiện lắm mà thôi. Sau khi Cao Tùng ngồi xuống, Vương Ngọc vội vàng nói. Anh Cao, vừa rồi vị đại ca này đã gọi shipper mang trang sức của châu báu Gia Hân đến, ha ha ha. Vương Ngọc cười phá lên, một tiếng cười vô cùng khoái chí, như thể đã nghe thấy một trò đùa hế hước nhất thế giới. Cao Tùng chợt cau mày, gọi shipper mang trang sức của châu báu Gia Hân đến. Ha ha. Đồ trang sức của châu báu Gia Hân chúng tôi từ khi nào mà thấp cấp như vậy nhỉ? Vương Ngọc vẫn nói mỉa mai, ồ, có lẽ em sai rồi, nói không chừng người ta là ông chủ lớn đó, mới nhờ thư ký hoặc trợ lý đi mua. Cao Tùng cười nhạt, được, lát nữa đến đây tôi sẽ giúp anh xem thử đó là dòng sản phẩm nào của chúng tôi. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ giễu cợt, chuyện này coi như vui rồi đây, vốn dĩ chỉ tùy tiện nói, kết quả Tần Lâm lại mua thật.
hơn nữa còn tình cờ gặp trúng người trong ngành. Bây giờ Tần Lâm chắc chắn đâm lao phải theo lao, nếu anh mua hàng fake hay super fake thì sẽ bị Cao Tùng vạch trần ngay lập tức, đến lúc đó người mất mặt sẽ là Tần Lâm. Trần Khả Nhi cau mày, cảm thấy vừa rồi bị bọn họ chế nhạo cũng kệ đi, bây giờ mọi người lại còn đang chờ xem trang sức, đến lúc đó nếu không có hoặc là đồ giả thì chẳng phải sẽ rất mất mặt hay sao? Vẻ mặt Tần Lâm vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra hoảng sợ, cho nên càng khiến cho mọi người mong chờ. Vài phút sau, bỗng một nhân viên phục vụ bước vào và hỏi. Xin hỏi, vị nào là anh Tần ạ? Tần Lâm trả lời, tôi. Sau đó nhân viên phục vụ mang đến một hộp quà nhỏ, nói, vừa nãy có một vị khách đã đưa đến, nói là đưa cho anh Tần. Đưa cho tôi. Nhìn thấy hộp quà này, ai nấy đều tròn mắt, mọi người đều lộ ra vẻ phấn khích. Thật sự là hộp quà của châu báu Gia Hân sao? Đúng là châu báu Gia Hân, mỗi chiếc hộp thôi đã tinh xảo như vậy. Đúng vậy, mỗi chiếc hộp đã trị giá cả nghìn tệ rồi đấy nhỉ? Ha ha, trên trang web chuyên bán đồ second hand cũng bán loại hộp này, các cậu hiểu mà. Ý của bọn họ rất rõ ràng, chiếc hộp này chính là do mua mà có, đương nhiên cũng có thể mua được trang sức giả. Mặc dù chiếc hộp này có giá trị khá cao nhưng vẫn rất rẻ so với mấy món đồ trang sức có giá hàng chục nghìn tệ. Mua một món đồ giá mấy chục nghìn thì vô cùng cao, nếu chỉ mua một cái hộp trị giá mấy trăm tệ, sau đó bỏ vào một món trang sức giả thì cùng lắm chỉ tốn tầm 1-2 nghìn là cùng, rồi đem tặng cho mấy cô gái không am hiểu về hàng hiệu, đương nhiên sẽ là bách phát bách trúng. Tần Lâm cầm lấy chiếc hộp, sau đó trực tiếp đưa cho Trần Khả Nhi. Tặng em. Vẻ mặt Trần Khả Nhi đầy kinh ngạc, cảm ơn. Anh. Suýt chút nữa cô đã gọi hai chữ, anh rể, may là giữ kịp. Sau khi Trần Khả Nhi lấy chiếc hộp, liền lập tức mở ra. Vương Ngọc vội vàng nói, hai. Đừng cất đi, lấy ra cho chúng tôi xem đi, vừa hay anh Cao cũng ở đây, anh ấy sẽ giúp cô xem người ta có lừa cô không chứ. Lời Vương Ngọc nói ra khiến cho tất cả mọi người vô cùng ngượng ngùng, đang ở trước mặt Tần Lâm lại dám hoài nghi đồ của người ta là giả, thật sự có hơi quá đáng rồi. Cao Tùng cười nhạt, cái hộp này hình như là thật, nhưng hộp lớn như vậy, bình thường sẽ đựng những bộ trang sức trị giá khoảng 50.000 tệ, ha ha. Ý của Cao Tùng rất rõ ràng, chiếc hộp này được coi là đồ cao cấp trong cửa hàng của bọn họ. Chỉ có trang sức trị giá ít nhất 50.000 mới có thể được đựng trong chiếc hộp này. Không có mức tối đa. Nhìn bộ dạng của Tần Lâm có vẻ như không thể nào mua nổi trang sức trị giá 50.000 tệ. Hơn nữa còn kêu người mang đến, đây chẳng phải là trò cười hay sao? Món đồ quý giá như vậy lại có thể không đích thân đi chọn ư? Vậy anh phải có tiền đến mức nào chứ? Trần Khả Nhi có chút do dự, không hề muốn mở ra, mặc dù cô cảm thấy anh rể sẽ không tặng cho mình đồ giả, nhưng anh rể cũng không giống như người có tiền cho lắm. Vương Ngọc, Cao Tùng và những người khác vẫn đang tìm cơ hội để soi mói, đợi đến khi chiếc hộp trang sức được mở ra thì chắc chắn bọn họ sẽ xong đời. Nhưng nhiều người đều nhìn như vậy, nếu cô không mở ra thì lại giống như đang chột dạ. Tần Lâm mỉm cười, mở ra đi, vừa hay anh cũng muốn xem thử. Anh cũng muốn xem thử trang sức mà Hồ Gia Hân gửi đến trông như thế nào. Trần Khả Nhi bất lực, bèn mở hộp trang sức ra. Đột nhiên, hai mắt cô sáng lên. Đẹp quá đi. Trước đây từng nhắc đến, Trần Khả Nhi là con nhà có điều kiện, biết được nhiều thứ, cho dù có là trang sức trị giá hàng trăm nghìn thì cô cũng đã được thấy qua. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy bộ đôi trang sức này, cô vẫn tỏ ra vô cùng vui mừng. Thực sự quá đẹp. Cái gì vậy? Mau cho tôi xem thử. Vương Ngọc vội vàng tiến đến, sau đó mở hộp ra, tất cả mọi người đều đứng dậy, tò mò nhìn vào trong. Hai món trang sức hiện ra trước mắt bọn họ. Một sợi dây chuyền và một cái vòng tay, một bộ đôi hoàn hảo. Sợi dây chuyền vàng hồng trông rất bắt mắt, dây xích mảnh, cộng thêm mặt dây bên dưới là điểm mấu chốt. Đó là một con thiên nga nhỏ màu trắng bạc, được bao quanh bởi những viên kim cương nhỏ bảy màu, trông vô cùng tinh xảo, lộng lẫy và đặc biệt cao cấp. Vòng tay cũng hệt như vậy, được đính các hột kim cương với nhiều màu khác nhau, khi phối với dây chuyền sẽ bổ sung cho nhau. Càng làm cho bộ trang sức trở nên đẹp hơn. Mấy cô gái bỗng kêu lên. Đây chẳng phải là phiên bản giới hạn mới nhất của năm nay sao? Thiên Nga bảy sắc, còn có cả vòng tay bằng vân đá bảy sắc. Các sản phẩm cao cấp như thế này đều được quảng cáo trên trang chủ và trang web chính thức,
hơn nữa còn là phiên bản giới hạn. Trang sức của châu báu Gia Hân được làm thủ công nên vô cùng tinh xảo, làm được kiểu dáng phức tạp như thế này là rất khó, sản xuất lại bất tiện, nên chỉ có số lượng giới hạn mà thôi. Ngoài ra, nó cũng là một phần nào đó của phương pháp tiếp thị, có nghĩa là tiếp thị đói sao? Sao tiếp thị đói, một loại chiến thuật marketing gọi là hunger marketing. Những thứ cao cấp và độc đáo như vậy, nếu như làm cho tất cả các phú bà đều đeo được, thì há chẳng phải sẽ như đồ chợ, sao? Vậy nên phải là phiên bản giới hạn để những người có địa vị có quan hệ cũng như có tiền mới mua được. Những người mua được theo cách này sẽ cảm thấy mình hơn người khác, thì đó sẽ là một phương pháp tiếp thị thành công. Sợi dây chuyền thiên Nga bảy sắc này đang là dòng hot của năm nay, nghe nói mỗi nước chỉ bán ra 3 bộ như thế này, kiểu tiếp thị đói này đã khiến cho không ít các phú bà tranh nhau giành lấy, thậm chí còn có người đề nghị đem ra bán đấu giá. Giá của bộ trang sức này cũng khá đắt, 880.000. 880.000 một bộ trang sức, cũng hiếm thấy quá rồi. Phải biết rằng những viên kim cương vàng hồng kia thực ra không đáng bao nhiêu tiền, chủ yếu là do ý tưởng thiết kế và thương hiệu. Nhưng những thứ càng tiết kiệm chi phí thì càng được ưa chuộng. Cao Tùng chau mày, cái gì? Thiên Nga bảy sắc, không thể nào. Cao Tùng nhanh chóng đứng dậy, lôi chiếc hộp đến trước mặt, khi nhìn thấy trong hộp đúng là Thiên Nga bảy sắc, anh ta liền nhíu mày. Không thể nào, chúng tôi còn chưa mở bán bộ Thiên Nga bảy sắc này, cho dù có là người nội bộ cũng không thể mua được, trừ khi là chính bà chủ của chúng tôi tặng mới được. Vương Ngọc vô cùng cay cú, ánh mắt ghen tị đến mức muốn rơi ra ngoài, nhưng khi nghe Cao Tùng nói như vậy, cô ta đột nhiên trở nên hưng phấn. Hở, ý của anh là, cái này là giả sao? Cao Tùng cau mày, có hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu. Thực sự anh ta nhìn món đồ này rất giống thật. Dù sao thì tay nghề và các chi tiết đều rất tinh xảo, hơn nữa những viên kim cương kia cũng là thật. Nhưng, không thể nào. Những người có thể được xếp đích thân tặng quà đều là những người giàu có và quyền quý, dù gì thì cũng phải đẳng cấp như Liễu Thanh Thanh, quan hệ còn phải tốt và có thân phận danh giá. Tần Lâm trông như thế này. Không thể nào. Trên mặt Vương Ngọc lộ ra vẻ giễu cợt. Món đồ giả này làm cũng tốt quá rồi đó, giống y như thật vậy. Anh Cao. Làm sao anh nhìn ra được đồ giả thế? Vương Ngọc không phải đang thực sự hiếu kỳ, cô ta chỉ muốn hỏi Cao Tùng để xác nhận cho chắc chắn hơn mà thôi. Nếu đã nói là giả thì phải đưa ra được bằng chứng, cũng không thể nào nói bừa là giả được chứ. Nói có sách mách có chứng. Cao Tùng cầm sợi dây chuyền lên, kiểm tra tỉ mỉ mặt dây chuyền, sau đó nhìn sang chiếc vòng tay, khóe miệng chợt nhếch lên. Tôi đã chắc chắn rồi, đây chính là đồ giả. Món đồ này thật sự có rất nhiều người biết, tất cả mọi sản phẩm phiên bản giới hạn của châu báu Gia Hân đều có số series ở phía trên. Hai ký tự đầu tiên phải là các chữ cái dây X, đó là tên viết tắt của Gia Hân. Sau nó sẽ có một hoặc hai chữ số kèm theo. Nếu số lượng giới hạn nhỏ hơn 10 thì sẽ là một chữ số, nhưng nếu số lượng giới hạn nhỏ hơn 100, sẽ là hai chữ số. Tất cả đều được làm thủ công, đương nhiên không thể nào sai về mặt này được. Là phiên bản giới hạn nhưng lại không có số series riêng biệt ở trên, vậy chắc chắn là đồ giả. Vẻ mặt Cao Tùng đắc ý như thể mình là người thắng cuộc, nếu như về mặt khác có chút vấn đề, thì có lẽ anh ta sẽ không nhìn ra được, dù gì sợi dây chuyền super fake làm thực sự quá giống, thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng nhân viên nào đó lợi dụng chức vụ để làm đơn riêng bên ngoài. Nhưng nếu đã không có số series thì chắc chắn nó là đồ giả. Giả đến mức không thể nào giả hơn được nữa. Vương Ngọc bật cười, ha ha, chắc anh chuẩn bị món đồ giả này từ lâu rồi nhỉ, vì để tiết kiệm tiền, anh cũng tốn không ít công sức rồi đấy. Nhưng cũng không còn cách nào khác, tiền không đủ mà, nên đành phải tốn chút công sức thôi. Nếu hôm nay anh Cao không đến, chúng ta coi như đã bị che mắt rồi, mà không thể không nói điều này, anh cũng có thủ đoạn thật đấy nhỉ. Trần Khả Nhi chau mày, cô không hề thích người khác chỉ trỏ vào quà của mình, liền nhanh chóng lấy lại chiếc hộp rồi nói. Thật hay giả thì liên quan gì đến các người, tôi thích là được. Vương Ngọc cười khẩy, Trần Khả Nhi, không thể nói như vậy được chứ, nếu mua không nổi thì đừng mua, hoặc mua cái nào rẻ hơn ý, đeo đồ giả trên người thì bản chất sẽ khác đấy. Cô, sắc mặt Trần Khả Nhi bỗng trầm xuống, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Tần Lâm lại cảm thấy vô cùng buồn cười khi nghe bọn họ phân tích. Anh chắc chắn đây là giả sao?
Cao Tùng cười nhạt, đương nhiên, tất cả các phiên bản giới hạn của công ty tôi đều được đánh số, không có ngoại lệ, trừ phi là trang sức do chính tay bà chủ tôi đeo thì mới không có số. Hồ Gia Hân là bà chủ, đương nhiên sẽ có mỗi một loại trang sức phiên bản giới hạn cho riêng mình. Đó là trang sức của riêng cô ấy nên không cần phải đánh số, chẳng lẽ công ty của mình mà cũng cần phải đeo đồ giả sao? Cao Tùng nhìn thấy bộ dạng tự tin của Tần Lâm, bèn hừ lạnh một tiếng. Lẽ nào, anh muốn nói là bà chủ của chúng tôi tặng riêng đồ của mình cho anh à? Tần Lâm nghe xong liền cười nhạt, sao thế, không thể à? Ha 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 ha, đương nhiên không thể, anh nghĩ anh là ai chứ? Bộ thiên nga bảy sắc này chính là do bà chủ chúng tôi đích thân thiết kế, làm sao mà sếp có thể tặng một trong những món đồ mà mình thích nhất cho anh được đây? Cao Tùng giống hệt như đang được nghe một trong những trò đùa hài hước nhất thế giới, mỗi một phiên bản giới hạn thì bà chủ đều tự mình giữ lấy một bộ, bình thường sẽ không đeo ra ngoài, cô ấy thích bộ thiên nga bảy sắc này đến vậy, làm sao có thể tặng cho người khác được chứ? Hơn nữa còn tặng cho đàn ông. Ai cũng biết mắt nhìn của Hồ Gia Hân cao như thế nào. Bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn luôn độc thân như thế, ngoài kia có bao thanh niên ưu tú theo đuổi nhưng vẫn không có kết quả. Làm sao Hồ Gia Hân có thể tặng cho Tần Lâm món trang sức yêu thích của mình được? Tần Lâm bất lực lắc đầu, cũng không thèm giải thích, Hồ Gia Hân có tặng anh hay không cũng không cần người khác phải biết. Mối quan hệ giữa bọn họ cũng không có gì đáng để khoe khoang, mục đích Tần Lâm cần bộ trang sức này chính là để tặng cho Trần Khả Nhi mà thôi. Nhìn thấy cô hình như không có món trang sức nào tử tế, nên anh mới tặng cô một bộ để đeo chơi. Thật sự phát chán khi cứ phải đi khoe khoang với mấy người này. Nhìn thấy Tần Lâm và Trần Khả Nhi không tiếp tục giải thích hay tranh luận, Vương Ngọc đột nhiên cũng mất hứng. Trần Khả Nhi đã đủ mất mặt rồi, nhưng khi nhận được quà thì lại là đồ giả cao cấp. Anh Cao, sắp thất tịch rồi đó. Vương Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở. Cao Tùng cười đáp, anh biết rồi. Đương nhiên anh có quà cho em, lần nay anh cố ý mang đến tặng sớm cho em. Nói xong, Cao Tùng cũng lấy ra một chiếc hộp. Chiếc hộp này giống hệt như cái lúc nãy của Tần Lâm, nó thuộc dòng trang sức cao cấp của châu báu Gia Hân. Bởi vì lúc nãy đã vừa giải thích nên mọi người đều biết cả, chỉ cần là chiếc hộp này thì chắc chắn sẽ là món trang sức có giá tối thiểu 50.000. Tất cả mọi người đều nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Vương Ngọc hạnh phúc quá đi. Nếu như tôi nhận được món trang sức quý giá như vậy thì chắc sẽ vui chết mất. Đúng vậy, Vương Ngọc, mau lấy thân báo đáp đi. Nếu là tôi thì tôi sẽ gả ngay cho Phó Tổng Giám Đốc Cao luôn. Vẻ mặt Vương Ngọc đầy vẻ hài lòng, cười toét cả mắt, sau đó nhìn sang Cao Tùng với ánh mắt dịu dàng. Cao Tùng mỉm cười, lấy tay chạm vào đùi cô ta ở bên dưới, Vương Ngọc cũng không hề từ chối mà trở nên chủ động, xem ra tối nay có đi khách sạn cũng chẳng vấn đề gì. Lúc Vương Ngọc mở hộp trang sức ra, vẻ mặt cùng tràn đầy kinh ngạc, bèn cảm thán một câu. Khuyên tai Phượng Hoàng, đây chính là khuyên tai Phượng Hoàng sao? Vương Ngọc không hề diễn, mà cô ta đang vui mừng thật sự. Khuyên tai Phượng Hoàng cũng là một món đồ trang sức hết sức quan trọng của châu báu Gia Hân, nó vô cùng được ưa chuộng và bán rất chạy. Vương Ngọc vô cùng thích thú, tuy đôi khuyên tai này không quý hiếm bằng thiên nga bảy sắc, nhưng ít nhất nó là đồ thật. Điều quan trọng phải là hàng chính hãng. Đồ chính hãng có giới hạn. Vương Ngọc cầm đôi bông tai lên, kiểm tra kỹ càng một lượt, quả thực là có một dãy số nhỏ. JX03. Đây rõ ràng là đôi bông tai có giới hạn 100 món. Có số series thật này, đây mới chính là đồ thật, ha ha, cảm ơn anh Cao, anh tốt với em quá. Nói xong, Vương Ngọc liền đeo khuyên tai vào để khoe với mọi người, đặc biệt là Trần Khả Nhi và Tần Lâm. Anh nhìn thấy chưa hả, đây mới là hàng chính hãng, có mã số đấy, ha ha. Tần Lâm liền cười nhạt, JX03 này được sản xuất hàng loạt đúng không? Vừa dứt lời, Vương Ngọc liền cau mày. Anh nói cái gì, sản xuất hàng loạt, ở đây có số series đó, chỉ mỗi mình tôi có mà thôi, còn những người khác sẽ có số series khác, anh có hiểu không? Tần Lâm lộ ra vẻ bông đùa, vậy nếu trang sức của hai người đều giống hệt nhau? Ngay cả số series cũng vậy thì sao? Vương Ngọc sững ra một lúc, sau đó cười khẩy, vậy thì không cần phải nói, chắc chắn sẽ có một người dùng đồ giả. Tần Lâm, ồ, lên một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra, lên tường nhà lật xem một bức ảnh rồi nói. Vậy thật sự không biết rằng của ai mới là đồ giả nhỉ?
Nói xong, Tần Lâm liền đặt điện thoại lên bàn cho tất cả mọi người cùng xem. Điện thoại hiện lên một tin trên tường nhà, viết rằng: Cảm ơn cục cưng đã tặng cho tớ đôi khuyên tai phượng họ ăn mã 03 này, tình cờ cũng là ngày sinh nhật em, thật có tâm quá đi. Nhìn vào tên tài khoản đã đăng trên vòng bạn bè, đó là Liễu Thanh Thanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Liễu Thanh Thanh. Chuyện Hồ Gia Hân và Liễu Thanh Thanh là bạn thân của nhau thì cả nước đều biết cả, đương nhiên họ sẽ tặng đồ cho nhau khi một trong hai ra sản phẩm mới. Chỉ là đôi bông tai mà Liễu Thanh Thanh khoe ra cũng là số 03, giống hệt với đôi của Vương Ngọc, thật đúng là buồn cười mà. Hai món đồ y hệt nhau, chính cô ta cũng vừa nói lúc nãy, nếu như hai trang sức giống nhau thì chắc chắn sẽ có một cái là giả. Liễu Thanh Thanh có thể nào mua hàng giả được sao? Đã rõ như ban ngày rồi còn gì? Sắc mặt Vương Ngọc đột nhiên trở nên khó coi, đôi khuyên tai trên tai cô ta rất khó để phân biệt thật giả, nó không hề trông giống đồ giả chút nào. Nhưng của Liễu Thanh Thanh lại càng không thể là đồ giả, người ta là ai chứ, có thể giống cô ta được sao? Sắc mặt Cao Tùng bỗng trở nên vô cùng khó coi, mắt xa sầm xuống, sau đó anh ta chỉ vào điện thoại Tần Lâm rồi nói. Anh đừng đùa nữa, Liễu Thanh Thanh lại có thể là bạn của anh sao? Phét cái gì đấy? Khi Cao Tùng nói như vậy, mọi người lập tức có phản ứng. Đúng vậy, bốc phét gì thế, anh có thể có Zalo của Liễu Thanh Thanh à? Liễu Thanh Thanh là người giàu nhất Hoa Hạ, lại còn là một nữ doanh nhân trẻ trung xinh đẹp giàu có, đúng là nữ thần hàng thật giá thật, làm sao anh có thể có ức Zalo của một người như vậy chứ? Tần Lâm mỉm cười, không tin thì thôi. Tần Lâm liền cất điện thoại đi, mặc dù mọi người đều nghi ngờ chuyện Tần Lâm không thể nào kết bạn với Liễu Thanh Thanh được, nhưng bức ảnh vừa rồi chắc chắn vẫn khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Để tôi đi tra thử. Tuy không có ức của Liễu Thanh Thanh nhưng ai cũng có thể lên Facebook để xem tường nhà cô. Mọi người đều lấy điện thoại ra, lên Facebook bấm tìm kiếm Liễu Thanh Thanh. Quả nhiên Liễu Thanh Thanh có đăng bài này, đúng là cùng một nội dung. Tất cả đều là cảm ơn về việc bản thân đã tặng đôi bông tai, hơn nữa, số của đôi bông tai cũng trùng vào ngày sinh của cô ấy, thật sự vô cùng chu đáo. Facebook chính chủ, tổng giám đốc của mỹ phẩm Tầng Vân, Liễu Thanh Thanh. Điều này chắc không thể sai được chứ. Nhìn thấy đoạn Facebook này, vẻ mặt mọi người bỗng trở nên sôi nổi. Nếu như người khác có đôi bông tai này, thì hẳn Vương Ngọc sẽ nghĩ của người ta là đồ giả, dù gì thì Cao Tùng cũng là người tặng cô ta đôi khuyên tai này. Nhưng chủ nhân của đôi bông tai này lại là Liễu Thanh Thanh. Làm sao Liễu Thanh Thanh có thể đeo đồ giả được chứ? Sắc mặt Vương Ngọc vô cùng khó coi, liền trả lại khuyên tai ngay lập tức. Phó Tổng Giám Đốc Cao, anh giữ lại đôi bông tai này để tặng cho người khác đi. Vẻ mặt Cao Tùng cũng hơi khó xử, liền lấy đôi bông tai lại rồi cười nói. Có lẽ công ty của anh có nhầm lẫn gì đó, để anh quay về đổi cho em món khác, anh cũng không ngờ đấy, ha ha, nhưng chắc chắn cái này không phải là giả, chắc là lỗi sản xuất mà thôi. Thực ra, đôi khuyên tai này không phải là đồ giả, mà là hàng lỗi. Trong quá trình thao tác thủ công sẽ có một số lỗi. Do đó sản phẩm lỗi sẽ bị mang đi hủy bỏ, theo lý mà nói sẽ bị tiêu hủy cùng một lúc. Nhưng Cao Tùng đã dở thói khôn lỏi, cậy mình là phó tổng giám đốc nên mới lấy được đôi bông tai. Dù sao thì cũng chẳng ai cần, cho dù có hơi sai sót một chút, nhưng những người phụ nữ bình thường không thể nào nhìn ra được. Vương Ngọc chính là loại phụ nữ giả vờ giàu có điển hình, trông thì rất có tiền, nhưng thực tế lại chẳng biết gì. Nếu hôm nay Tần Lâm không vạch trần anh ta thì Vương Ngọc đã bị dính câu rồi. Ai lại có thể tưởng tượng được Tần Lâm lại là bạn bè với Liễu Thanh Thanh chứ? Cao Tùng nhìn Tần Lâm với ánh mắt đầy thù địch, nghiến răng nghiến lợi rồi lạnh lùng nói. Ha ha, anh nói anh có Zalo của Liễu Thanh Thanh, vậy tại sao còn mua đồ giả? Tôi bị như vậy là do lỗi của tôi, lỗi của nội bộ công ty chúng tôi. Nhưng anh thì khác, việc của anh là chuyện nhân phẩm. Ngay khi Cao Tùng chuyển chủ đề để chất vấn Tần Lâm. Đột nhiên di động của Tần Lâm vang lên, là một cuộc gọi video. Vừa rồi anh đã đặt điện thoại trên bàn nên mọi người đều có thể nhìn thấy được. Người gọi đến chính là Hồ Gia Hân. Nhìn thấy Hồ Gia Hân gọi điện video đến, mọi người đều hoang mang. Trùng tên, chắc chắn là trùng tên. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, Tần Lâm không thể quen Hồ Gia Hân được. Cho dù anh có Zalo của Liễu Thanh Thanh thì cũng là chuyện bình thường,
Liễu Thanh Thanh là nhân vật lớn như vậy, chắc chắn trong Zalo có nhiều người không quen biết, có khả năng là trong một cơ hội trùng hợp nào đó đã có được Zalo của Liễu Thanh Thanh nhưng vẫn không xóa đi. Hơn nữa, cho dù anh thật sự có Zalo của Hồ Gia Hân, cô ấy cũng sẽ không gọi video cho anh đâu. Tần Lâm nhìn thấy liền chau mày, do dự một lúc lâu mới nhận cuộc gọi. Trên màn hình xuất hiện một nửa khuôn mặt của Hồ Gia Hân. Con gái gọi điện video thường chỉ để lộ một nửa khuôn mặt. Sau khi nhìn thấy Tần Lâm, Hồ Gia Hân nói với giọng nũng nịu. Nhận được đồ trang sức chưa? Đó là trang sức tôi giữ lại cho mình đó, tôi tặng cho anh rồi, anh muốn đi tặng con hồ ly tinh nào thế? Anh nói cho tôi biết đi, tôi không nói cho Thanh Thanh biết đâu. Tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ lời của Hồ Gia Hân. Đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng là do Hồ Gia Hân tặng rồi. Vừa rồi Cao Tùng có nói, trang sức của Tần Lâm mặc dù nhìn giống thật, nhưng không có số hiệu, trừ khi là Tổng Giám Đốc giữ lại, nếu không thì chắc chắn là giả rồi. Kết quả đúng là đồ của Hồ Gia Hân giữ lại thật. Món đồ đắt tiền mà cô ấy thích như vậy lại đi tặng cho người khác. Hơn nữa Hồ Gia Hân còn nói hồ ly tinh, cảm giác như quan hệ giữa hai người không tầm thường. Còn nói tặng Thanh Thanh, là Liễu Thanh Thanh sao? Tần Lâm có tư cách để tặng quà thất tịch cho Thanh Thanh sao? Chuyện này đúng là làm tam quan của bọn họ đổ nát mà. Trần Khả Nhi cũng ngồi ngây ngốc, bị Hồ Gia Hân nói là hồ ly tinh, cô ấy cũng không tức giận, dù gì thì cô ấy và Tần Lâm cũng không phải là một đôi. Anh rể tặng quà cho em dâu, tặng cái gì thì nhận cái đấy thôi. Chỉ là cô ấy cũng bị kinh ngạc một phen, anh rể lại thân thiết với Hồ Gia Hân như vậy. Tần Lâm chau mày, có chút cạn lời, cười ha ha rồi thôi. Tôi nhận được trang sức rồi, cảm ơn cô. Đột nhiên, giọng nói của Hồ Gia Hân trở nên quyến rũ, nói. Tôi vừa mới tắm xong, có muốn xem một chút không? Nói rồi Hồ Gia Hân di chuyển điện thoại xuống dưới, thấy camera sắp chui vào trong áo choàng tắm của cô ấy. Tần Lâm vội ho hai tiếng. Tôi đang ăn cơm với bạn rồi. Hồ Gia Hân ngây người, đột nhiên tái mét, vội nói. Biết rồi, bye. Nói xong, liền nhanh chóng tắt cuộc gọi. Sau đó, Tần Lâm cất điện thoại vào trong túi. Đột nhiên cả căn phòng lặng ngắt như tờ, yên lặng đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều lặng người, nghe đoạn đối thoại đơn giản này cũng đủ khiến mọi người có một sự ảo tưởng. Giống như cô Hồ Gia Hân này là tình nhân của Tần Lâm vậy. Ngầu ghê vậy đó. Biết bao nhiêu người muốn cưới Hồ Gia Hân làm vợ một cách danh chính ngôn thuận, vậy mà cô ấy lại đi làm tình nhân nhỏ của Tần Lâm. Hơn nữa còn chứng minh một sự thật là bộ trang sức của Trần Khả Nhi là thật. Thật còn hơn cả chữ thật. Tổng giám đốc người ta đưa cho chẳng lẽ còn là đồ giả sao? Tần Lâm nhìn Cao Tùng rồi cười nói. Sợi dây chuyền anh vừa tặng có cần nói với tổng giám đốc của các anh một tiếng không? Cao Tùng biến sắc. Không cần không cần, anh Tần, xin anh giơ cao đánh khẽ, tôi đi ngay đây. Nói xong, Cao Tùng liền đứng dậy rời đi, không quay đầu lại nhìn Vương Ngọc lấy một cái. Mặc dù anh ta rất muốn ngủ với Vương Ngọc, nhưng so với Vương Ngọc thì công việc vẫn quan trọng hơn, không thể để mất công việc này được. Sau khi Cao Tùng rời đi, vẻ mặt Vương Ngọc trở nên vô cùng khó chịu. Giống như vừa bị tát một cái, vô cùng u ám, nếu dưới đất có một cái lỗ thì chắc hẳn cô ta sẽ chui xuống đó. Mọi người thấy vậy cũng không dám nhắc đến chủ đề này nữa, bèn chuyển sang chủ đề khác. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi, chúng ta phải mua quà cho Khôn Khôn đó, mình có đề nghị mua BMW Z4, thế nào? Sau khi chuyển chủ đề, vẻ mặt Vương Ngọc cũng dịu đi nhiều. BMW Z4 cũng được. Đúng lúc tháng trước Khôn Khôn mới thi lái xe, vừa mới lấy được bằng, vừa hay đang thiếu một chiếc xe đấy. Z4 cũng không quá đắt, tất cả tầm hơn 500.000 tệ, chúng ta có mười mấy người, mỗi người 50.000 là đủ. Nói xong, Trần Khả Nhi chau mày. 50.000 cũng nhiều đó, mặc dù là thần tượng nhưng tặng quà đắt tiền như vậy thì có hợp không? Hơn nữa, nhiều người tặng như vậy, cho dù người ta có nhận tình thì là nhận tình của ai chứ? Nhìn thấy Trần Khả Nhi do dự, Vương Ngọc liền nói. Không phải chứ, Trần Khả Nhi, cô mang trang sức 880.000 tệ, mà tặng Khôn Khôn có 50.000 tệ cũng không chịu sao. Trần Khả Nhi liếc mắt, bây giờ thì hay rồi, bộ trang sức này trở thành thứ đồ để đánh giá nhân phẩm của cô ấy rồi.
Được rồi, tôi chịu được chưa? Nói xong, Vương Ngọc bắt đầu thu tiền, đưa cho mỗi người một tờ biên lai, sau đó Vương Ngọc lại nói. Lát nữa đi mua xe mà chúng ta có quá nhiều người, quay một cái video sau đó chọn ra ba người đại diện để đi gặp Khôn Khôn là được rồi. Tôi, Linh Linh, và Trần Khả Nhi, ba người chúng tôi sẽ đi. Không biết Vương Ngọc nghĩ gì mà chọn Trần Khả Nhi đi. Tất nhiên rồi, vốn dĩ người đi cũng nên là Trần Khả Nhi, nhóm này là do Vương Ngọc lập ra, Trần Khả Nhi là người thứ hai vào nhóm, cho nên Trần Khả Nhi cũng người có tư cách nhất để đi. Cho dù hai người có xảy ra mâu thuẫn, nhưng Vương Ngọc vẫn không thể tước đoạt quyền lợi này của cô ấy. Ba người này đều là fan lâu năm, những người khác đương nhiên chỉ có thể nhường bước. Phần bàn bạc còn lại, Tần Lâm cũng không tham gia, fan mua đồ tặng thần tượng thôi mà, cũng không phải là chuyện lạ gì. Chỉ cảm thán mấy cô gái này nhiều tiền quá, nhìn bọn họ cũng ăn mặc bình thường, không giống như người có tiền, vậy mà đưa 5 người nhìn chẳng thèm chớp mắt một cái. Tiền cũng đã thu đủ, chuyện này cũng quyết định xong xuôi, Vương Ngọc liền nói. Ba người chúng ta đi thôi, tôi đi trước, lát gặp ở cửa hàng 4S nhé. Mọi người cũng dần ra về, trong phòng chỉ còn lại Tần Lâm và Trần Khả Nhi. Trần Khả Nhi nói, anh rể, chắc lát nữa em phải uống rượu tiếp, anh có thuốc giải rượu gì không? Tần Lâm ngây người một lát rồi nói. Có đấy, nước sắn dây, để anh làm cho em. Anh gọi nhân viên phục vụ ra tiệm thuốc đông y mua sắn dây, sau đó đun sôi 10 phút, thế là đã có một bát nước được bưng lên. Uống đi, nước sắn dây, uống một bát là ngàn cốc không say. Thật ra không có tác dụng ghê gớm như vậy, nhưng nước sắn dây đúng là có tác dụng giải rượu, khiến tửu lượng của con người nâng cao hơn một chút. Để anh châm cứu cho em một chút, phối hợp với cái này sẽ khiến cho tửu lượng của em tăng lên nhiều. Cũng không phải là đi thi nên Tần Lâm sẽ không quá mạnh tay, chỉ là châm cứu đơn giản, khiến tốc độ tuần hoàn máu nhanh hơn một chút mà thôi. Tần Lâm châm cứu vào sau gáy của Trần Khả Nhi hai cái, như vậy là thoải mái hơn nhiều rồi. Anh rể, em đi đây, anh chơi một mình đi nhé. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Trần Khả Nhi bèn đi ngay. Đến cửa hàng BMW 4S, Vương Ngọc đã chọn được một chiếc xe. Sau khi trả tiền và làm thủ tục xong liền liên hệ với Vương Khôn. Alo, Khôn Khôn phải không ạ? Em là nhóm trưởng nhóm hậu viện Hán Đông của anh đây. Hậu viện chúng em đã mua một chiếc xe muốn tặng anh làm quà sinh nhật. Anh có thể gặp chúng em được không? Thật sao? Vậy được rồi, anh đưa địa điểm cho em rồi lát nữa bọn em qua. Sau khi ngắt điện thoại, Vương Ngọc kích động nói. Khôn Khôn đồng ý gặp chúng ta rồi, lát nữa chúng ta sẽ tìm một cây TV để gặp mặt nhau. Nghe Vương Ngọc nói vậy, mọi người cũng kích động, mặc dù bọn họ đã được gặp Vương Khôn rất nhiều lần, nhưng đều là ở những buổi hòa nhạc. Ở dưới sân khấu có mấy chục nghìn người, Vương Khôn căn bản không nhận ra được bọn họ là ai. Nhưng lần này lại khác, Vương Khôn hẹn riêng bọn họ đi ăn cơm, kiểu gặp mặt này hoàn toàn không giống với những lần trước. Đến cả Trần Khả Nhi cũng có chút kích động, dù gì cũng được gặp mặt thần tượng, ba người vội vàng tìm một nhà vệ sinh để giảm lại phấn son. Cho dù trước khi ra ngoài bọn họ cũng đã trang điểm vô cùng tỉ mỉ rồi, nhưng trước khi gặp thần tượng cũng nên chỉnh chu lại một chút nữa mới được. Vương Ngọc và Linh Linh đều rất hưng phấn, lát nữa Khôn Khôn liệu có uống rượu với chúng ta không? Chắc không đâu, Khôn Khôn ngoan như vậy mà, bình thường cũng không uống rượu mấy thì phải. Vậy thì tốt quá, tửu lượng của tôi kém lắm, lát nữa đừng mất mặt quá. Ha ha, lát nữa gặp Khôn Khôn đừng kích động quá nói không lên lời là được rồi. Mấy người trêu đùa nhau vài câu, sau khi đã trang điểm xong, mọi người ngồi trên chiếc xe mới đến một quán bar. Trước đây bọn họ chưa từng đến quán bar này, tên là 39 độ, bên ngoài nhìn trông có vẻ ảm đạm, giống như một cửa hàng bình thường, vừa mở cửa vào bên trong, lập tức truyền đến âm thanh vô cùng sôi động làm đinh tai nhức óc. Cao tay thật, thì ra hiệu quả cách âm quá tốt, bên ngoài hoàn toàn không nghe được bất cứ tiếng động nào. Nếu không phải là người thường xuyên đến đây, chắc cũng chẳng biết bên trong lại là nơi như thế này. Trần Khả Nhi rất ít đến những nơi như thế này, sau khi vào trong, ít nhiều cũng có chút không hợp, nhưng vì để gặp thần tượng nên đành phải nhịn. Quán bar này cũng giống với những quán bar bình thường khác, chỉ là rộng hơn và nhiều người hơn thôi. Sau khi vào trong, vốn chẳng nghe được gì cả, Vương Ngọc dùng động tác tay dẫn hai người bọn họ lên phòng ở lầu 2. Phòng ở lầu trên có thể coi là một cây TV thu nhỏ,
có thể làm hài lòng yêu cầu riêng tư của một số người. Thật ra có rất nhiều ngôi sao lớn thường xuyên đến đây, đây cũng được coi là nơi ăn chơi cao cấp, chỉ có điều bọn họ đến thì đều có quản lý chuyên tiếp đãi, còn người bình thường thì bọn họ còn chả thèm nhìn nữa là. Vừa đến cửa phòng, Vương Ngọc và những người khác đứng lại để chờ người ra tiếp. Mấy phút sau, đúng là có một người đàn ông trung niên, đội chiếc mũ lưỡi chai, mặc áo khoác da, đi đến trước mặt rồi nói. Tôi là quản lý của Khôn Khôn, họ Mã, ba người gọi tôi anh Mã là được. Chào anh Mã, ba cô gái ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học vậy, chào hỏi rất lịch sự. Anh Mã quan sát ba người, vẻ mặt lộ ra vẻ khen ngợi, cũng lộ ra chút tham lam hèn hạ. Ánh mắt kiểu này mặc dù khiến ba người khó chịu, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì cả. Đây là chuyện rất bình thường, người ta là người quản lý trong giới giải trí, cũng được coi là có mắt nhìn, thường xuyên phát hiện ra những cô gái có tố chất để làm ngôi sao. Vì vậy nên nhìn con gái bằng ánh mắt dò xét như vậy cũng là điều bình thường. Đi theo tôi. Ba người đi theo anh Mã lên tầng 3. Lối đi từ tầng 2 lên tầng 3 bị đóng, có bảo vệ đứng canh gác, phòng trên tầng 3 dùng để tiếp đã khách quý, người bình thường không thể nào lên trên này được. Lên tầng 3, đúng là được mở rộng tầm mắt, các thiết bị đều sang trọng hơn tầng dưới rất nhiều. Hơn nữa còn có hai tấm kính một chiều vô cùng lớn có thể nhìn thấy sàn nhảy phía dưới, còn người bên dưới sàn nhảy nhìn lên chỉ thấy một mảng đen xì. Sau khi vào trong căn phòng sang trọng, bên trong được trang trí giống như cây tivi thông thường, Vương Khôn đang ngồi trên sofa. Ba người bước vào phòng liền nhìn thấy Vương Khôn, đột nhiên kích động hét lên. Khôn Khôn! Vương Khôn đứng dậy, cười ha ha nói. Chào mọi người, mau lại đây ngồi đi. Ba người Vương Ngọc vô cùng kích động, đi đến trước mặt Vương Khôn, ngồi xuống sofa, tỏ ra vô cùng lúng túng. Cầm một chiếc hộp nhỏ được gói vô cùng bắt mắt đưa cho Vương Khôn. Khôn Khôn, đây là quà sinh nhật của nhóm Hậu viện Hán Đông tặng cho anh đấy. Vương Khôn cười ha ha mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa xe BMW. Cảm ơn mọi người, tốn kém quá, sao tôi có thể nhận được, Vương Khôn tỏ ra vô cùng tao nhã lịch sự. Vương Ngọc nói, anh khách sáo quá, anh là thần tượng của bọn em, lúc em cảm thấy bất lực, nghe nhạc của anh em liền cảm thấy bản thân phấn chấn hơn, lẽ ra là bọn em nên cảm ơn anh mới phải. Hai bên đều khách sáo, cũng được coi là kéo lại được chút khoảng cách. Trần Khả Nhi hơi chau mày, Vương Khôn này có chút khác với chàng trai đơn thuần trên TV. Một bàn rượu đầy, hơn nữa còn có các loại thuốc lá nữa. Trước đây hình tượng của Vương Khôn trên màn ảnh là một chàng trai ngoan ngoãn không dính vào bia rượu thuốc lá, hôm nay xem ra có chút tương phản. Nhưng bọn họ vẫn có thể chấp nhận được, dù gì thì trong giới giải trí có rất nhiều ngôi sao có định hướng hình ảnh riêng, hơn nữa hút thuốc và uống rượu cũng là một cách giải tỏa áp lực. Áp lực của bọn họ chắc sẽ rất lớn, cho nên cũng chẳng sao cả. Nào, chúng ta cùng uống một ly nhé. Cảm ơn mọi người đã tặng quà sinh nhật cho tôi. Vương Khôn rót cho mỗi người một cốc rượu, rồi đẩy đến trước mặt bọn họ. Ba người Vương Ngọc nhìn nhau, do dự một lát, lắc đầu nói. Chúng tôi không biết uống rượu, hay là uống hồng trà đá đi. Vương không chau mày, cũng đâu có người ngoài đâu, uống một chút rượu sợ cái gì, yên tâm đi. Hôm nay không có paparazzi đâu, chúng ta cạn một ly rồi tôi hát tặng mọi người một bài. Nghe Vương Khôn nói vậy, Vương Ngọc và Linh Linh đều vô cùng kích động, nghe Khôn Khôn hát trực tiếp, trước đây tới buổi hòa nhạc cũng phải mấy chục nghìn người, mà vé vào cũng phải 1-2 nghìn tệ. Hôm nay ở KTV lại được thần tượng hát riêng cho nghe, đãi ngộ thế này không phải ai cũng có đâu. Được, vậy chúng ta uống một ly cũng không sao cả. Vương Khôn đương nhiên không uống mấy loại rượu thấp kém ở quán bar, sau đó mở một chai Remy Martin rót cho bọn họ, anh Mã quản lý cũng uống. Nào, mọi người cùng ly. Uống xong ly rượu, Vương Khôn cầm mic lên hát một bài của mình. Thần tượng lưu lượng như anh ta chỉ có thể hát bài của mình, bởi kỹ thuật không được tốt, cho nên những bài anh ta viết đều hợp với năng lực của mình, không có nốt cao cũng không có nốt thấp, cơ bản là nhạc đệm và âm thanh, âm nhạc chỉ cần hay một chút. Để cho mọi người có thể hát là được. Nhưng bọn họ là fan của Vương Khôn nên cảm thấy vô cùng thích thú khi nghe, còn ngân nga theo, không tự chủ được lại uống thêm một ly. Bài hát kết thúc, anh Mã là người vỗ tay đầu tiên, Vương Ngọc và Linh Linh cũng có chút cảm động, rơm rớm nước mắt. Anh Mã nhân cơ hội này nâng ly lên. Nào,
Tôi thay mặt cho công ty giải trí Văn Hiên cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ly rượu này tôi xin cạn trước để bày tỏ lòng kính trọng. Nói đến đây, lại thêm phần âm nhạc cảm động vừa rồi, mọi người lại cùng cạn một ly nữa. Nào, chúng ta cùng chúc Khôn Khôn sinh nhật vui vẻ. Nào, chúc cho chuyến lưu diễn toàn quốc của anh, cố lên, cạn một ly. Cạn hết ly này đến ly khác, mặc dù rượu ngon nhưng nồng độ cồn cũng không hề thấp. Uống vài cốc rượu xong, Vương Ngọc và Linh Linh cũng hơi say rồi, không cần người khác mời nữa mà bọn họ chủ động uống luôn. Vì Trần Khả Nhi đã uống nước sắn dây trước đó và được Tần Lâm châm cứu cho nên vẫn còn tỉnh táo, không có chuyện gì, nhưng vẫn luôn cảm giác không khí này có chút kỳ lạ. Hơn nữa giữa Vương Khôn và bọn họ cũng không có kiểu tương tác giống như fan và idol, mà lại giống như đại gia chơi đùa với mấy em gái trong ba vậy. Cô ấy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại ngại đi về. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Trần Khả Nhi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Trần Khả Nhi đi về phía nhà vệ sinh. Cô ấy đột nhiên phát hiện ra mấy chiếc ghế sofa ở hành lang. Mấy chiếc ghế sofa nhỏ đặt bên cạnh tấm kính một chiều, nhìn trông vô cùng kỳ lạ. Bên cạnh còn có thùng rác, Trần Khả Nhi chau mày bước tới xem, bên trong có vài cái bao cao su đã qua sử dụng. Trần Khả Nhi cảm thấy có gì đó không đúng, vội lấy điện thoại ra gọi điện, nhưng lại phát hiện ở đây không hề có mạng mà cũng không có wifi. Trần Khả Nhi bước vào nhà vệ sinh, gọi thử điện thoại nhưng cũng không gọi được, mạng vô cùng yếu, chắc vì kín quá nên không có tín hiệu. Trần Khả Nhi dặm lại phấn rồi chuẩn bị bước ra, sau khi gặp thần tượng xong cô ấy cũng không cảm thấy có gì thú vị cả. Đến trước cửa phòng, vừa định xuống lầu, người bảo vệ giữ cửa nói. Thưa cô, nếu cô muốn đi thì phải có anh mã đưa xuống. Trần Khả Nhi chau mày, tôi tự xuống không được sao? Bảo vệ lắc đầu, xin lỗi cô, không được. Trần Khả Nhi lại càng cảm thấy mờ ám, lấy điện thoại ra lặng lẽ gọi 110, nhưng vẫn không gọi được. Hết cách rồi, Trần Khả Nhi chỉ có thể quay về phòng rồi kiếm cớ gì đó với Vương Khôn, nói nhà xảy ra chuyện gì đó bắt buộc phải về, sau đó nhân cơ hội để chạy mà thôi. Trần Khả Nhi cũng cảnh giác, may mà vừa rồi Tần Lâm cho cô ấy uống nước sắn dây, lại còn châm cứu nữa nên hành động và suy nghĩ bây giờ của cô mới không bị ảnh hưởng, nếu không sẽ dễ xảy ra chuyện lắm. Đẩy cửa ra, Trần Khả Nhi đang định lên tiếng thì lại ngẩn người khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Lúc này Vương Ngọc và Linh Linh đang nằm trên sofa, quần áo xộc xệch. Mà Vương Khôn và anh Mã đang nằm đè lên người bọn họ. Hai người đàn ông giở thủ đoạn bỉ ổi đang định xé rách áo của bọn họ. Vương Khôn nói, anh Mã, hai em này cũng ngon đấy, lát nữa đổi nha anh. Anh Mã nở nụ cười bỉ ổi, em vừa đi ra còn ngon hơn. Hai người đang nói thì quay đầu lại, phát hiện ra Trần Khả Nhi. Bây giờ Vương Ngọc và Linh Linh đã say bất tỉnh nhân sự rồi, nằm vùng vẫy trên sofa không phản kháng lại được. Chắc lúc cô ấy vào phòng vệ sinh hai người đã uống thêm không ít. May mà Tần Lâm giúp cô tìm cách giải rượu, không thì đúng là toang thật rồi. So sánh với Vương Ngọc và Linh Linh, Trần Khả Nhi đương nhiên là đẹp hơn, đơn thuần hơn, anh Mã thấy vậy liền vội buông cô gái trong tay ra, đứng lên, nói với Trần Khả Nhi. Nào! Em gái uống thêm vào ly nữa nào. Hai tên khốn kia đang rất bực, tửu lượng của Trần Khả Nhi tốt quá, ngàn ly không sai sao. Vương Khôn cũng đứng dậy, hai người tiến đến trước mặt Trần Khả Nhi. Trần Khả Nhi đột nhiên quay đầu bỏ chạy, xông ra ngoài hành lang, định chạy ra cửa nhưng lại cảm thấy sai sai, nếu chạy ra cửa chính thì e là không ổn, bảo vệ chắc chắn là đồng bọn. Hết cách, Trần Khả Nhi chỉ có thể chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Anh Mã và Vương Khôn đã đuổi tới, đạp mấy cái vào cửa nhà vệ sinh. May mà các thiết bị ở đây đều có chất lượng cao, nên bị bọn họ đá mạnh cũng không bật ra được. Vương Khôn nói, anh Mã, làm thế nào bây giờ? Hai cô gái trong phòng cũng đủ cho bọn họ chơi đùa rồi, nhưng Trần Khả Nhi đẹp như vậy, bọn họ không can tâm. Hai đứa ở trong phòng chưa tỉnh lại được đâu, không cần quan tâm, gọi bảo vệ mang cây nạy lên đây. Vâng. Nói xong, bên ngoài bỗng không còn tiếng động gì nữa. Trần Khả Nhi hoảng loạn, bọn họ muốn đi lấy đồ để mở cửa rồi. Mặc dù chiếc cửa này vô cùng kiên cố, nhưng nếu có dụng cụ thì làm gì có chuyện không mở được. Trần Khả Nhi vội vàng lấy điện thoại ra, bên trong này cũng không có tín hiệu gì cả,
Hết cách rồi, Trần Khả Nhi chỉ có thể soạn tin nhắn gửi cho Tần Lâm thôi. Không có mạng, cũng không có một vạch tín hiệu nào, điện thoại chắc chắn không gọi được, mong là gửi tin nhắn sẽ có tác dụng. Trần Khả Nhi ngẩng đầu lên nhìn, may mà bên trên còn có một lỗ thông hơi. Thân hình nhỏ nhắn của Trần Khả Nhi chắc có thể chui vào được. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, nhiều hơn lúc nãy một người, chắc là người bảo vệ ở cửa. Cạch! Một tiếng động lớn, giống như cây nạy đập vào ổ khóa vậy. Trần Khả Nhi sợ hãi, không dám chần chừ thêm, vội dỡ nắp đậy lỗ thông gió trên trần nhà ra. Đúng lúc quan trọng, dùng toàn lực để dướn người lên trên. Cửa lỗ thông gió khá nhỏ, miễn cưỡng có thể nhét được cơ thể của Trần Khả Nhi. Trong lúc Trần Khả Nhi chui vào lỗ thông gió, tin nhắn kia cũng được gửi đi. Tần Lâm đang lái xe đột nhiên có âm thanh tin nhắn đến. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, rất ít người dùng tin nhắn thông thường đa số là của tổng đài. Nhưng khi tin nhắn đến, Tần Lâm vẫn liếc mắt qua. Kết quả là nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của Tần Lâm. Em đang ở nhà vệ sinh tầng 3 quán 339 độ, cứu em. Tin nhắn rất đơn giản, nhưng Trần Khả Nhi rất thông minh, chỉ với vài chữ đã nói rõ địa điểm. Tần Lâm lập tức lấy máy tra vị trí. Quán 339 độ, người bình thường sẽ không tra ra được bởi vì quán bar này không công khai. Nhưng điện thoại của Tần Lâm là điện thoại Long Vân có kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất, chỉ cần là địa điểm có tồn tại thì chắc chắn có thể tìm ra. Sau khi Tần Lâm đã định vị liền lập tức đạp mạnh chân ga, vượt cả đèn đỏ phi nhanh tới. Trần Khả Nhi nhắn tin như vậy thì chắc chắn có nguy hiểm. Với kỹ thuật lái xe xuất sắc của Tần Lâm, mặc dù lái xe tốc độ 100 km/h một giờ trong thành phố nhưng không hề có bất cứ nguy hiểm nào. Đoạn đường phải mất 20 phút đi xe thì anh rút ngắn lại chỉ còn 4 phút. Chỉ trong vòng 4 phút đã có thể đến trước cửa quán bar. Tần Lâm xuống xe, lập tức xông vào bên trong, cũng chẳng thèm để ý đến tầng 1 sôi nổi náo nhiệt, mà đi thẳng lên tầng 2. Quan sát lúc lâu cũng không thấy tầng 3, đúng lúc có một người phục vụ đi qua, Tần Lâm bắt người đó lại. Rút tiền trong túi ra tầm 7-8.000 tệ nhét vào tay người đó. Tầng 3 ở đâu? Phục vụ ngây người, nhiều tiền như thế này phải bằng 2 tháng lương ở đây lận, anh ta chắc chắn có chút lung lay. Ở đằng sau cánh cửa kia, phục vụ chỉ cánh cửa bị khuất ở phía sau. Tần Lâm xông vào, đá văng cánh cửa kia ra. Tên bảo vệ vẫn đang canh giữ nhìn thấy Tần Lâm liền biến sắc. Anh là ai? Đây là phòng riêng, không được vào. Vừa nói xong, Tần Lâm giơ tay lên đập vào cổ tên bảo vệ, tên đó lập tức ngất xỉu. Sau đó, Tần Lâm bước lên lầu, xông thẳng vào nhà vệ sinh. Bây giờ chỉ còn mỗi anh Mã trong nhà vệ sinh, hai người phụ nữ trong phòng vừa tỉnh nên Vương Khôn đã quay về chuốc say bọn họ. Trong phòng vệ sinh, anh Mã đứng trên bồn cầu, nhìn cô gái ở trong lỗ thông gió với vẻ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cô gái ra đây đi, chúng tôi không phải người xấu, nếu cô không đồng ý thì chúng tôi cũng sẽ không ép buộc cô, hơn nữa, Khôn Khôn là người như thế nào cô còn không rõ sao. Trần Khả Nhi vô cùng bình tĩnh, chỉ cần cô ấy không xuống thì sẽ không xảy ra nguy hiểm, ít nhất thì ở đây cũng không có ai vào được. Trừ khi bọn họ phá rỡ trần nhà. Nhưng tiếng động lớn như vậy thì có khả năng sẽ làm người khác kinh động. Cho nên Trần Khả Nhi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi ở trên này để xem xét tình hình mà thôi. Đột nhiên, bịch, một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị đạp tung ra, Trần Khả Nhi không nhìn xuống bên dưới được, nhưng vẫn nghe được âm thanh. Ai, anh là ai, ai cho anh vào đây? A, à, chỉ nghe thấy những âm thanh ngắn gọn như vậy thôi, sau đó là giọng của Tần Lâm. Khả Nhi, không sao chứ? Nghe thấy giọng của Tần Lâm, Trần Khả Nhi bật khóc. Anh rể, anh đến rồi, hu hu hu. Đừng sợ, anh đến rồi. Trần Khả Nhi vừa khóc vừa trèo xuống, Tần Lâm vươn tay ra đỡ, đón được cô ấy một cách nhẹ nhàng. Sau đó, Trần Khả Nhi lập tức lao vào lòng Tần Lâm, khóc nức nở một lúc lâu như một đứa trẻ, rồi ôm cổ Tần Lâm, vùi đầu vào ngực anh. Tốt rồi, không sao đâu, anh đưa em đi nhé. Trần Khả Nhi đột nhiên nói, trong phòng vẫn còn hai người, Vương Ngọc và Linh Linh. Mặc dù Vương Ngọc có mâu thuẫn với Trần Khả Nhi, nhưng không đến nỗi nhìn thấy người ta gặp nguy hiểm mà không quan tâm, mặc dù Trần Khả Nhi là người tinh quái, tính tình kỳ lạ, nhưng bên trong vẫn là người lương thiện. Tần Lâm gật đầu, đi thôi. Hai người đi đến cửa phòng,
Tần Lâm liền đá văng cánh cửa ra. Trong phòng có ba người, vẫn may là chưa xảy ra chuyện mà bọn họ không muốn nhìn thấy. Lúc này Linh Linh đang nằm trên sofa, quần áo xộc xệch, nhưng quần áo vẫn còn trên người. Còn Vương Khôn thì đang sờ soạng Vương Ngọc, đưa rượu vào miệng cô ta. Vừa rồi cô ta có dấu hiệu tỉnh rượu nên Vương Khôn định chuốc rượu cô ta thêm chút nữa. Dù gì thì Trần Khả Nhi đẹp hơn, anh ta cũng không còn tâm trạng nào để thịt hai người này, lát nữa thịt Trần Khả Nhi thì có vẻ hay hơn. Cho nên mới cố gắng chuốc say hai người này, sau đó nhanh chóng đến nhà vệ sinh lôi Trần Khả Nhi ra. Vậy mà không ngờ Trần Khả Nhi đã quay trở lại rồi, bên cạnh còn có một người đàn ông, Vương Khôn ngây người, vội lấy bộ đàm ra nói. Người đâu, anh Mã đâu? Không có ai trả lời lại. Vương Khôn biết đã có chuyện gì đó rồi. Mặc dù nhìn Tần Lâm không phải người cường tráng cho lắm, nhưng ít nhất cũng rắn chắc hơn anh ta. Nếu có đánh nhau thì Vương Khôn chắc chắn không phải là đối thủ của anh, vì vậy phải trấn tĩnh lại. Vương Khôn ngồi xuống sofa, vắt chéo hai chân nói. Chắc anh biết tôi là ai nhỉ? Người phụ nữ mà tôi thích không có ai chạy thoát được tôi, hơn nữa bọn họ còn cam tâm tình nguyện nữa. Nói xong, Vương Khôn nhìn Trần Khả Nhi rồi nói. Sao thế, không thích tôi sao? Không phải cô là fan của tôi sao? Khuôn mặt Trần Khả Nhi vô cùng chán ghét, bây giờ tôi không phải là fan của anh nữa rồi, anh đừng làm tôi buồn nôn. Với cái nhân phẩm của Vương Khôn, Trần Khả Nhi thực sự ghê tởm, đúng là chăm nghe không bằng một thấy, còn tưởng là thần tượng xuất sắc như thế nào, bây giờ xem ra đều là giả tạo cả. Đúng là khốn nạn. Vương Khôn cười khẩy, cô làm tôi hứng thú mà còn muốn rời khỏi đây sao? E là không dễ như vậy đâu. Tần Lâm cảm thấy nực cười, không biết ai cho anh sự tự tin vậy, muốn đi cũng không đi được rồi sao? Vương Khôn tỏ vẻ chế giễu, đúng là không đi được đâu, anh có tin tôi ra ngoài cánh cửa này là có thể tìm được người đánh anh tàn phế không? Vương Khôn không nói chơi, anh ta lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, có rất nhiều người ủng hộ, cả giới hắc bạch đạo đều có người quen. Trần Khả Nhi chẳng qua chỉ là fan bình thường, trong mắt anh ta cô ấy chỉ giống món đồ. Muốn chơi lúc nào cũng được, cho dù sự việc có thật sự bại lộ, anh ta chỉ cần đè xuống thì sẽ chẳng còn hậu quả gì cả. Tần Lâm nghe vậy, khuôn mặt liền lộ ra chút thú vị, lạnh lùng nói. Ồ, vậy sao? Anh có tin không? Không ra khỏi cánh cửa này tôi vẫn có thể đánh anh tàn phế đấy. Nói xong, Tần Lâm bước tới, cầm lên một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh vừa dày vừa nặng trên bàn trà. Vương không hơi biến sắc, cắn răng hung dữ nói. Thằng nhóc, tôi khuyên anh nên nghĩ kỹ, nếu anh dám đánh tôi sẽ cho anh. À không, tôi sẽ khiến cả nhà anh chết không toàn thây. Lời nói cửa Vương Khôn thực sự chọc giận Tần Lâm. Chuyện cái chết của nhà họ Tần vốn đã là điều tối kỵ trong lòng anh, tên Vương Khôn này thực sự đã chạm vào họng súng rồi. Anh muốn chết à? Vừa nói xong, Tần Lâm đã giơ cái gạt tàn lên đập mạnh. Rắc rắc một tiếng. Cái gạt tàn đập vào vai Vương Khôn làm vai của anh ta lập tức mất đi cảm giác. Cơn đau từ bả vai và cổ lan ra toàn thân, Vương Khôn đau đến mức hít một hơi khí lạnh, vội nghiến răng, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi hột, từng hạt rơi xuống đất. Há miệng nhưng không kêu thành tiếng. Một lúc sau, cơn đau đã dịu hơn một chút, Vương Khôn che một bên vai, cảm giác như xương khớp đã bị Tần Lâm đập vỡ. Khốn nạn, anh dám đánh tôi! Tôi phải đánh anh tàn phế, đánh anh tàn phế. Nói xong, Tần Lâm lại đập mạnh một cái nữa, choang. Lần này đập trúng vào đầu gối của Vương Khôn lập tức gào khóc. Đáng tiếc là, cách âm trong căn phòng này quá tốt. Vốn thiết kế căn phòng này để dành cho những ngôi sao hoặc người giàu đến đây vui vẻ, không bị người khác làm phiền, nhưng bây giờ thì hay rồi, Vương Khôn bị người ta đánh cũng chẳng có ai nghe thấy. Nhìn thấy Vương Khôn có vẻ không phục. Tần Lâm cười lạnh. Không phục phải không, đừng nói tôi không cho anh cơ hội, gọi người đến đây đi. Tần Lâm nói xong, Vương Khôn ngây người ra, có chút không tin vào tai của mình. Anh để tôi gọi người sao? Tần Lâm nói, bảo anh gọi thì gọi nhanh đi, phí lời làm gì? Được, vậy anh đừng hối hận. Nói xong, Vương Khôn cắn răng, cầm bộ đàm lên nói. Gọi điện thoại cho anh báo giúp tôi. Nhanh! Bảo anh báo mang người đến đây. Vương Khôn cũng biết trong này không có sóng điện thoại nên dùng luôn bộ đàm để bảo người bên ngoài gọi điện.
Vương Khôn đã bị người ta đánh như thế này rồi còn tâm trạng đâu mà giải quyết hòa bình với Tần Lâm chứ? Chuyện này bắt buộc phải làm ra Ngô Gia Khoai, tìm người đến nhất định chặt một chân của Tần Lâm mới hả dạ. Anh cứ đợi đó, anh đợi đó cho tôi. Vài phút sau, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, Vương Khôn lấy lại tinh thần, thẳng lưng lên. Anh báo đến rồi, anh báo đến rồi, ha ha ha. Anh toang rồi, mấy người toang hết rồi. Vương Khôn ngồi phịch xuống đất không đứng lên được, nhưng vẫn rất ngạo mạn, tỏ vẻ hung hăng vênh váo. Mấy giây sau, cánh cửa bị ai đó đạp văng ra, mấy tên thân hình vạm vỡ bước vào, trong tay cầm gậy, dáng vẻ vô cùng hùng hổ. Người đâu rồi, con mẹ nó ai dám động vào Khôn thiếu gia? Nhìn thấy đám người này, khuôn mặt Tần Lâm tỏ vẻ thú vị. Thì ra là bạn cũ. Trước đây anh báo gây phiền phức cho Vương Đông Tuyết, bị Tần Lâm xử lý hai lần, bây giờ đi theo Bùi Lương, cũng biết thân phận thật sự của Tần Lâm rồi. Còn tưởng Vương Khôn là ngôi sao lớn trong làng giải trí, có thể tiếp xúc với người ở tầng lớp cao hơn, vậy mà tìm tới tìm lui lại tìm đúng anh báo. Anh báo vừa chửi xong thì nhìn thấy Tần Lâm, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Hắn vừa mới uống chút rượu, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, vậy mà lập tức tái mét, tỉnh luôn cả rượu, cảm giác như linh hồn cũng sợ hãi. Cậu Tần. Đương nhiên anh báo biết cậu Tần là ai, bây giờ hắn cũng có uy danh hơn trước đây, càng làm ăn tốt thì hắn càng thấy cậu Tần tài giỏi, không chỉ có Bùi đại ca tôn kính mà Lôi Hồng cũng phải khách khí với anh, hạng người như hắn còn chẳng xứng xách giày cho Tần Lâm nữa là. Mấy lần trước nếu không phải cậu Tần giơ cao đánh khẽ, thì hắn đã chết từ lâu rồi. Tần Lâm nở nụ cười. Anh báo, lâu rồi không gặp. Khóe miệng anh báo co rút, suýt nữa quỳ xuống. Cậu Tần, cậu đừng đùa tôi nữa, tôi không dám để cậu gọi tôi là anh báo đâu, cậu gọi tôi báo là được rồi, cậu ở đây. Trong tay Tần Lâm vẫn cầm cái gạt tàn, Vương Khôn nằm vất vưởng trên sofa, cảnh tượng này đúng là độc đáo. Tần Lâm cười nhạt, ném cái gạt tàn cho anh báo, nói. Tôi đánh mệt rồi, các người đánh đi. Anh báo lập tức hiểu chuyện, vâng. Hắn cầm lấy cái gạt tàn, bước về phía Vương Khôn. Vương Khôn lập tức biến sắc. Anh báo, anh làm gì vậy? Anh báo, anh cầm tiền của tôi rồi đó. Thấy anh báo đến, Vương Khôn sợ đến mức ngây người ra. Lúc nãy Tần Lâm đã nện anh ta một trận tơi bời rồi, nếu như anh báo ra tay chắc chắn sẽ đánh mạnh hơn. Anh báo cười khẩy, số tiền còn con mà anh đưa không đủ chi một bữa karaoke của tôi, anh còn dám nhắc tiền với tôi sao? Nói xong anh báo túm lấy Vương Khôn, đập cái gạt tàn vào đầu anh ta. Tần Lâm đánh Vương Khôn nhưng vẫn giữ chút thể diện cho anh ta, dù sao cũng dựa vào gương mặt để kiếm tiền, vì thế Tần Lâm không đánh vào mặt anh ta. Có điều anh báo thì khác, hắn mặc kệ anh có phải là người nổi tiếng hay không, đánh chết anh cũng chẳng sao. Đập vài cái khiến đầu Vương Khôn toàn là máu. Vương Khôn hét giống lên, không thể nào trốn tránh được. Đột nhiên anh ta hét lên. Đừng đánh nữa, bố nuôi tôi là Chu Cách. Anh báo đang đánh đột nhiên nghe thấy câu nói này, hắn hơi sững sờ, sau đó cau mày lại. Bố nuôi anh là Chu Cách, minh tinh võ thuật quốc tế Chu Cách sao? Không ai là không biết danh tiếng của Chu Cách, năm nay ông ta hơn 50 tuổi, đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, có quan hệ rộng rãi trong giới bất chính và chân chính. Chẳng trách tên Vương Khôn này lại có lai lịch như thế, thì ra là nhờ Chu Cách chống lưng sao? Anh báo không dám ra tay nữa, Chu Cách là nhân vật có quyền thế, ngộ nhỡ ông ta muốn báo thù, chẳng phải sẽ liên lụy đến anh Tần sao? Anh báo nhìn Tần Lâm, ánh mắt như thể đang xin ý kiến vậy. Tần Lâm cười nhạt rồi nói. Chu Cách đúng không? Được, tôi hỏi ông ta. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Chu Cách. Thấy Tần Lâm gọi điện cho Chu Cách, Vương Khôn sững sờ, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Ở đây không có tín hiệu, anh gọi cho ai chứ? Tần Lâm cười khẩy, không để ý đến anh ta. Điện thoại bình thường của bọn họ đương nhiên là không có tín hiệu, nhưng điện thoại của Tần Lâm do tập đoàn Long Vân đặc biệt sản xuất, có công nghệ đi trước 10 năm, có thể giống với bọn họ sao? Tút tút tút. Sau khi điện thoại đổ vài tiếng chuông thì có người bắt máy. Cậu Tần, tôi là Chu Cách. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của Chu Cách. Tần Lâm hỏi, sao thế, ông đang bận à? Chu Cách gật đầu, tôi đang đóng phim, có điều tôi bảo đoàn phim dừng lại rồi, cậu Tần nói đi. Đoàn làm phim khá tốn nhân lực vật lực,
nhưng Tần Lâm gọi điện đến Chu Cách lập tức yêu cầu mọi người dừng công việc, nghe điện thoại của anh quan trọng hơn đóng phim. Tần Lâm nói, tôi gặp một người, anh ta bảo mình là con trai nuôi của ông. Nghe thấy giọng điệu của Tần Lâm có chút bực bội, Chu Cách lập tức cảnh giác, ông ta là người từng trải, nên biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Tần Lâm nhưng ông cũng biết có người đắc tội với anh. Cậu Tần, tôi đã lăn lộn trong giới giải trí từng ấy năm rồi, rất nhiều con trai nuôi, con gái nuôi, nhiều lúc cũng chỉ là góp vui lấy lệ, chắc cậu cũng hiểu. Chu Cách vội phân rạch ròi quan hệ trước đã, nói rõ quan điểm của bản thân để tránh bị liên lụy bởi một vài thành phần não tàn. Tần Lâm đương nhiên biết điều đó, anh cười rồi lạnh lùng nói. Ở đây có người tên là Vương Khôn, bị tôi đánh cho một trận rồi, bây giờ lôi ông ra. Nói xong Tần Lâm ấn vào nút rảnh tay. Đặt điện thoại trên bàn cà phê. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Chu Cách. Vương Khôn, tên nhãi danh này, cậu Tần, từ hôm nay trở đi, cậu ta không còn là con trai nuôi của tôi nữa, cậu muốn đánh thì đánh, nếu như cậu chê mệt thì tôi gọi người đến đánh hộ, chỗ tôi toàn là người đóng vai võ phụ. Lời nói của Chu Cách khiến mặt Vương Khôn biến sắc. Bố nuôi, bố nói gì vậy chứ? Con là Vương Khôn đây. Vương Khôn hét lên, anh ta thực sự không dám tin, bố nuôi lại nói những lời này. Nghe thấy giọng nói của Vương Khôn, Chu Cách càng nổi giận. Cái thứ khốn nạn này, đến cậu Tần mà mày cũng dám đắc tội, một mình mày chết đừng có kéo theo tao. Từ nay mày với tao không có bất cứ quan hệ gì hết, sau này mày còn dám ở bên ngoài nói mày là con trai nuôi của tao thì đừng trách tao không khách khí. Nói xong Chu Cách liền thẳng thừng cúp máy. Tần Lâm cầm lấy điện thoại đặt trong túi rồi nói với anh báo. Nghe rõ chưa, bây giờ anh ta không phải là con trai nuôi của Chu Cách nữa, đánh đi. Anh báo cười hi hi, được thôi. Nói xong anh báo tiếp tục ra tay. Tần Lâm nhìn hai người con gái hôn mê chưa tỉnh ở trên ghế sofa, anh lại gần, cầm hai cây kim bạc lần lượt chọc vào huyệt đơn tuệ của từng người. Tầm chục giây sau, Vương Ngọc và Linh Linh tỉnh dậy. Nhìn thấy Tần Lâm và Trần Khả Nhi, hai người lập tức òa khóc, lao vào lòng Trần Khả Nhi. Hu hu! Vương Ngọc vẫn còn nhớ đôi chút về chuyện say rượu lúc nãy, cô ta nhớ cái cảm giác bị anh mã đó đè lên người, xé quần áo, may mà Trần Khả Nhi gọi Tần Lâm đến giúp đỡ, nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Khả Nhi cảm ơn cô, trước đây tôi đối xử như thế với cô mà cô không ghi thù cũ, tôi thật là... Vương Ngọc lộ vẻ mặt áy náy. Lúc này lời cảm ơn và xin lỗi đầu xuất phát từ trái tim. Trần Khả Nhi vỗ vai cô ta rồi nói, không sao, mọi người an toàn là được rồi. Vương Ngọc gật đầu nói, Khả Nhi, sau này cô là chị em tốt nhất của tôi sẽ luôn nhớ đến cô. Trần Khả Nhi cười, đúng là không đánh thì không quen nhau, không ngờ lại vô tình trở thành chị em tốt với Vương Ngọc. Mấy người bọn họ rời khỏi quán bar, chuyện còn lại giao cho anh báo xử lý. Đương nhiên Tần Lâm cũng không để anh báo giúp đỡ tốn công vô ích, anh gọi điện thoại cho ông chủ Bùi. Cậu Tần, tôi là Bùi Lương, cậu có gì căn dặn thế? Tần Lâm nói, cũng không có chuyện gì, anh báo thuộc hạ của ông biểu hiện không tồi, rất đáng tin, đúng là ông đã dạy bảo đến nơi đến chốn. Nghe thấy Tần Lâm khen như thế, ông chủ Bùi thấy vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Ha ha, cậu Tần khách khí rồi, có chuyện gì cậu cứ căn dặn cậu ta. Có thể nhận được sự khen ngợi của cậu là phúc của tên đó, khi nào về tôi sẽ đề bạt cậu ta. Được, cứ vậy đi. Tần Lâm cúp máy. Mặc dù Bùi Lương tùy tiện nhưng cũng rất thông minh, Tần Lâm gọi điện thoại như thế ông ta liền đoán ra được là anh báo làm việc cho Tần Lâm, khiến anh khá hài lòng. Anh báo đứng bên cạnh nghe thấy thế vô cùng kích động, cảm ơn liên tục. Xem ra sau này phải làm nhiều việc cho anh Tần rồi. Một câu nói của anh còn có ích hơn mấy lần lập công của hắn. Sau khi đưa chị em Trần Khả Nhi về, Tần Lâm về thẳng Đông Hải, lúc trở về anh nhận được tin nhắn Zalo của Vương Đông Tuyết, mặc dù chỉ là lời hỏi thăm bình thường nhưng anh vẫn chuẩn bị đi một chuyến. Vương Đông Tuyết gửi định vị cho Tần Lâm, anh mở ra xem, thì ra lại là thôn Liên Hoa. Trước đây bọn họ ở thôn Liên Hoa sau đó dỡ bỏ nhà nên chuyển lên thành phố, hình như bây giờ chỗ đó đã trở thành một bãi đất bằng phẳng. Không biết sao lại đến đấy, lẽ nào xảy ra chuyện? Tần Lâm đến thôn Liên Hoa, nhìn thấy cả nhà Vương Đông Tuyết, lúc này Vương Đông Tuyết đang hí hoáy sử dụng máy cày, bên trên có vài quả dưa hấu. Anh Tần, anh đến rồi.
Tần Lâm nhìn một mảnh đất toàn dưa hấu, thấy hơi tò mò. Chú Vương lại làm ruộng sao? Trước đây bọn họ kiếm sống bằng nghề nông, nhưng sau này phá dỡ chuyển nhà, không có đất trồng nữa. Tử Quyên, mẹ của Vương Đông Tuyết nói, đúng vậy, chú Vương cháu không thích đi làm công nhân mà chỉ thích làm ruộng thôi, nhà gì thuê một mảnh đất, trồng ít dưa hấu, bây giờ đang thu hoạch. Tần Lâm cười, mặc dù bây giờ thu nhập của Vương Đông Tuyết cũng không thấp, nhưng bố mẹ cô lại không quen cảnh nhàn rỗi, thích trồng trọt kiếm tiền, cuộc sống lam lũ như thế này không có gì đáng chê trách cả. Được, để cháu giúp. Tần Lâm xắn tay áo, đến giúp đỡ họ. Tử Quyên mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lâm, bà ấy ngày càng thích anh. Tần Lâm ra ruộng, giúp Vương Ái Dân hái dưa hấu, bởi vì do nhà chồng, số lượng cũng ít nên không thuê người. Lúc hai chú cháu đang hái dưa hấu, đột nhiên bên cạnh có người nói. Ây dô, lão Vương, đây là con rể anh hả? Vương Ái Dân ngẩng đầu, cười ha ha nói. Đúng vậy, con rể nhà tôi đấy. Vương Ái Dân giới thiệu, đó là người bạn trước đây của bọn họ ở thôn bên, bây giờ thôn bên cũng phá dỡ, họ cũng thuê đất trồng dưa hấu giống như nhà Vương Ái Dân. Triệu Kiến Hữu cười nói. Lão Vương, con rể anh sao không lái xe đến đây, vẫn chưa có xe hả? Vương Ái Dân cười thật thà phúc hậu, cũng chẳng có ý muốn so đo với người khác. Chẳng phải tôi có máy cày sao, máy cày tiện hơn nhiều. Triệu Kiến Hữu lộ vẻ đắc ý, tràn đầy cảm giác hơn người. Máy cày mà được à, dưa hấu của chúng ta là loại ngon vỏ mỏng, máy cày rung lắc dễ làm vỡ, không phải sẽ hỏng hết sao? Thấy con xe Prado của con trai tôi chưa, lái trên cánh đồng mà như lái trên đất bằng phẳng. Triệu Kiến Hữu chỉ vào con xe Prado phía sau ông ta. Chiếc xe Prado khá hot, ở một số nơi cần chức năng việt dã như nông thôn, công trường đều sẽ mua nó. Lái ở những con đường gồ ghề thực sự rất có lợi thế rất lớn, giống như đi trên đất bằng phẳng vậy. Có điều con xe này cũng khá đắt, ít nhất cũng phải 500-600.000 tệ, tốt hơn chút thì là hơn 700.000 tệ, nhưng cho dù là xe sang cũng không thể nào bì được với con Q7 của Tần Lâm. Có điều xe Q7 vẫn thiên về thương vụ hơn, nếu như so về chức năng việt dã, e rằng không bằng Prado. Vương Ái Dân gật đầu, con xe này được đấy, dùng để kéo dưa hấu thì hơi tiếc nhỉ. Triệu Kiến Hữu nói, có gì đáng tiếc chứ, xe nhà mà, con rể anh vẫn chưa mua xe, cũng không còn nhỏ tuổi nữa mà sự nghiệp vẫn chưa phất lên, như thế thì không được, cậu trai trẻ cậu phải cố gắng nỗ lực đấy. Tử Quyên cau mày lại, thấy hơi khó nghe, hai ông bà tính tình vốn dĩ hòa vi quý, không thích so đo với người khác. Nhưng nhắc đến con rể của bà thì không được. Lão Triệu à, anh khoa khoang quá rồi đấy, chỉ là một con xe Prado thôi mà, con trai anh nhiều tiền như thế. Chẳng phải anh vẫn phải trồng dưa hấu đấy sao? Tử Quyên trợn mắt, bực dọc nói. Triệu Kiến Hữu nghe thấy thế liền cười khẩy. Prado thì làm sao chứ, nhà các người cũng có đâu. Con trai tôi nhiều tiền đó là tiền của con trai tôi trồng dưa hấu là thú vui của tôi, có giỏi thì các người cũng mua con xe sang đến trồng dưa hấu đi, đúng là nực cười. Lời nói của Triệu Kiến Hữu khiến Tử Quyên giận sôi máu, muốn nói nhưng lại không thể phản bác lại được. Vương Ái Dân nói, được rồi vợ, bỏ đi. Tử Quyên trợn mắt, tức giận đùng đùng. Tần Lâm nghe thấy thế liền cười nhạt. Hình như chiếc máy cày này hơi cũ, để cháu đi mua con xe khác tiện hơn cho chú Vương. Vương Ái Dân nghe thấy thế vội nói. Không cần đâu tiểu Tần, cháu đừng mua xe cho chú, chiếc máy cày này của chú vẫn dùng được. Triệu Kiến Hữu nghe thấy thế, mặt lập tức lộ vẻ chế giễu. Dô, muốn mua xe sao? Đừng có liều lĩnh, mua xe không phải chuyện nhỏ, tốt nhất nhà các người nên bàn bạc kỹ lưỡng, rồi lên web mua bán xe ô tô đã qua sử dụng xem các loại xe như Bảo Tuấn, Trường Thành, mấy thương hiệu nhỏ trong nước đấy cũng không tồi đâu. Rõ ràng Triệu Kiến Hữu đang chế giễu người khác, Tử Quyên nghe thấy càng bực mình. Khoe mẽ cái gì chứ, chỉ là mua con xe Prado thôi mà. Tử Quyên tức giận trợn mắt, muốn mắng ông ta một trận. Mặc dù Vương Ái Dân không nói nhưng cũng thấy tức. Đúng là giỏi khoe mẽ, chỉ một con xe rách thôi mà ông ta lại có cảm giác ưu việt lớn như thế. Tần Lâm cười đáp, cháu đi mua xe, tầm một tiếng, chú nghỉ ngơi trước đi, tí nữa cháu về làm giúp chú. Nói xong Tần Lâm rời đi. Vương Đông Tuyết nói, anh Tần, hay là thôi đi. Tần Lâm cười, yên tâm đi, anh về nhanh thôi, đúng lúc chú Vương cũng không có xe.
Tần Lâm rời khỏi ruộng dưa hấu, gọi xe đến cửa hàng 4S. Đi một vòng rồi vào cửa hàng 4S Rolls Royce. Sau khi vào trong, một người nhân viên đứng trước cửa với bộ dạng mệt nhoài, trừng mắt nhìn Tần Lâm bĩu môi rồi uể oải nói. Anh xem xe sao? Mặc dù cũng đem lại cảm giác rất lễ phép nhưng cái giọng nói hời hợt, lờ đờ đó khiến người ta thấy không được thoải mái. Lượng tiêu thụ ở những cửa hàng thế này rất thấp, bởi vì không phải ai cũng mua Rolls Royce, cho dù là ông chủ cũng chưa chắc đã mua nổi. Một tháng có thể bán được một chiếc xe đã là tốt lắm rồi, bọn họ bán hàng rất khó được trích phần trăm, vì thế mọi người đều nản chí. Không giống như các thương hiệu như Mercedes-Benz, BMW, số lượng xe được bán mỗi tháng rất nhiều, phần trăm ăn tiền cũng cao nên làm việc cũng hào hứng hơn. Tần Lâm gật đầu, tôi xem xe Việt dã. Nhân viên bán hàng vẫn ỉu xìu, uể oải đứng dậy, giới thiệu cho Tần Lâm. Đây là xe Rolls Royce Phantom, thương hiệu xe cao cấp ở cửa hàng của chúng tôi, muốn chụp ảnh thì mất 500 tệ, muốn có lễ bàn giao xe thì là 1.000 tệ. Tần Lâm sững sờ, có chút không hiểu. Ý gì chứ, cái gì mà 500 tệ, 1.000 tệ? Nhân viên cười khẩy, chẳng phải anh là người kinh doanh trên Zalo đến đây để chụp ảnh sao, tôi biết chiêu này của bọn anh, không cần phải giả vờ, cứ theo giá niêm yết đi. Trước đây thực sự có một khoảng thời gian như thế, rất nhiều kẻ kinh doanh trên Zalo lừa đảo, muốn người khác nhập bọn, cố ý khoe khoang những tấm hình hoặc video bọn họ mua xe sang. Như thế có thể cổ vũ và đánh lừa người khác tưởng rằng ngành của bọn họ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng trên thực tế bọn chúng đều là lừa đảo. Tìm một cửa hàng 4S, chỉ mấy trăm tệ là có thể tìm một nhân viên bán hàng phối hợp cùng, chụp chung một tấm ảnh hay gì đó. Đương nhiên rồi, thương hiệu xe khác nhau, địa vị cũng khác. Các loại xe như Porsche, Maserati, chỉ cần tầm 300-400 tệ là có thể chụp hình được. Nhưng Rolls Royce thì cao cấp hơn, thế nên đương nhiên sẽ đắt hơn, muốn chụp hình phải mất 1.000 tệ. Tần Lâm còn trẻ tuổi như thế lại còn gọi taxi đến đây. Không có phụ nữ hay thư ký đi cùng, vì thế nhân viên bán hàng cho rằng anh là người kinh doanh trên Zalo. Tần Lâm cau mày lại nói. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải người kinh doanh trên Zalo, tôi đến mua xe. Nhân viên cười khẩy, mua xe. Vậy anh mua đi, con Phantom này hơn 7 triệu tệ, quẹt thẻ đi. Nhân viên bán hàng khoanh tay, ra vẻ giễu cợt, giống như ăn chắc Tần Lâm vậy. Chẳng phải anh đến mua xe sao? Vậy thì anh phải cầm tiền theo đúng không? Tần Lâm cau mày, tôi nói rồi, tôi muốn xem xe Việt dã. Mặc dù con xe Rolls Royce Phantom này cũng được, có điều đây là xe sedan, Tần Lâm không cần. Nhân viên cười khẩy, đừng có lý do lý chấu, sao nào, vẫn đòi tìm xe Việt dã để chụp hình sao? Tôi nói cho anh biết, cửa hàng chúng tôi toàn xe cao cấp, không phải bỏ ra tầm 1.000 tệ là anh có thể tùy ý chọn, anh có chụp không thì bảo. Không chụp thì đi đi, anh còn lải nhải nữa là tôi gọi bảo vệ đấy. Tần Lâm cạn lời, cũng không biết người phụ nữ này nghe không hiểu hay là não tàn. Bảo nhân viên khác có thể hiểu tiếng người đến đây. Nhân viên bán hàng trừng mắt, anh nói ai không hiểu tiếng người chứ? Tên nghèo xác xơ này, ra vẻ với tôi đúng không? Lúc hai người đang cãi nhau, một nhân viên nữ khác đến, mặc đồng phục, tóc búi đằng sau gáy, gọn gàng chỉnh tề trông rất chuyên nghiệp. Cô ta đi guốc lọc cọc tiến lại gần, cười lịch thiệp nói. Thưa anh, xin hỏi có chuyện gì vậy? Tôi là quản lý ở đây, tôi họ Tôn. Quản lý Tôn cau mày nhìn nhân viên, Tiểu Mai. Sao lại bất lịch sự như vậy chứ? Tiểu Mai không phục nói, tôi làm gì có bất lịch sự chứ? Tôi rất lễ phép, tôi đã nói cho anh ta biết giá chụp ảnh, là anh ta cứ nằng nặc đòi chọn hết xe này đến xe khác. Rolls Royce Phantom cũng không được, yêu cầu cũng quá cao rồi đấy. Quản lý Tôn trừng mắt nhìn cô ta, Tiểu Mai không dám nói nữa. Quản lý Tôn khách khí nói, thưa anh muốn chụp ảnh sao? Tần Lâm nhẫn nại nói, tôi nói lại một lần nữa, tôi muốn mua xe, tôi đến xem xe Việt dã, lúc vào đây tôi đã nói rồi, là người phụ nữ này không hiểu tiếng người. Quản lý Tôn ngây người ra sau đó gật đầu. Được, mời anh đi theo tôi. Quản lý Tôn cũng lộ vẻ mặt chế giễu, chỉ là không thể hiện rõ ra. Còn đòi mua xe Việt dã sao, đúng là nực cười. Người đến mua xe Rolls Royce có ai không phải là ông chủ lớn chứ? Nếu đã là ông chủ lớn chắc chắn sẽ thông báo trước một tiếng, loại khách hàng tùy ý từ bên ngoài vào, phần lớn là đi xem xe để mở rộng tầm mắt. Hoặc là lén lút đến quay video, đăng lên TikTok gì đấy.
cô ta biết rõ mấy trò này. Dù gì cũng không phải là khách hàng có thể mua được xe, vậy thì để nhân viên khác luyện tập thực hành. Quản lý Tôn chỉ vào một cô gái trẻ tuổi ở một góc rồi nói. Điềm Điềm, đến giới thiệu cho khách hàng đi. Điềm Điềm lập tức đứng dậy, dạ vâng ạ. Điềm Điềm là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp xong, mới làm việc được 3 ngày, vẫn rất ngây thơ trong sáng. Điềm Điềm dáng người cao ráo, tướng mạo xinh đẹp, hào hứng nhiệt tình đến trước mặt Tần Lâm khách khí nói. Chào anh, tôi xin giới thiệu con xe SUV này cho anh. Thấy bộ dạng nhiệt tình của Điềm Điềm, Tiểu Mai bĩu môi, cười khẩy. Trong một năm có thể có hàng trăm khách hàng đến xem xe nhưng chẳng có ai thực sự muốn mua xe, chủ yếu là đến để ngắm xe hoặc là để giết thời gian. Ông chủ lớn thực sự có nhu cầu mua xe sẽ trực tiếp liên hệ với quản lý cửa hàng để đặt xe, xe sang kiểu này không phải Mercedes-Benz hay BMW, đẳng cấp hoàn toàn khác. Điềm Điềm là nhân viên mới nên vẫn chưa hiểu chuyện, đợi khi nào biết rồi, cô ấy cũng sẽ không còn sự nhẫn nại đó nữa. Tần Lâm gật đầu, không cần giới thiệu, mở cốp ra cho tôi xem. Điềm Điềm sững sờ, cũng chẳng nói gì mà mở cốp ra theo lời Tần Lâm. Thưa anh, đây là kiểu xe SUV, Cullinan kinh điển của dòng Rolls-Royce, cũng là loại xe Việt giã cao cấp, nếu anh có hứng thú với cốp xe, vậy thì tôi sẽ giới thiệu từ cốp xe cho anh. Điềm Điềm đã trải qua một tháng huấn luyện, đã thuộc lòng bài giới thiệu những loại xe này cùng với quy trình tiêu thụ nên cô có thể giới thiệu được từ bất cứ phần nào. Vừa định nói thì Tần Lâm gật đầu. Cốp xe này đủ rộng rồi. Điềm Điềm sững sờ, không ngờ Tần Lâm khen chiếc xe này, câu đầu tiên lại là khen cốp rộng. Đương nhiên rồi mỗi người khác hàng đều có nhu cầu khác nhau về xe. Thưa anh, xem ra anh có nhu cầu lớn về không gian, anh muốn cốp to là để làm gì ạ? Nhân viên bán hàng thông thường sẽ hỏi vài câu, một là để gần gũi với khách hàng, hai cũng là để biết được nhu cầu cụ thể của họ từ đó giới thiệu chuẩn xác hơn. Tần Lâm nói, tôi mua xe Việt giã, cốp to là được, để bố vợ tôi bán dưa hấu. Điềm Điềm, có rất nhiều khách hàng có yêu cầu về không gian, nhưng câu trả lời của Tần Lâm lại khiến Điềm Điềm vô cùng bất ngờ. Mua cho bố vợ bán dưa hấu sao? Bây giờ bán dưa hấu kiếm được nhiều tiền vậy sao? Có thể mua được Rolls-Royce ư? Điềm Điềm cũng không dám hỏi, tiếp tục giới thiệu. Thưa anh, loại xe này hữu ích với bất kỳ công dụng nào, động cơ của chúng tôi. Được rồi, không cần giới thiệu nữa, lấy chiếc xe này đi, quẹt thẻ. Tần Lâm nói xong, Điềm Điềm sững sờ. Hả, tôi vẫn chưa giới thiệu mà. Tần Lâm cười, không cần nữa, được rồi. Tất cả các phương diện của chiếc xe sang này đều vô cùng xuất sắc. Vì thế cũng không cần giới thiệu quá nhiều, Tần Lâm mua xe chỉ có hai yêu cầu, một là cốp rộng, hai là tính năng Việt giã tốt. Chiếc xe mấy triệu tệ đương nhiên là có tính Việt giã tốt hơn xe mấy trăm nghìn tệ rồi, điều này không có gì phải nghi ngờ. Điềm Điềm ủ rũ mặt mày, anh ơi, anh để tôi giới thiệu nốt đi, nếu không chẳng phải tôi luyện tập tốn công vô ích rồi sao? Tần Lâm cười, tôi đang vội, lần sau tôi sẽ nghe cô giới thiệu. Nhìn thấy Tần Lâm rút thẻ ngân hàng, thực sự muốn thanh toán. Tiểu Mai tức đỏ mắt. Dòng xe Cullinan này có giá khởi điểm hơn 6 triệu, cấu hình cao có thể lên tới 10 triệu tệ, tiền hoa hồng bán hàng của họ là 5%, vậy là 500.000 tệ. Bán một chiếc xe là có thể kiếm được 500.000 tệ, gần bằng tiền lương 2 năm đấy. Tiểu Mai có thể không ghen tị sao, cô ta làm lâu rồi mà vẫn chưa bán được con xe nào, Điềm Điềm mới đến đã bán được rồi. Cơ hội này vốn dĩ là của cô ta, không thể nhường cho Điềm Điềm được. Tiểu Mai nói, Điềm Điềm, cô đi photo chứng minh thư của khách hàng đi, chuyện còn lại để tôi làm là được rồi. Điềm Điềm sững sờ, nhưng, đây là khách hàng của tôi mà. Tiểu Mai trừng mắt, cái gì mà khách hàng của cô chứ, đến lượt cô sao? Bảo cô đi làm gì thì cô làm cái đấy, đừng có nói lời vô ích với tôi. Điềm Điềm đứng ở đó. Thấy uất ức nhưng vẫn phải chấp nhận đi photo chứng minh thư cho Tần Lâm. Tần Lâm cười khẩy, chỉ vào Điềm Điềm rồi nói. Đừng đi, cô làm thủ tục cho tôi, không cần người khác. Lúc này Tiểu Mai vội niềm nở nói. Thưa anh, Điềm Điềm là nhân viên mới, vẫn chưa quen với quy trình thủ tục, có thể sẽ làm mất thời gian của anh, để tôi giúp anh làm thì tốt hơn, nhất định có thể đem lại ưu đãi và sự phục vụ tốt nhất cho anh. Tần Lâm cười khẩy nói, không cần. Tôi thấy cô chướng mắt. Tiểu Mai. Cô ta không thể nào phản bác lại lý do này.
Lúc Tần Lâm vừa vào, Tiểu Mai không có thái độ tốt, sao anh có thể bỏ qua cho cô ta chứ? Quản lý Tôn thấy thế, vội tiến đến khách khí, lễ phép với Tần Lâm. Thưa anh, đích thân tôi làm thủ tục cho anh nhé, tôi là quản lý cửa hàng, tôi có thể đem lại ưu đãi lớn cho anh. Tần Lâm lạnh nhạt nói, không cần, tôi không cần chút tiền của cô, để cô ấy làm đi. Quản lý Tôn cứng đờ mặt, khó xử cười gượng, vậy được, để tôi bảo Điềm Điềm làm cho anh. Tiền hoa hồng lên đến 500.000 tệ, đến quản lý cũng thấy hấp dẫn. Tiểu Mai và quản lý Tôn đứng bên cạnh nhìn Điềm Điềm nhanh nhẹn làm thủ tục cho Tần Lâm, trong lòng thấy vô cùng ghen tị, 500.000 tệ đấy, nửa cái nhà. Điềm Điềm nhanh chóng làm xong thủ tục cho Tần Lâm, sau khi lắp biển tạm thời anh liền lái xe đi. Tần Lâm vừa ra ngoài, mấy nhân viên liền xúm lại. Điềm Điềm được đấy, mới làm 3 ngày mà đã bán được một con Kalinan rồi, tối nay nhớ khao mọi người một bữa nhé. Điềm Điềm cười, được, không thành vấn đề. Mấy cô gái cười đùa, anh đẹp trai lúc nãy có phải bị cô hấp hồn rồi không? Nếu không thì cũng sẽ không trực tiếp quẹt thẻ mua xe mà không cần cô giới thiệu. Đúng là khoa trương quá rồi đấy nhỉ? Điềm Điềm đỏ mặt, gì vậy chứ, các cô đừng nói linh tinh. Người ta còn chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn mua xe thôi. So, người có tiền có khác, không hề do dự trực tiếp mua con xe mấy chục triệu tệ, Điềm Điềm, chẳng phải cô có số điện thoại của anh ấy sao? Ad Zalo đi. Trong danh sách bán hàng có số điện thoại của Tần Lâm, Điềm Điềm xấu hổ lắc đầu, ngại lắm, hơn nữa sau này cũng chẳng có cơ hội gặp lại, thôi bỏ đi. Nhìn bóng dáng rời đi của Tần Lâm, Điềm Điềm ngơ ngác thất thần. Tần Lâm lái con xe Kalina trở về ruộng dưa hấu, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Thực ra có rất nhiều người không biết xe sang, đặc biệt là người nhà quê, họ biết Mercedes-Benz. BMW là xe tốt nhưng lại không biết dòng Rolls-Royce. Nhưng cho dù là không biết thì con xe Rolls-Royce Kalina mà Tần Lâm lái vừa nhìn biết ngay không phải là xe thường, quá lớn, quá bá đạo. Mặc dù ở trên con đường đất gồ ghề, thậm chí còn có cống rãnh nhưng lái rất êm, giống như đi trên đất bằng phẳng vậy. Trước đây bọn họ cảm thấy con xe Prado của con trai nhà lão Triệu rất đẹp, nhưng bây giờ xem ra con xe mà Tần Lâm lái còn tuyệt hơn. Bọn họ còn không biết tên của nó là gì. Chụp hình chưa? Mau tra xem, là thương hiệu gì? Không chụp được, xe đi nhanh quá, lao vút qua. Không biết là xe của thiếu gia nào, chúng ta nỗ lực cả một đời chắc cũng chẳng mua nổi cái bánh xe đâu nhỉ. Đừng có mơ nữa, chắc chắn không có liên quan đến thôn của chúng ta. Lúc mọi người đang bàn tán thì nhìn thấy chiếc xe tiến thẳng vào trong cánh đồng bên cạnh. Đến mảnh đất trồng dưa hấu của nhà Vương Đông Tuyết. Vãi nhái, sao chiếc xe này lại vào đất trồng dưa hấu chứ? Ây dô, tôi sót cái bánh xe quá, đi vào cánh đồng không phải sẽ bị bẩn sao? Chả thế à, chắc rửa xe cũng đắt lắm nhỉ? Có khi nào là xe của nhà lão Vương không? Dưới sự ngỡ ngàng sửng sốt của hàng xóm láng giềng, chiếc xe tiến vào trong cánh đồng, nhìn thấy con xe này, Triệu Kiến Hữu ngây người ra. Mặc dù ông ta không biết đây là dòng xe gì, nhưng rất rõ ràng đắt hơn chiếc Prado của con trai ông ta. Tầm Lâm mở cửa xe rồi bước xuống, anh mở cốp ra rồi nói. Chú Vương, chú hài lòng không ạ? Vương Ái Dân cũng há hốc mồm, nhìn thấy chiếc xe hoàng tráng như vậy, ông cảm thấy chân tay mềm nhũn ra. Tiểu Tần, chiếc xe này đắt lắm nhỉ? Tần Lâm cười, cũng bình thường thôi ạ, chú lái thuận tiện là được, chú đến thử đi ạ. Nói xong Tần Lâm đưa chìa khóa cho Vương Ái Dân, đẩy ông lên trên. Vương Ái Dân lên xe rồi đạp ga, lượn vài vòng xung quanh, sau khi xuống xe vẻ mặt ông vô cùng kích động. Ông vỗ vào cửa xe rồi nói, chiếc xe này tốt quá, thực sự rất chắc chắn, chú ngồi trong xe mà không cảm nhận được đang ở cánh đồng, bên trong thực sự rất sang trọng, xe mới mà không có mùi da. Vương Ái Dân cũng chưa từng lái xe sang, chỉ lái xe bốn bánh và máy cày. Vì thế cũng không biết hình dung chiếc xe này như thế nào, tóm lại là rất tốt. Vương Đông Tuyết mắt chữ A mồm chữ O, cô tưởng rằng cùng lắm Tần Lâm chỉ mua con Prado, cao cấp hơn thì là Landa Cruiser thôi. Nhưng không ngờ rằng anh lại mua Rolls-Royce. Mặc dù phụ nữ không hiểu nhiều về xe, nhưng cô cũng biết đây là Rolls-Royce. Anh Tần, chiếc xe này đắt lắm đúng không? Sao anh lại mua chiếc xe đắt như vậy chứ? Lẽ nào là thuê sao? Vương Đông Tuyết khẽ hỏi, mặc dù cô biết Tần Lâm có tiền nhưng cô cũng không ngờ rằng anh lại giàu có như vậy,
mua Rolls Royce mà làm như mua cải thảo vậy sao? Người nhà quê như bọn họ mua máy cày cũng phải suy đi tính lại, Tần Lâm thì hay rồi, vung tiền mua luôn, sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Vương Ái Dân cười không ngậm được miệng, sau này bố lái con xe này đi bán dưa hấu, xem quản lý thành phố còn dám đuổi chúng ta đi nữa không? Vương Đông Tuyết bất lực lắc đầu, nếu bố thực sự lái con xe này đi bán dưa hấu, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành nhân vật hot trên mạng. Lái xe Rolls Royce đi bán dưa hấu, chắc ông ấy là người đầu tiên. Cả nhà Triệu Kiến Hữu nhìn thấy cảnh này, biểu cảm trên gương mặt trở nên rất khó coi, đúng là khoe khoang quá đà, chỉ một con xe Prado thôi mà khiến bọn họ hãnh diện như vậy, kết quả nhà lão Vương lái hẳn Rolls Royce. Mọi người mau chóng sắp xếp dưa hấu để mai mang đi bán. Sau khi thu dọn xong, cả nhà Vương Đông Tuyết đi về, chuẩn bị cơm nước để cùng Tần Lâm ăn uống một bữa. Vừa làm xong cơm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vương Ái Dân mở cửa ra, lập tức thấy sững sờ. Lão Triệu, người đứng trước cửa là ba người nhà Triệu Kiến Hữu, bọn họ xách quà mặt mày niềm nở. Người ta đã nhiệt tình niềm nở như thế, vợ chồng Vương Ái Dân cũng chẳng nói được gì nữa. Lão Triệu, anh đến là được rồi sao còn mang đồ đến chứ, khách sáo quá. Sau khi chào hỏi vài ba câu thì mời bọn họ vào trong nhà. Mặc dù hôm nay có xảy ra xích mích ở cánh đồng, nhưng bây giờ dù gì họ cũng là khách. Sau khi vào trong nhà, Triệu Kiến Hữu cười nói, Ây dô, lão Vương à, điều kiện nhà anh tốt thật đấy, nội thất trong nhà cao cấp hơn nhà tôi gấp mấy lần. Vương Ái Dân sững sờ, bụng nghĩ chẳng phải đều trang trí giống nhau sao, bọn họ đều được cấp nhà, bởi vì có quan hệ của Tần Lâm nên được căn VIP, nội thất cao cấp. Mỗi mét vuông tầm 3.000 tệ, cũng khá đắt tiền. Nếu so sánh với căn của Triệu Kiến Hữu, nhiều nhất là đồ gia dụng mua cao cấp hơn một chút thôi. Hơn nữa mặc dù là Vương Đông Tuyết bỏ tiền mua, nhưng Vương Ái Dân và Từ Quyên đều là người tiết kiệm, đồ gia dụng cũng không đắt lắm, rõ ràng Triệu Kiến Hữu đang nịnh bợ, tiếp cận, xem ra là có chuyện muốn cầu xin giúp đỡ. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Triệu Kiến Hữu hàn huyên vài câu rồi hỏi. Con rể nhà anh cũng giỏi đấy nhỉ, cậu ấy làm công việc gì vậy? Tần Lâm đáp, tôi làm bác sĩ. Cả nhà Triệu Kiến Hữu sững sờ, tưởng Tần Lâm nhiều tiền như thế, chắc phải làm kinh doanh, ai ngờ lại là bác sĩ sao? Bây giờ bác sĩ cũng kiếm được nhiều tiền như vậy ư? Mọi người cho rằng bác sĩ ở tầng lớp phổ thông, cho dù là có danh tiếng, cùng lắm cũng chỉ là tiểu tư sản, chứ chẳng nghe nói ai làm bác sĩ mà trở thành đại gia được. Có thể tùy ý mua xe Rolls Royce chắc chắn phải là nhân vật vô cùng lắm tiền. Mặc kệ người ta thế nào, Triệu Kiến Hữu cũng không hỏi kỹ, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Lão Vương à, anh xem, con trai tôi gần đây gặp chút chuyện, dạo trước nó có chơi cổ phiếu hợp đồng tương lai, kết quả phải đền tiền, bây giờ chúng tôi phải đi vay mượn, thực sự có chút khó khăn, các anh có thể cho chúng tôi mượn chút tiền được không? Từ Quyên lập tức cau mày, biết ngay tên lão Triệu này đến có mục đích. Thì ra là muốn vay tiền. Từ Quyên ra ký hiệu bằng mắt với Vương Ái Dân, trừng mắt nhìn, không cho ông đồng ý bừa bãi. Vương Ái Dân cũng biết, ông nói, anh xem, nhà chúng tôi vừa dỡ bỏ, phải đi bán dưa hấu, điều kiện cũng bình thường thôi, làm gì có dư giả để cho anh vay mượn chứ. Triệu Kiến Hữu thấy không vui, sao nào, lão Vương, định giấu giếm với tôi hả? Nhà anh mua hẳn xe Rolls Royce mà không có tiền à? Không hợp lý lắm nhỉ? Đương nhiên ông ta biết khả năng kinh tế của Vương Ái Dân, ông ấy không có tiền nhưng Tần Lâm thì có, hỏi vay tiền ông ấy chính là gián tiếp hỏi vay tiền con rể ông. Mục đích đến lần này của Triệu Kiến Hữu là để mượn tiền Tần Lâm, chỉ là hai người không có quan hệ gì, khó mở mồm nên phải nhờ lão Vương. Vương Ái Dân khó xử nói. Lão Triệu à, nhà chúng tôi thực sự không có tiền cho anh vay, hay là anh hỏi mượn người khác đi. Triệu Kiến Hữu cũng không nói gì, vắt chéo chân. Châm điếu thuốc, nói với giọng kỳ quái. Ha ha, con người bây giờ có chút tiền là quên cội nguồn, bạn bè người thân, nói không quen biết là không quen biết, người cùng thôn quen nhau mấy chục năm, đừng nói là anh gặp khó khăn, cho dù chết đi thì ai quan tâm chứ. Được, coi như tốn công quen nhau, các người cứ bận việc, tôi đi. Nói xong Triệu Kiến Hữu đứng phát dậy định rời đi. Vương Ái Dân khó xử, ông ấy vội nói, này. Lão Triệu. Sao lại nói thế, chúng ta là bạn bè với nhau, tôi không giúp người khác thì cũng phải giúp anh chứ. Ngay khi Vương Ái Dân nói như thế,
Triệu Kiến Hữu đột nhiên nở nụ cười. Lão Vương Anh nói như vậy mới đúng chứ. Không thể nào phát đạt xong liền quên bạn bè cũng được. Tục ngữ có câu, cứu người lúc khó khăn chứ không cứu lúc nghèo. Chúng tôi thực sự đang cần sự giúp đỡ, nếu không thì tôi cũng sẽ không đến hỏi mượn tiền anh đâu. Ngay khi Vương Ái Dân nói xong, thật ra có chút hối hận, thở dài rồi nhìn một lượt những người khác. Từ Quyên trợn mắt không nói nên lời, trong lòng cảm thấy vô cùng bực dọc. Thực ra Vương Đông Tuyết cảm thấy khá khó chịu, bị người khác mượn tiền lại còn rước bực vào người. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Triệu Kiến Hữu này cũng không mấy tốt lành, càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy cả gia đình không ai nói thêm tiếng nào, Tần Lâm liền mỉm cười. Các người cần bao nhiêu, rất rõ ràng là gia đình của Vương Ái Dân không có nhiều tiền đến mức có thể cho vay được. Hơn nữa, Triệu Kiến Hữu còn nhằm vào anh mà đến, đương nhiên Tần Lâm hiểu rõ. Mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không nhất thiết vì số tiền đó mà làm khó gia đình chú Vương. Triệu Kiến Hữu nhìn gia đình ba người rồi nói. Tôi muốn vay 500.000, nếu không con trai tôi sẽ phải bán xe, cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả cho anh. Thường thì khi mượn tiền sẽ hẹn đúng thời gian để trả, nhưng cách nói của Triệu Kiến Hữu lại cho thấy rằng ông ta sẽ không định trả lại tiền. Nhưng Tần Lâm cũng không mấy quan tâm, 500.000 là có thể đuổi ông ta đi rồi, tránh việc lại đến làm khó cho gia đình chú Vương. Được, tôi cho ông mượn, viết giấy nợ đi. Triệu Kiến Hữu sững ra một lúc, bĩu môi nói, chúng ta đều là bạn cũ cả, còn cần giấy nợ sao? Vương Ái Dân mỉm cười, cậu Tần tính toán rạch ròi, viết giấy nợ cũng chẳng sao cả. Triệu Kiến Hữu có vẻ không muốn, nhưng đây là một số tiền lớn, cho nên người ta có đòi viết giấy nợ thì ông ta cũng chẳng dám nói gì. Ông ta không tin rằng mình sẽ phải trả lại tiền, lẽ nào Lão Vương lại dám kiện ông ta ra tòa hay sao? Loại người này vô cùng mưu mô vô lại, nếu thật sự cứng rắn thì còn trả lại tiền, nếu như mềm dẻo một chút thì đừng hòng lấy được dù chỉ một xu. Sau khi viết giấy nợ xong, liền ký tên và ấn dấu vân tay. Cầm giấy nợ trên tay, Tần Lâm mới chuyển cho ông ta 500.000. Khi 500.000 được chuyển vào tài khoản, Triệu Kiến Hữu đột nhiên mỉm cười. Được rồi Lão Vương, cảm ơn anh nhiều, con rể của anh thật sự rất có tiền đồ, sau này gia đình hai bên chúng ta thường xuyên qua lại nhé. Hôm nay tôi không ở nhà anh dùng bữa nữa, lần sau chúng ta gặp mặt nhé. Nói xong, Triệu Kiến Hữu ngay lập tức rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, Từ Quyên lập tức phàn nàn. Ông này, ông nghĩ kiểu gì mà dám cho ông ta mượn 500.000? Ông có tiền sao, đó đều là tiền của Tiểu Tần. Lỡ may bọn họ không trả lại tiền thì ông có 500.000 để trả cho Tiểu Tần không? Vương Ái Dân cũng cúi đầu, hút sâu một hơi thuốc, chỉ có thể chịu đựng bị mắng mà thôi, quả thực ông không hề có khả năng chi trả 500.000. Nếu như Triệu Kiến Hữu chơi trò lưu manh không chịu trả tiền, thì coi như là xui xẻo mất 500.000. Vương Ái Dân chỉ cảm thấy hơi có lỗi với Tần Lâm, trong lòng vô cùng không thoải mái. Chỉ là ông không chịu được, da mặt mỏng nên đành phải chịu để cho người ta mượn tiền. Tần Lâm bèn mỉm cười, chú Vương không cần phải áp lực, chẳng phải cháu có giấy nợ sao, có mượn sẽ có trả thôi. Vương Ái Dân liền gật đầu, đúng đúng đúng, còn giấy nợ kia mà, hơn nữa Lão Triệu cũng không phải loại người như vậy đâu. Nào, chúng ta đi ăn thôi, hôm nay Tiểu Tần mua xe cho chúng ta thì nên vui mới phải, đến uống vài ly nào. Cả nhà Vương Đông Tuyết cùng nhau ăn uống vui vẻ, còn gia đình ba người bên Triệu Kiến Hữu cũng đang rất hạnh phúc. Bọn họ cùng nhau tìm đến một nhà hàng cao cấp, gọi vài người đến để ăn hải sản. Bọn họ đều là những người hay chơi chung với Triệu Kiến Hữu, một vài trong số đó ngơ ra khi nhìn thấy cả bàn bày đầy hải sản như thế này. Lão Triệu, có chuyện gì vậy, phát tài rồi à? Sao lại mời chúng tôi ăn ngon như thế? Triệu Kiến Hữu liền nở nụ cười, có ăn là được rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nào, đến đây, hôm nay chúng ta phải uống chút rượu ngon. Triệu Kiến Hữu ngay lập tức lấy hai chai Mao Đài từ trong túi ra. Ánh mắt của những người khác liền sáng lên, không ngờ hôm nay Triệu Kiến Hữu lại máu như vậy, hai chai Mao Đài này cũng phải 3-4 nghìn tệ, Lão Triệu này cũng chịu chơi ghê chứ. Mọi người cũng không thèm quan tâm nhiều, chỉ vừa ăn vừa uống. Sau khi uống được ba hiệp, sắc mặt của Triệu Kiến Hữu đã đỏ bừng, nói năng cũng đã bắt đầu thất thường. Mấy người hàng xóm không nhịn được nữa, bèn hỏi. Lão Triệu, rốt cuộc anh phát tài rồi à, mau nói cho anh em cùng nghe nào.
Triệu Kiến Hữu đã có chút men trong người, không nhịn được liền cười ha ha nói. Ha ha, để tôi nói cho mọi người biết, đừng nói cho ai nghe đấy. Tiền của tôi, là Lão Vương cho đấy. Vài người bạn sững sờ, Lão Vương cho anh, tại sao Lão Vương lại cho anh? Triệu Kiến Hữu bật cười thành tiếng, sao lại cho tôi à? Do ông ta ngốc đó. Ha ha, tên Lão Vương đó thật là ngu, tôi chỉ nói mấy câu tỏ ra đáng thương liền cho tôi mượn 500.000. Có 500.000 rồi thì con rể ông ta lại bắt tôi viết giấy nợ, ha ha, có giấy nợ thì sao chứ, tôi không trả đấy, tôi không tin tên ngốc Vương Ái Dân đó lại có thể đi kiện tôi sao. Ha ha ha, cả đám người của Triệu Kiến Hữu liền cười phá lên, sau đó cùng nhau uống rượu một cách vui vẻ, giống hệt như đã nhặt được 500.000 vậy. Đêm hôm đó, sau khi đưa Triệu Kiến Hữu đã say khướt về nhà, Lão Trương liền đi đến nhà Vương Ái Dân. Lão Trương cầm theo hai chai ngũ lương dịch vào nhà, tửu lượng của ông ta tương đối tốt, chỉ có hơi ngà ngà say mà thôi, chứ chưa say hẳn. Sau khi ra mở cửa, Vương Ái Dân sững ra một lúc, Lão Trương đến à. Lão Trương cười hi hi, sau đó vào nhà ngồi xuống, lấy rượu mở ra đặt lên bàn rồi đi thẳng vào vấn đề. Lão Vương à, gần đây tiền bạc của tôi khá eo hẹp, mấy ngày trước, con trai tôi làm ăn thất bát, anh nhìn hàng xóm láng giềng của chúng ta xem, quan hệ cũng không tồi chút nào, tôi nghe nói anh phát đạt rồi nhỉ, vậy anh xem có thể cho tôi vay 100.000 được không? Vương Ái Dân liền cau mày, sao hôm nay ai cũng đến mượn tiền vậy? Chẳng lẽ bọn họ ghen tị khi ông có xe mới hay sao? Ban ngày đã vay Tần Lâm 500.000, Vương Ái Dân đã nhất thời tính sai rồi, nên lần này ông nhất quyết từ chối. Tôi hết tiền rồi, trong tay có ít tiền đều đã cho Lão Triệu mượn cả rồi, thật xin lỗi. Vương Ái Dân kiên quyết từ chối, điều này làm cho Lão Trương sững ra một lúc, sau đó cau mày nói. Lão Vương, nếu anh đã nói như vậy thì tôi đi đây, anh không thể nào phát đạt rồi lại quên bạn cũ được chứ. Tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta, tôi chỉ vay mỗi 100.000 thôi mà, nếu anh không cho mượn thì tôi đành bán thận vậy. Vương Ái Dân chợt nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu, suýt nữa đã mở miệng nói. Từ Quyên ở trong phòng vốn đã nghe thấy tất cả, liền nhanh chóng bước ra nói. Không được, gia đình chúng tôi hiện tại đang eo hẹp, đừng nói đến 100.000, 10.000 còn không có nữa là, Lão Trương này, anh mau lấy rượu này về để còn nhờ và người khác thì hơn. Lão Trương hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm hai chai rượu rời đi, còn bày ra thái độ giống hệt như ai đó thiếu nợ ông ta vậy. Sau khi Lão Trương đi khỏi, Từ Quyên mới hằn học nhìn chằm chằm vào Vương Ái Dân, còn không chịu rút kinh nghiệm nữa hả? Còn cho mượn tiền ư, ông có tiền để cho người khác mượn sao? Vương Ái Dân thở dài, cũng may Từ Quyên ra tay kịp thời, nếu không thì ông ấy thật sự đã suýt buộc miệng đồng ý. Vương Ái Dân nhíu mày, nói. Bà nói xem, tại sao mọi người lại đến đây để vay tiền tôi, lại còn chung một lý do nữa chứ? Vương Ái Dân khá nhạy bén, nhưng ông đã sớm trải qua những tháng ngày cực khổ nên sợ nhất là ván bài tình cảm. Từ Quyên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, ai biết chuyện gì đang xảy ra chứ, hay là ông gọi cho Lão Phùng hỏi thử xem. Vương Ái Dân liền gật đầu, Lão Phùng và ông có quan hệ khá thân, cũng thường xuyên cùng nhau ăn uống, nên ông mới gọi hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Tần Lâm và Vương Đông Tuyết cũng đi ra để nghe ngóng, bọn họ đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Ái Dân cũng không tránh né bọn họ, liền lấy điện thoại ra gọi vào số Lão Phùng. Sau một vài hồi chuông, Lão Phùng liền bắt máy. Lão Vương à, sao gọi muộn vậy? Vương Ái Dân liền hỏi, Lão Phùng, hôm nay anh đi đâu chơi thế, đã gặp ai rồi? Lão Phùng nghe xong liền khựng lại, giọng điệu có chút không đúng cho lắm. Lão Vương, có phải anh đã nghe được chuyện gì không? Vương Ái Dân nghe thấy vậy, quả nhiên là có chuyện gì đó, bèn vội hỏi. Lão Phùng, chúng ta chơi với nhau bao năm qua, anh có chuyện gì thì cũng không nên giấu tôi chứ. Lão Phùng bèn thở dài nói. Được, tôi không giấu anh nữa. Tối nay Triệu Kiến Hữu đã mời chúng tôi đi ăn, còn mua rượu Mao Đài và hải sản, tốn không ít tiền, có tôi và cả Lão Trương nữa. Vương Ái Dân nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui, vừa mượn được tiền lại đi ăn nhậu say xỉn, đây là bộ dạng của người đang thiếu tiền ư. Lão Phùng nói tiếp. Ban đầu Triệu Kiến Hữu không chịu nói tiền từ đâu ra, sau khi uống mấy ly liền tiết lộ cho chúng tôi biết đã mượn tiền từ anh, còn nói anh là đồ ngốc, chỉ cần đánh ván bài tình cảm ra là được,
còn bảo chúng tôi thử xem. Lão Vương, anh cũng biết tôi mà, cho dù có thiếu tiền cũng sẽ không đến nhờ vả anh, huống chi là giả vờ bắt bí, sao thế, lão Trương đến chỗ anh rồi à? Vương Ái Dân hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng lại rồi nói. Ừ, lão Trương đến rồi, tôi không cho anh ta mượn, cảm ơn anh nhiều nhé lão Phùng. Lão Phùng cũng thở dài, sau đó hai người liền cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Vương Ái Dân tức đến mức suýt ném điện thoại. Triệu Kiến Hữu này thật đáng kinh tởm, cho ông ta vay tiền còn không biết cảm kích, ngược lại còn ra ngoài bôi nhọ dèm pha Vương Ái Dân, còn nói ông là đồ ngốc. Đó không phải là dáng vẻ ban đầu ông ta đi vay tiền. Sắc mặt Tần Lâm cũng sa sầm xuống, lý do lúc trước anh cho mượn tiền là vì không muốn để chú Vương phải khó xử, dù gì cũng là người cùng thôn, cảm thấy không có chuyện gì to tát nên mới cho mượn. Cho dù không trả lại nhưng vẫn ghi nhớ ân tình của chú Vương. Nhưng bây giờ thì hay rồi, lấy được tiền lại không thèm nhớ đến lòng tốt của người ta, còn cảm thấy người ta là đồ ngốc. Loại người này không đáng để thương hại chút nào. Tần Lâm cười khẩy, chú Vương không cần phải giận, ngày mai cháu sẽ khiến cho ông ta đích thân mang tiền qua trả. Vương Ái Dân thở dài nhưng không nói gì, cả nhà của Triệu Kiến Hữu chẳng khác gì đám vô lại, muốn bọn họ trả lại tiền còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, người trong cùng một thôn đều rất khó để kiện ra tòa, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì sẽ vô cùng khó coi. Vương Ái Dân lo lắng đến mức thức trắng cả đêm, sáng sớm hôm sau liền đến nhà Triệu Kiến Hữu gõ cửa. Ngay sau đó, Triệu Kiến Hữu bước ra với vẻ mặt vẫn còn hơi men, lờ mờ nói. Hở, lão Vương, sao anh lại đến đây? Nhìn thấy Vương Ái Dân, Triệu Kiến Hữu đột nhiên có chút tỉnh táo. Vương Ái Dân nói với vẻ mặt ảm đạm, lão Triệu, trả tiền cho tôi, chắc anh cũng chưa tiêu đâu nhỉ, nhà tôi có việc gấp cần dùng, con rể của chúng tôi muốn kinh doanh. Lúc này Vương Ái Dân cũng nói dối, lần cho mượn tiền này thật sự khiến ông vô cùng khó chịu, vậy nên mới muốn lấy lại tiền càng nhanh càng tốt, cho dù có hối hận cũng phải đòi lại. Triệu Kiến Hữu liền cười nhạt, lão Vương, anh đến trễ rồi, tối qua tôi đã tiêu cả rồi, hơn nữa, làm gì có chuyện dục trả nợ như thế này. Tôi mới mượn hôm qua thôi mà, hôm nay anh lại muốn đòi sao? Vương Ái Dân chau mày, lão Triệu, tôi không phải đang đòi nợ, tôi không muốn cho anh mượn nữa, tôi đã biết hôm qua anh làm gì rồi, mau trả lại tiền cho tôi đi, đó là tiền của con rể tôi. Triệu Kiến Hữu sững ra một lúc, cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, xem ra là có người đã báo tin. Nhưng Triệu Kiến Hữu lại không hề sợ hãi, dù sao tiền cũng đã vào túi ông ta rồi, đừng mơ mà lấy lại được. Ha ha, lão Vương à, không phải tôi không chịu trả tiền cho anh, tôi thực sự đã tiêu hết rồi, tôi đã nói con trai tôi cần dùng nó để kinh doanh, tiền cũng đã chuyển xong cả, anh yên tâm đi, đợi khi nào tôi có tiền sẽ trả lại cho anh. Vương Ái Dân nhíu mày, anh không thể nói như thế được, anh phải cho tôi thời gian chính xác chứ, cụ thể là ngày mấy. Triệu Kiến Hữu liền cau mày, có chút không vui. Làm gì vậy, lão Vương anh có chút quá đáng rồi đó. Đã cho tôi mượn tiền lại đòi gấp như vậy, sợ tôi sẽ không trả cho anh à. Anh đừng có quá đáng như vậy chứ, tình cảm bao năm qua của chúng ta, sau này vẫn còn phải qua lại nữa chứ. Vương Ái Dân còn chưa kịp tức giận thì Triệu Kiến Hữu đã nổi điên. Ông ta bày ra bộ dạng có lý không chút khoan nhượng, đã thiếu tiền của người ta lại còn muốn leo lên đầu ngồi. Triệu Kiến Hữu hừ lạnh một tiếng, lão Vương, tôi vì tình bạn bao năm qua nên mới vay tiền anh. Kết quả anh lại có thái độ như thế này, chỉ có chút tiền mà làm nhạt đi mối quan hệ giữa chúng ta sao? Thôi được rồi, anh đừng nói nữa, sau này chúng ta cũng đừng qua lại nữa, đợi tôi có tiền sẽ trả đủ cho anh, từ giờ coi như chúng ta không quen biết nhau. Nói xong, Triệu Kiến Hữu liền đóng cửa lại, mặc cho Vương Ái Dân ở bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Ái Dân liền cảm thấy vô cùng tủi thân. Sau khi mệt mỏi về đến nhà, Vương Ái Dân liền ngồi lên sofa và hút thuốc. Tần Lâm nhìn thấy liền biết đã xảy ra chuyện gì, bèn cười nói. Sao vậy chú Vương, không trả tiền à? Vẻ mặt Vương Ái Dân có chút xấu hổ, không kiềm được cảm xúc. Tiểu Tần à, chú Vương có lỗi với cháu, số tiền này. Tần Lâm cười đáp, chú yên tâm đi, bọn họ sẽ phải trả lại số tiền này thôi. Nói xong, Tần Lâm liền lấy điện thoại ra, sau đó gọi cho Bùi Lương. Tần Lâm vốn không quan tâm đến tiền bạc cho lắm, nhưng Triệu Kiến Hữu này thật sự đã lừa người quá đáng,
đã mượn tiền còn ra ngoài đâm chọc người ta, thật sự khiến cho anh cảm thấy không vui. Nếu đã như vậy thì phải khiến cho ông ta ngoan ngoãn nhả tiền ra. Alo, cậu Tần, Bùi Lương đây. Tần Lâm nói, gọi vài người đến đi, tôi có một món nợ ở đây, mau đến đòi lại cho tôi. Bùi Lương sững ra một lúc, cậu Tần, bao nhiêu vậy? Bùi Lương cảm thấy sợ hãi, phải để cho cậu Tần đòi nợ thì con số sẽ là bao nhiêu đây? Chắc không phải vài chục tỷ chứ, có lẽ là một khoản tiền lớn, sợ rằng một mình anh lo không xuể à. Tần Lâm đáp, không bao nhiêu cả, 500.000 thôi, không cần ông đích thân đến đâu, gọi mấy tên đàn em cho vay nặng lãi trước đây là được. Bùi Lương nghe Tần Lâm nói xong liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ có 500.000, suýt chút nữa đã dọa chết ông ta rồi. Nhưng nếu cậu Tần thực sự muốn tính sổ, e rằng cũng sẽ không đến lượt ông ta ra tay. Cậu Tần yên tâm, cứ để tôi sắp xếp, thế này đi, cậu biết báo chứ, tên nhóc này từng cho vay nặng lãi, cứ để cậu ta đến đó. Được, tình cờ Tần Lâm cũng vừa gặp tên báo đó, còn ở trước mặt Bùi Lương nói mấy lời khen ngợi, bây giờ có thể dùng đến rồi. Không bao lâu sau, báo đã mang theo vài người tới cửa, cung kính đi vào trong nhà, vô cùng lịch sự, nếu như không biết thì còn tưởng là đang giả vờ nữa cơ. Anh Tần, xin hỏi anh cần đòi ai? Tần Lâm lấy giấy nợ đưa cho hắn, sau đó nói cho hắn nghe về Triệu Kiến Hữu, báo đã lập tức hiểu ra. Sau đó hắn dẫn theo 4 tên đàn em trực tiếp đi thẳng đến nhà họ Triệu. Khoảng 5-6 phút sau, báo và những người khác đã đứng trước cửa nhà họ Triệu, sau đó cởi giày và cúc áo khoác ra, để lộ sợi dây chuyền vàng. Một người châm thuốc rồi lại tiếp tục tư thế như một đám côn đồ. Rầm, đá một phát vào cửa chống trộm, ngay lập tức nó đã bị lõm thành hình chữ C, làm sao báo có thể khách khí với bọn họ được chứ? Rầm, lại thêm một cú đá nữa. Lần này cửa chống trộm đã bị bật tung. Mặc dù trước mặt Tần Lâm thì báo không là cái thá gì cả, nhưng khi đánh nhau thì hắn cũng là một tên có máu mặt. Sau 2 cú đạp bình bịch, đám người bên trong đều trợn tròn mắt, chưa từng thấy tình huống thế này bao giờ. Triệu Kiến Hữu đứng ở trong phòng sững sờ không dám ra ngoài, cũng không dám mở cửa, chỉ đứng ở cửa hỏi. Ai vậy? Ai tìm tôi vậy? Báo cầm giấy nợ đặt trước lỗ mắt mèo rồi nói. Trả tiền. Sắc mặt Triệu Kiến Hữu thay đổi, đây, đây là tiền mà tôi nợ lão Vương, liên quan gì đến mấy người? Báo lạnh lùng hừ một tiếng, bây giờ tiền này là này của tao, mày nợ tiền ông đây cho mày nửa ngày, mày mà không trả được chỗ tiền này thì đợi chết đi. Sắc mặt Triệu Kiến Hữu vô cùng khó coi, không ngờ lão Vương lại tuyệt tình như vậy. Tôi không trả, tôi mượn ai thì trả người ấy, cho dù tôi có trả thì tôi sẽ trả lão Vương. Báo cười khẩy, vẫn chưa chịu trả à? Được, mày đợi đấy. Mấy phút sau, mấy tên đàn em của báo xách 2 xô máu chó lớn hắt vào cửa. Một lúc sau, mùi tanh lan ra khắp nơi, trong nhà Triệu Kiến Hữu cũng toàn là mùi này, vô cùng khó ngửi. Hơn nữa khắp cầu thang đều là máu đỏ, trông vô cùng kinh người. Báo lạnh lùng nói, đây chẳng qua chỉ là cảnh cáo nhỏ cho mày, mày có mấy giờ để xoay tiền, nhanh chút đi. Nói xong. Báo đưa người rời đi. Triệu Kiến Hữu ngồi xổm trong nhà, nhà 3 người mặt ai cũng khó coi. Lão Triệu, hay là trả tiền cho lão Vương đi. Triệu Kiến Hữu nghiến răng, không được, anh có năng lực mượn được tiền thì dựa vào đâu mà phải trả. Tận 500.000 lận, em nỡ trả chắc. Vợ và con trai lão Triệu cũng do dự, 500.000 bọn họ mượn bao năm nay, bây giờ trả lại thì có hơi không cam lòng. Yên tâm đi, bọn họ chỉ dọa thôi. Cùng lắm là chúng ta chuyển nhà, bán cái nhà này đi, không ai tìm được chúng ta đâu. Triệu Kiến Hữu cũng tính toán rồi, cứ dây dưa thế này để xem ai tốn kém hơn. Triệu Kiến Hữu nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh nữa, nhẹ nhàng mở cửa thử đi ra ngoài, sau đó đổ mấy xô nước, cả nhà 3 người bắt đầu dọn dẹp máu chó trên cầu thang. Nửa tiếng sau, có hàng xóm đi từ trên xuống, nhìn thấy Triệu Kiến Hữu đang dọn dẹp, lập tức sững sờ. Lão Triệu vẫn còn tâm trí để xử lý cái này à? Dưa hấu nhà ông bị người ta đập hết rồi, ông còn không mau đi xem. Triệu Kiến Hữu sững sờ, cái gì cơ? Ruộng dưa hấu là tâm huyết của cả nhà ông, chuẩn bị bán rồi, đầu tư biết bao nhiêu tiền của mà đám khốn nạn kia dám động tay động chân vào ruộng dưa hấu. Con trai, mau đi thôi. Triệu Kiến Hữu xuống tầng, chuẩn bị bảo con trai lái xe đưa ông ta đi. Kết quả vừa xuống.
nhìn thấy chiếc xe Prado của nhà, mặt lập tức sững sờ. Cửa kính bị đập vỡ vụn, bốn chiếc bánh xe không cánh mà bay, ghế da bên trong đều bị rạch nát, đèn bên ngoài bị đập, toàn xe đâu đâu cũng toàn vết rạch. Xe của tôi, con trai Triệu Kiến Hữu kêu thảm thiết, trái tim đau đến mức rỉ máu, đây là xe anh ta phải vay để mua, mới mua được không bao lâu. Bây giờ bị phá hỏng hoàn toàn, khiến anh ta vô cùng đau lòng. Đây là chiếc xe duy nhất của anh ta, là thứ quý giá nhất trong nhà. Triệu Kiến Hữu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. Chết tiệt! Ba người liền lái máy cày, đi về ruộng dưa hấu. Lúc này bên trong ruộng dưa hấu, tất cả dưa hấu đều bị đập nát, trông rất tan hoang, đâu đâu cũng là mảnh vụn dưa hấu. Lão Triệu lập tức ngồi bệt xuống đất, mắt đầy hận ý. Chiếc xe này cộng thêm mấy mẫu ruộng trồng dưa hấu của ông ta, thiệt hại tổng cộng lên đến hơn 100.000 rồi, tim lão Triệu như đang nhỏ máu. Đúng lúc này, có một người thanh niên đi ra từ bên cạnh, tay cầm một miếng dưa hấu, gặm từng miếng một. Triệu Kiến Hữu nhìn thấy đám anh báo, sắc mặt vô cùng khó coi, đứng dậy, lùi về sau vài bước. Làm gì vậy, mấy người định làm gì vậy? Anh báo cười khẩy, làm gì mày không biết chắc, tiền đâu, có trả không? Sắc mặt Triệu Kiến Hữu vô cùng khó coi, anh đập xe của tôi, còn đập ruộng dưa hấu của tôi, anh phải đền tiền. Anh báo cười lớn, ha ha, đền tiền, tao đền mày thì được thôi, có điều mày phải trả tao 500.000 trước đã. Triệu Kiến Hữu nghiến răng, nhìn thấy tình cảnh bây giờ, không trả tiền không được nữa rồi, thủ đoạn của anh báo tàn độc quá. Hát máu chó, đập xe, đập cả ruộng dưa hấu. Nếu còn tiếp tục đấu với bọn họ thì chắc mạng cũng không còn. Triệu Kiến Hữu nhắm mắt, rút điện thoại ra, chuyển tiền cho anh báo. Thực ra ông ta cũng tiêu một phần trong chỗ 500.000 rồi, mấy ngày nay ăn uống tiêu xài, đi dạo phố mua quần áo, mua vòng vàng. Tiêu hết mấy chục nghìn rồi. Bây giờ muốn trả đủ tiền thì phải rút tiền của bản thân ra để trả. Nhưng Triệu Kiến Hữu cũng đâu còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt chuyển 500.000 cho anh báo. Sau khi tiền được chuyển qua, Triệu Kiến Hữu nói. Anh báo, chuyện anh đập xe của tôi. Anh báo cười khẩy, bảo tao đền hả. Có điều bây giờ tao không có tiền, thế này đi, mấy ngày nữa mày tìm tao đòi, đến lúc đó tao có rồi thì tao sẽ trả mày. Sắc mặt Triệu Kiến Hữu thay đổi, vội vàng đến trước mặt anh báo nói. Anh báo, anh không được lật mặt như vậy, mấy mẫu ruộng dưa hấu của tôi đã trị giá 100.000 rồi, phí sửa chữa chiếc xe kia cũng phải 100.000, tổng cộng cũng phải 200.000-300.000. Mặt anh báo lộ vẻ khinh khỉnh, ồ, 200.000-300.000 cơ à, bây giờ tao không có tiền, đợi đến khi tao có tiền rồi, tao đương nhiên sẽ trả mày, mày yên tâm đi. Triệu Kiến Hữu hoảng rồi, anh báo, vừa nãy tôi vừa trả anh 500.000 mà, anh chẳng phải bảo rằng tôi trả anh sau đó anh đền cho tôi sao? Anh báo nói, thật à, tao từng nói vậy sao? Mày có chứng cứ không? Thế này đi, mày có thể tìm đến nhà tao, hất vài xô máu chó trước cửa nhà tao. Đập xe tao thử xem sao. Giọng điệu của anh báo đầy vẻ uy hiếp. Mặc dù trước mặt Tần Lâm anh báo chẳng là cái gì cả, nhưng với dân thường mà nói thì anh báo cũng là kẻ có máu mặt. Triệu Kiến Hữu chỉ là dân thường bé nhỏ, nào dám chọc vào anh báo. Nếu không chẳng phải là muốn chết sao? Lúc này Triệu Kiến Hữu mới hiểu, tiêu rồi, anh báo lần này muốn chơi xấu rồi. Lúc này trong lòng bọn họ hối hận vô cùng, hối hận đến xanh ruột. Sau khi đi về, anh báo gọi điện thoại cho Tần Lâm. Anh Tần, em đòi được tiền rồi, anh thấy chuyển khoản tiện hơn hay tiền mặt tiện hơn? Tần Lâm nói, không cần đâu, đem tiền chia cho mấy anh em đi, mấy người vất vả rồi. Anh báo sững sờ, đâu, đâu có vất vả gì đâu, anh Tần, như thế này thì ngại quá. Tần Lâm nói, không sao, có chút tiền thôi mà. Anh báo liên tục cảm ơn, lúc này lại càng kính nể Tần Lâm hơn. Anh Tần đúng là quyết đoán quá. Thường thì khi nhờ ai giúp đỡ, xong chuyện sẽ mời họ bữa cơm, hoặc là đưa cho họ 3-5.000 là cùng rồi. Như anh Tần, đưa thẳng 500.000 đúng là hào phóng. Sau khi cúp máy, Tần Lâm liền nói với mấy người Vương Ái Dân. Chú Vương, chú yên tâm đi, đòi lại được tiền rồi. Cả nhà Vương Đông Tuyết thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là tiền của Tần Lâm. Nếu như không đòi lại thì bọn họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Đòi được tiền rồi, mọi người cũng vui vẻ hơn nhiều.
Từ Quyên lấy điện thoại ra, đột nhiên nói. Đông Tuyết, con xem này, hàng xóm lúc trước của chúng ta, Lưu Nhị Nha về nước rồi, con xem con bé còn đăng chiếc túi lên vòng bạn bè, ý của con bé là gì vậy? Vương Đông Tuyết nhìn rồi cười nói. Đây là khoe túi đó mẹ. Từ Quyên nhíu mày, một chiếc túi thì có gì mà khoe? Vương Đông Tuyết nói, mẹ không hiểu thôi, đây là túi LV, một chiếc tận hơn 10.000 lận, cô ta khoe khoang là chuyện bình thường. Từ Quyên hít sâu một hơi, trời ạ, một chiếc túi tận hơn 10.000, đâu ra mà mắc thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.